mà này trước khi ta đi tiếp á, thì sẽ nhắc với quý tử khi mà hành ba la mật á, thì quý tử phải biết á, là cái người mà hành ba la mật á, cái vị đó gọi là vị Bồ Tát. Cái vị đó là Bồ Tát, tiếng Bali nó gọi là Bodhisattva. Bodhisattva là tiếng Bali. Còn nếu như mà ta nói theo tiếng của Sanskrit á, thì nó gọi là Bodhisattva. Thành ra chúng ta thấy Bodhisattva tức là cái tiếng Sanskrit. Và tiếng Sanskrit á, thì chúng ta tách nó ra là như vậy nè. Bodhi người ta gọi là Bồ Đề. Sattva đó là tác đọa. Tác đọa. Rồi khi mà chúng ta nói hai cái từ ngữ đó Bồ Đề tác đọa như vậy đó, thì chúng ta kết hợp lại. Chúng ta kết hợp lại đó, thì nó có một cái từ ngữ chung đó là gì? Bồ Tát. Đúng rồi. Nha, Bồ Tát. Nhưng mà cái nghĩa cái chữ Bồ Tát đó, nó không có được dịch ra. Đấy là Bồ Tát đó. Mà chúng ta thường nghe nói cái vị của Bồ Tát đó, nó không được dịch ra. Thì chúng ta tiếp tục phải tách ra nữa đó. Cái chữ Bồ Tát này đó là cái vị này đó. Giác, sách toa hay là sách tác là cái chúng sanh có tình cảm hay là một loại hữu tình. Ta gọi là một loại hữu tình. Như vậy thì khi ta nói tới mà vị Bồ Tát á, ta gọi nó cái vị đó là gì? Giác hữu tình. Giác tình tức là chúng sanh có ý thức về sự giác ngộ đó. Thì do đó khi mà chúng sanh mà có ý thức về sự giác ngộ á, thì ta gọi là giác hữu tình hay là Bồ Tát. Tiếng Bồ Tát á, chỉ là một cái tiếng âm mà thôi, nó không có dịch nghĩa ra. Giờ chúng ta dịch nghĩa ra như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy được là Bodhisattva thì tiếng Bali, phải không nào? Và dạ được. Dạ. Giờ gần tới Phật tử ha. Giờ gần tới Phật tử thấy rõ xem nữa. Cái bóng anh đen, anh sáng. Dạ, dạ đỡ rồi rồi. Dạ, bóng anh sáng. Đã chưa? Dạ, đỡ rồi chưa? Dạ. Xích chút xíu nữa. Cái cô quay phim này lúc nào cũng phải là khó khăn đó. Sẽ thấy người ta quay phim nó khó khăn, có mình khó nhất à. Dạ. Dạ. Ra cái bản thôi. Hả? Ra cái bản. Cái máy này nó muốn pha lá cho nó quay sa cá xem. Cái máy này cũng pha lá cho phải bắt cá mà. Dạ. Cái nào cũng nói được hết rồi. Rồi. Thì chúng ta nói tới khi mà chúng ta nói tiếng Pali á, là tập Bodhisattva, tiếng Sanskrit á. Tức là, quý tử còn biết cái từ ngữ Pali á là gì? Là Nam Phạn. Cái từ ngữ đó ta gọi là Nam Phạn. Còn Sanskrit á, ta gọi là Bắc Phạn. Là ngôn ngữ được lưu truyền hay được sử dụng ở miền phương Bắc, tức là Sanskrit. Còn nếu mà ngôn ngữ mà được lưu truyền ở phương Nam, ta gọi là Nam Phạn. Cái từ nghe kẹp ha. Thời xưa kia là Đức Phật Ngài thường dùng cái từ ngữ Pali nhiều hơn là tiếng Sanskrit. Rồi sau này á, khi mà một số chư tăng á, đi về miền Bắc á, thì lúc đó tiếng Sanskrit được phổ truyền ra. Tuy nhiên á, ngày hôm nay tiếng Sanskrit á, không được phát triển cách rộng rãi là vì á, bị thất thoát và bị mai một. Do đó chỉ còn có một số ít còn tồn tại trên những quyển lá bối mà thôi. Do đó đó thì tiếng Sanskrit là Bát Phạn, tiếng Bodhisattva tức là Nam Phạn là Pali, mà tiếng âm ra hai giữa từ ngữ này là Bồ Đề Tát Đọa hay là Bồ Tát á, là chúng sanh hay là những tình chúng sanh có tình cảm đó mà có ý thức về giác ngộ nên được là giác hữu tình. Như thì Bodhisattva hay là Bodhisattva mà chúng ta gọi là gì đó là những chúng sanh có ý thức sự giác ngộ mà có thực sự ý thức giác ngộ nhưng mà họ chưa giác ngộ. Biết tôi nghe kịp không? Rồi họ mới tầm cầu con đường tu tập để được giác ngộ. Rồi chưa? Do đó họ có ý thức sự giác ngộ đó. Từ đó họ bắt đầu họ tu tập những cái pháp để mà phòng hộ cho chính họ, để đưa đến sự giác ngộ. Biết tôi nghe kịp không? Những pháp đó ta gọi là Paramita. Paramita. Paramita tức là ba la mật đa. Tiếng Bali nó gọi là ba la mật đa.
cái tên là và người ta gọi cái tên này là họ âm ga. Tại cái theo như chúng ta biết cái chữ R là tiếng người Trung Hoa họ không có đọc cái được, giống như họ bị ngọng vậy đó, thì chữ R họ đọc thành chữ L, cho đó là Ba La Mật Đa. Thì mà Ba La Mật Đa đó ta dịch ra là đáo bỉ ngạn, đáo bỉ ngạn tức là đến, đến bờ, ngạn là bờ, bỉ là an, an vui. Người ta thường hay nói đó, hết hết cơn bỉ cực đến hồi Thái Lan, phải không? Không biết đâu, hồi xưa ta nói hết cơn bị cực đến họ Thái Lan không, mà tại mình đi qua cái Thái Lan mình tị nạn cho nó hết cơn bị cực đến họ Thái Lan, cho bây giờ mình đổ là thới thắng lại. Rồi đi đến bờ an vui, thì chúng sanh nào mà có sự ý thức giác ngộ đó, họ phải trao dồi những cái pháp môn để mà phòng hộ cho họ, đem lại cho họ được an vui, không bị đắm sai trong cái cổ của tam giới. Do đó đó ta còn gọi là gì? Pháp, pháp độ. Độ họ, độ cho chính họ. Cái pháp độ này đó là bảo hộ cho họ, độ họ, đưa cho họ đi đến bờ an vui. Do đó đó ta gọi là pháp, pháp độ hay là pháp ba la mật. Được chưa? Rồi, khi mà chúng ta nói như vậy đó thì do đâu mà họ có cái sự ý thức sự giác ngộ? Rồi từ cái sự ý thức giác ngộ đó họ mới bắt đầu họ đã tu tập pháp độ, là khi họ thấy trong đời này là vô thường, họ khi họ thấy trong đời này là khổ đau, là khi họ thấy trong đời này là vô ngã. Ba cái tố này mà họ thấy được á thì họ bắt đầu là họ thức tỉnh giác ngộ, tức là sự thức thức tỉnh giác ngộ là sự thức tỉnh là tỉnh thức rồi đó, họ không còn bị lầm mê nữa. Không bị lầm mê nữa, và họ bắt đầu là họ trao dồi, họ tu tập con đường pháp độ dẫn họ đi đến cái gì? Sự an vui giải thoát, không còn bị ở trong là trong tam giới, vì ở trong trạng thái luân hồi tam giới. Chính do đó thì ta nói tới là ba la mật. Và tương như gọi là chúng ta đã nghiên cứu qua một số về pháp môn ba la mật, hay là ta gọi là pháp môn ba pháp độ. Chúng ta đi tương tự lại, pháp môn thứ nhất á, là pháp môn gì nè? Xả hả? Xả thí ha, xả thí. Thứ hai nữa là trì giới. Thứ ba nó là gì? Ly dục. Thứ tư là trí tuệ. Thứ năm tinh tấn. Thứ sáu nhẫn nại. Thứ bảy là chân thật. Thứ tám chí nguyện. Thứ chín là từ ái. Thứ mười hành xả. Được chưa? Rồi đó là những cái pháp môn mà chúng ta tu tập theo về đây đây á, thì là đó nó trở thành là những pháp độ, độ cho ta hay độ cho cái bậc mà giác hữu tình đó, hay là độ cho cái bậc Bồ Tát đó có con đường đi đến bờ an vui. Hay chúng ta thì nói rõ hơn đó là 10 cái pháp độ này á, là thuyền bè đưa chúng ta bỏ bờ mê thì đến bến giác. Giống như tôi qua sông phải nương vào con thuyền vậy đó, tôi qua sông phải nương vào thuyền, thì con thuyền này, con thuyền ba la mật hay là thuyền pháp độ đưa tới bến giác. Thì quý Phật tử biết á, là một vị Bồ Tát bây giờ đó, ở đây quý Phật tử là Bồ Tát chưa? Dạ, chưa. Dạ, đang tác bộ thôi ha. Bồ Tát, tát nước à, tát nước. Giờ quý vị tử chưa là Bồ Tát à, rồi xin nói nghe. Giờ xin hỏi lại lần nữa nè, ở đây quý vị tử là gì, Bồ Tát chưa hay là chưa là Bồ Tát? Bồ Tát. Hả? Có người là Bồ Tát rồi, có người lần nữa Bồ Tát à? Hay là người chưa được Bồ Tát của em nè, phải không nè? Rồi quý vị tử nói như vậy á, thì xin một câu hỏi tiếp quý vị tử nghe. Ở trong đời này quý vị tử thấy sự già, sự bệnh, sự chết chưa? Và quý tử có thức tỉnh không? Có. Hay là quý tử thấy sự già, sự bệnh, sự chết coi như không có ảnh hưởng gì trong quý tử hết á? Có thức tỉnh không? Thấy người ta già, mình thức tỉnh. Thấy người ta bệnh, thấy người ta thức tỉnh. Thấy người ta chết, mình thức tỉnh á. Thì như vậy đó là quý tử đã là có ý thức sự giác ngộ này đó. Thì thế gian này đó, nếu như chúng ta không nói cái Phật giáo đó, hay chúng ta không nói cái lời dạy Đức Phật á, và những tôn giáo khác đó, họ không bao giờ họ nói những điều này. Họ
không có bao giờ họ nói tới điều là vô thường, có đau, có ngã, để họ nói rằng là Phật giáo là một hình ảnh tiêu cực, là một hình ảnh bi quan, yếm thế. Tại lúc nào cũng nói vô thường khổ, vô ngã, vô thường khổ, vô ngã. Chứ ca là như vậy là không đúng. Họ sống một đời sống phải vui, hồn nhiên và tươi tỉnh, chứ không có thằng phải bi quan, sầu bi. Họ nói như vậy đó. Nhưng mà sự thật á, khi mà con người mà họ thấy một sự thức tỉnh, một sự vô thường, họ thức tỉnh một sự khổ đau, họ thức tỉnh một sự vô ngã qua một hình ảnh nào đó, con người nọ hay là một chúng sanh khác, thì họ bắt đầu là họ giác ngộ sự thức tỉnh này là họ đã là Bồ Tát rồi đó. Ở đây từ giác ngộ Bồ Tát chưa? Rồi. Mới tính tình mà chưa tận ra. Rồi thầy mới cắt lên được em mới được. Đó, quý tự cứ nói, quý tự cứ nói ra, quý tự sẽ thấy rằng là gì? Là mình chưa có hiểu đà, chứ thật ra quý tự thức tỉnh rồi. Ví dụ như sư thường hay nói có mấy câu quý tự nghe chưa? Người chết ta xót xa, chẳng phải gì thương tiếc, tu hành chưa đạt đạo, lần lượt đến phiên ta. Đó là thức tỉnh rồi đó. Thế mà người ta chết á, cái ta xót xa, ta giật mình tới phiên mình đó. Người ta chết á, có người ta tiễn đưa, người ta lo lắng, người ta săn sóc, người ta lo đủ chuyện hết. Còn tới phiên mình biết mình sao đó. Người ta chết ở trong nhà, còn biết mình chết ở đâu đó. Còn trạng thái người ta chết á, bình yên, an lành đó, còn biết mình chết ra sao đó. Có bình yên, an lành không? Hay là mình vần vật, đau thương, khổ sở thì dần dần. Đó, mình không có biết. Cái đó mình phải xót xa, mình chuẩn bị lo cho mình và lo cho mình vậy đó. Phải lo tu tập nước vào con đường nào? Phật độ. Nếu tự nghe kịp ha. Mà mình ý thức như vậy đó, mình là gì Bồ Tát rồi đó. Nếu tự nghe kịp chưa? Mình là một vị giác hữu tình rồi đó. Chúng mình là một vị có ý thức cái gì sự giác ngộ rồi đó. Ha, nghe chưa? Vậy ở đây là Bồ Tát chưa? Thì vừa rồi hồi nãy nói là chứ rồi bây giờ là rồi. Cái lớp nó hay chỗ đó nha, cái lớp này nhất không có lớp nào bằng lớp này đó. Hả? Lớp này nhất không hả? Lớp này nhất rồi đó. Quý tử nghe kìa mà. Rồi khi mà quý tử ý thức như vậy đó, quý tử đầu lo tu tập, mà quý tử thấy nhiều pháp môn tu tập lắm, nhưng mà gom cho lại pháp môn mà chúng ta cần đưa đến sự giác ngộ, đưa đến sự tỉnh thức á, hay để thoát về cảnh khổ á, Đức Phật gom lại chúng ta có 10 điều mà thôi. Cứ tự nghe kịp ha. Rồi khi mà chúng ta đi tới cái phương hướng này đó, chúng ta nhìn thấy có 10 pháp môn này để mà chúng ta lo tu tập. Thì ở đây khi mà quý tử sẽ thấy tại sao 10 cái pháp môn này mà chúng ta phải tu tập, là vì khi mà có người mà họ thức tỉnh là sự thật là đời là vô thường đó, họ bắt đầu là gì? Bỏ tham. Họ bỏ tham. Khi sự thật theo thấy đời là khổ đau đó, họ bắt đầu đó, họ lìa khỏi tâm sân. Họ khi họ thấy thế gian này là vô ngã, bản chất là họ có chi được của tôi ấy, thì bắt đầu là họ thức tỉnh, không còn si. Do đó đó, ba cái pháp này nó che lấp chúng sanh là tham sân si. Và bây giờ mình thấy đời là vô thường á, mình không còn tham nữa. Thấy đời là khổ đau, mình không còn chi là sân hận nữa. Thấy đời nó là vô ngã thì không còn si mê nữa, thức tỉnh rồi đó. Quý tử nghe kịp không? Thì khi mà thức tỉnh như vậy đó, quý tử thấy đầu tiên á, là xả thấy buông bỏ cho ra. Xả thấy là buông bỏ cho ra. Xả thấy, xả là buông bỏ, thấy là cho ra. Xả thấy buông bỏ cho ra là như vậy thì chúng ta mất đi cái tham. Thầy thấy cái kiểu không nè? Thấy đời là vô thường á, lúc đầu mình buồn hết, không còn dính nữa đó. Không còn dính những cái đó. Nếu mà còn dính vô cái gì đó là cái đó nó cột con ta lại. Quý tử nghe kịp ha. Quý tử thấy cái bình nước á, mà quý tử mở cái bình nước ra, mở cái nắp bình nước ra, quý tử không đụng đậy gì nó hết á. Nhưng một thời gian sau á, quý tử lấy cái tay gờ vô cho cái bình nước đây, nó đóng nhớt liền. Quý tử thấy không nè, cái bình nước á mà quý tử không có đụng đậy gì trên á, chỉ cần tháo cái nắp ra thôi, để bình nước đó một thời gian sau không biết bao lâu thì chúng ta gờ vô cái bình nước nó đóng nhớt mà nước nó sẽ không dùng được. Tại vì
chất bám, chất dính, nó dính vào trong đó. Quý vị nghe kịp không? Thì cũng như vậy, Đức Phật nói khi mà chúng ta ở trong tam giới này một thời gian lâu á, thì chúng ta bám, dính, dính mắt vào trong tam giới này đó, không có ra đó. Từ đó đó, con người mình á, không có buông ra được hết á, cái gì cũng bám giữ hết á. Mà bám giữ không? Không được. Không bám giữ được cái gì cả. Tại vì có cái gì để ta bám được? Vì tất cả đều là giới vô thường, không bám giữ được. Thì tôi nghe kịp ha, không cái gì mà nó thường tồn tại được. Do đó đó, cái pháp môn đầu tiên á, làm cho vị giác cố tình thức tỉnh rồi đó, họ đứng đi vào con đường là gì? Họ bắt đầu họ buông bỏ, họ không còn dính mắc gì cả. Tài sản, gia đình, của cải họ bỏ hết, những đồ đạc họ có đó họ đem trở về tứ phương tăng hết, không có còn giữ gì hết á. Với tôi nghe kịp không? Họ bắt đầu buông bỏ hết rồi đó. xà thú cái cậu đọc xà thú cái cậu nghe kiểu đó. Giờ đó đó xà thí buông bỏ cho ra rồi. Cái thể thống là sống trì giới đó, khi cái quý tử sẽ thấy tham mà sân mà si làm cho con người mình mê mờ trong đó đó, trì giới đó là mình trao dò gì? Hạnh kiểm, trao dò hạnh kiểm. Sự trì giới nó trao dồi cái đời một cái đức hạnh, trì giới là một sự trao dồi đức hạnh, sự trao dồi hạnh kiểm làm cho người mình tốt lên, làm cho người mình trong sạch hơn, làm cho người mình thanh tịnh hơn, làm cho mình gọi là hoàn hảo hoàn bị hơn. Đó là trì giới bắt đầu là mình trao dồi hạnh kiểm rồi đó. Mình không có hơn thua với đời, mình không có tranh đuôi với đời, họ không có bon chen với đời, mà họ không có giành giật với đời, buông bỏ hết rồi. Và bắt đầu là gì? Trao dồi mặt tâm linh, trao dồi mặt sống tâm linh của mình. Còn chưa? Rồi tới cái giai đoạn thứ ba là ly dục. Thì chúng ta buông bỏ những cái gì? Ái luyến, dính mắc. Buông bỏ những ái luyến, dính mắc. Dục nó có mấy? Dục nó có ba, đúng không nè? Tham dục, tác dục và pháp dục. Thì khi mà họ bắt đầu họ trao dồi đời sống hạnh kiểm, hay là trao dồi đời sống đời tâm linh của họ đó, thì họ bắt đầu gì? Họ buông bỏ những ái luyến dính mắc của họ, họ không có còn đeo níu ở trong đời trong đó đó. Họ bắt đầu là gì? Ly tham dục, ly tác dục. Họ còn tầm cầu con đường duy nhất là gì? Là pháp dục. Họ còn có pháp dục mà họ ra đi. Họ bỏ ly tham dục, họ bỏ ly tác dục, họ bỏ tất cả những điều đó, họ còn đi vào con đường gì? Pháp dục mà thôi. Thấy chưa? Còn nói tới tham dục á, thì chúng ta biết tham dục nó có mấy nè. Tham dục nó có mấy? Rồi, hỏi em gồm nó rồi. Tham dục có mấy? Rồi em gồm nó rồi. Tham dục có mấy? Phải chưa? Cái quyển đó, cái tập đó là tập số 16. Trang 21. 21. Có ghi rồi. Giờ này cũng... Mà có chiếc hoa, có cái nơi thật là đẹp, bỏ vô cặp tủ và không bao giờ lấy ra nữa. Rồi bây giờ mình ghi lại. Bây giờ mình ghi lại, tham dục thì nó có mấy? Tham dục nó có 6, đúng không nè? Tham dục nó có 6. Tham dục về sắc, về thân, về khí, về vị, về xúc, về pháp. Những cái đó làm cho chúng ta dính mắc ở trong đó gọi là tham dục về sắc, tham dục về thân, tham dục về khí, tham dục về vị, tham dục về xúc, tham dục về pháp. Họ luôn luôn họ dính mắc, họ đeo đuổi ở trong đó mà không coi rời xa. Người ưa thích cảnh sắc dính mắc trong cảnh sắc, người ưa thích âm thanh dính mắc cảnh thanh, người ưa thích về mùi hơi dính mắc trong mùi hơi, ưa thích về vị dính mắc về vị. Quý tử nghe kịp ha? Là tham dục. Rồi tác dục chúng ta có mấy? Tác dục nó có 2, đúng không? Thiện và bất thiện. Cái gì chúng ta cũng muốn làm cả. Do đó chúng ta đeo níu vào đây. Cái như nè, cái gì chúng ta cũng dành muốn làm, cái là hạng người đó gọi là hạng tác dục đó. Cái người mà dành muốn làm, đeo đuổi muốn làm, cái gì thấy người ta quét nhà cũng dành quét nhà, thấy người ta rửa chén cũng dành rửa chén.
Quý tử nghe kêu, thấy người ta đi ngủ cũng dành đi ngủ. Thấy người ta siêng năng cũng dành siêng năng. Thấy người ta lười biếng cũng dành lười biếng luôn. Quý tử biết có hai người đó không? Mấy người mà lười biếng thì không siêng. Hàng lười biếng không siêng. Mà các hàng người lười biếng là gì? Họ cái gì họ cũng muốn làm. Những người lười biếng họ gì cũng muốn làm hết á. Quý tử nghe kêu, cái người mà siêng á thì họ không muốn làm, tại vì họ siêng nhiều quá rồi muốn làm nữa họ cực. Còn cái người mà ông không muốn làm, người lười biếng á cái gì cũng muốn làm hết á. Cái tự nhìn thấy cái người nào cũng muốn làm nhiều á, mình để cái hạng người lười biếng đó. Sao giống quá vậy? Hả? Họ không đúng hả? Chứ gì thì sao phải nói lại nha? Vì nó nói lại, đem lại. Vậy là cái người nào mà siêng năng đó là không phải lười biếng đúng không? Là đúng. Lâu lâu con mình gặp nó đi học lại. Quan hệ. Con tìm Phạm nhắc nhở. Lên xem nhắc nhở cho bạn hiền. Nên là người muốn làm việc thiện cũng muốn làm việc bất thiện cũng muốn làm. Cái đó gọi là tác dục á, bên tự nghe kèm ha. Như vậy thì khi mà chúng ta ly dục á, là những người đó họ không còn muốn dính mắc ở trong tam giới này nữa. Họ không còn muốn dính mắc ở trong tam giới nữa. Không dính mắc trong tam giới, họ muốn thoát ly. Họ lúc luôn lúc nào họ cũng nghĩ suy là phải ra khỏi căn nhà tam giới, sắc giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Họ lúc nào họ cũng muốn ra đi, họ không có muốn ở trong đời. Ở trong đời, cho dù ở cảnh dục hay là cho dù ở cảnh sắc, hay cho dù ở trong cảnh vô sắc giới, tất cả ba cái cõi giới này là còn phải sanh tử luân hồi, là còn khổ đau. Họ bắt đầu họ muốn ra khỏi tam nhà tam giới này. Quý tử nghe kịp ha. Do đó cái hàng người mà lý dục là họ muốn tầm cầu con đường gì? Pháp giải thoát. Họ không có muốn trong đời. Những người mà như vậy đó là những hạng Bồ Tát, gọi là những Bồ Tát kiên cố. Những vị Bồ Tát kiên cố, họ không còn thoái chuyển hay còn lai chuyển hay còn lai động trước mọi sự kiện diễn biến ở trong tam giới của sáu pháp mà dính mắc bởi tham dục sắc, thân, khí, vị, xúc, pháp. Họ luôn luôn họ ra muốn cầu ra đi, họ không có muốn dẹp theo đó. Người tình nghiệp kịp ra cái đó là hạng lập là pháp môn ly dục, được chưa? Với những người mà họ thấy được cái con đường mà đeo nếu dính mắt còn cột trói trong tam giới là họ còn sợ hãi trong cái trạng thái gì bát khổ, sanh già đau chết, ái việt ly, quán tăng hội, cầu bắt đắc, cầu bắt bắt đắc rồi ngũ quẩn là khổ. Họ bắt đầu họ ra đi, họ không còn muốn đeo những gì cả. Kịch chưa? Đó là đi dục. Rồi, cái hạng mà pháp độ thứ tư chúng ta đang học tiếp đây, hôm nay. Tuần vừa rồi chúng ta đã học qua cái pháp gì? Pháp ly dục, đúng không nè? Kịch chưa? Cái này chúng ta ôn bài lại thôi. Kịch chưa? Cái tuần vừa rồi là chúng ta đã qua phần xả thí, trì giới và ly dục. Kịch chưa? Rồi hôm nay chúng ta đi tiếp qua cái phần mà pháp độ thứ tư mà chúng ta cần nghiên cứu tìm hiểu coi nó có thuận duyên chúng ta để chúng ta làm nên pháp độ mà hạnh nguyện hay không. Thì pháp độ thứ tư là hạnh độ trí tuệ. Hạnh trí tuệ này là chúng ta phải biết trí tuệ độ. Trí tuệ độ. Được chưa? Sẽ ngược lại những cái gì gọi là gì? Vô minh. Khi chúng ta nói tới những bậc mà gọi là trí tuệ, những hành giả Bồ Tát hạnh nguyện trí tuệ độ là họ luôn luôn là gì? Họ đối diện với vô minh. Họ phải thấy rõ vô minh là kẻ nghịch hay là pháp nghịch của con đường trao dồi trí tuệ của họ. Quý tử nghe kịp ha. Với những người mà họ thấy luôn luôn họ trao dồi cái trí tuệ đó, họ luôn luôn họ phải đối diện với vô minh. Mà chúng ta được biết á, vô minh là gì? Là bất trí, bất chi, tự đế. Chúng ta phải nói rõ như vậy đó. Với những người mà họ không hiểu biết về tự đế, khổ tập diệt đạo, người đó gọi là những vô minh. Họ không biết khổ đế, họ không biết tập đế,
họ không biết về diệt đế, họ không biết về đạo đế, họ là người vô minh. Các bạn nghe kịp ha. Với những người mà họ bắt chi, họ bắt tri về nhân quả, nó liên quan với nhau. Họ bắt tri về nhân, bắt tri về quả, họ liên quan với nhau. Thì những người đó gọi là bố vô minh. Các bạn nghe kịp không? Có nhân này thì có quả kia, có quả này thì tất phải có nhân, nhân hiện bài, nhưng có quả đang chỗ sanh. Do đó đó, những cái đó là những người gọi là gì? Vô minh. Mà họ đã có sự hiểu biết như vậy đó, họ là những bậc trí tuệ. Quý tình nghe kịp ha. Thôi, tất cả những cái đó họ còn biết nữa là gì? Họ còn phải thấy rằng là gì? Vô minh trong cái trạng thái duyên sinh, duyên hệ. Họ sẽ là những người vô minh. Tất cả mọi pháp sinh khởi lên bởi các duyên, và chính cái duyên nó thúc đẩy hiện bài các pháp nó ra. Và đó họ là những người không hiểu biết những điều đó họ là người vô mình. Quý tử nghe kịp không? Thôi, như vậy thì ở đây cứ với những hình giả mà là Bồ Tát trao dồi về trí tuệ độ, họ phải liễu tri con đường như vậy, diệt vô mình, phải diệt vô mình. Vậy thì khi chúng ta muốn phát nguyện mà trí tuệ ba la mật trong đời này, với kiếp này, quý tử phải tìm hiểu làm sao thấu rõ được gì tư đế. Quý tử tìm hiểu làm sao thấu rõ được thế nào là pháp, nào là nhân, pháp nào là quả, rồi pháp nào là pháp duyên khởi sanh, và pháp nào là duyên liên hệ cho pháp nó đang hiện bài. Quý tử nghe kịp không? Quý tử sẽ thấy cái duyên nào nó làm khởi sanh, vâng nè, duyên nào đang làm cho khởi sanh ra pháp đó, và duyên nào làm cho pháp đang hiện bài còn đang tồn tại, pháp là hiện bài đang còn tồn tại, được chưa? Như vậy thì như đó họ mới diệt được vô minh. Vậy thì khi quý tử thấy nè, chẳng hạn như một cái trạng thái bắt toàn nguyện, một cái trạng thái bắt toàn nguyện, tiếng Bali nó gọi là patiga, tiếng Bali nó gọi là patiga, là bắt toàn nguyện, cháy nghịch lòng là bắt toàn nguyện, đúng không? Nhưng mà trong ta dịch cái tiếng Nho, tiếng Hán đó, thì chúng ta là những người gì? Trái ý nè, nghịch lòng của ta nè, khó chịu, đúng không? Rồi, như tại vì ở đây, nhân nào, cái duyên nào làm chúng ta khởi sanh ra trái ý mà nghịch lòng? Không nè, cái duyên nào làm cho cái trái nghịch lòng này không cắt đi, mà nó còn tồn tại? Đó là lời pháp, hạnh lực duyên. Cái tình nghe kịp không? Vậy thì khi đối với một vị Bồ Tát đó, hành nguyện về ba la mật, về trí tuệ ba la mật á, thì cái vị đó phải tìm hiểu ra con đường mà diệt vô minh, là người đó hành được trí tuệ ba la mật. Nếu như cái vị đó không học được, không hành được con đường diệt được vô minh, người đó nó chưa hành được trí tuệ ba la mật trong đời này hay trong kiếp này. Cái tình nghe kịp ha. Rồi chúng ta thấy nè, rồi ta đi tiếp. Sư đi chậm, chứ nói chậm của tôi nghe kịp không? Sư nói chậm của tôi nghe kịp không? Có cần sư nói nhanh lên nữa không? Rồi, chúng ta thấy duyên nào làm chúng ta khởi lên cái tâm cháy hay là nghịch lòng, duyên nào? Nào cho suy nghĩ kìa. Quý tử có trong đời, trong ngày, trong buổi, trong thời gian nào quý tử có khi nào quý tử thấy cháy nghịch lòng không? Có. Có. Do đâu? Duyên nào là quý tử khởi lên cháy nghịch lòng vậy? Nhân tham. Bắt tội nghiệp rồi, bây giờ tự nhiên cháy nghịch lòng thì bắt tội nghiệp nữa. Tham sân. Bắt ít, bắt tội nghiệp là cháy nghịch lòng. Còn duyên nào là khởi lên cháy nghịch lòng do bắt tội nghiệp? Nhân duyên. Nhân nào làm cho quý tử khởi lên cháy nghịch lòng? Hay là quý tử bị mất tội nguyện? Nhân duyên tham sân. Chưa tham hả? Chưa tham. Rồi, chứ rồi. Rồi quý tử thấy đó, khi mà quý tử khởi lên mà cháy nghịch lòng mà bắt tội nguyện đây đó, là do dục khởi với duyên si mê. Vì si mới khởi lên sân. Nếu mà cho ta tỉnh giác, ta có trí tuệ đó, không có cháy nghịch lòng, ta phải giải quyết cách ngon lành. Hả không nào? Nhưng mà mình không có cách giải quyết đó, cái mình giận lên nè,
mình cháy lên nè, mình nghịch lòng lên nè, mình bực lên nè. Nhưng mình biết cách giải quyết đó, đâu có gì mình cháy, đâu có gì nghịch lòng. Ngồi ôn tồn, giải thích rồi giải đáp được hết đó. Nhưng quý thầy khi nào quý tử mà giận lên đó thì quý tử làm sao? Uống nước hạ sơn. Uống nước hạ sơn. Do đó đó, quý tử sẽ thấy là khi mà bị si mê làm chúng ta phải sanh tâm sân, tức là giận quá mắt khôn hay là mắt khôn quá giận. Mắt khôn người ta mới quá giận, người ta nhớ ha. Như vậy thì khi mà cái duyên đó, nó do bởi cái nhân đó, là sân, là si mê, đúng không? Nó khởi tâm cho ta cái gì? Cái quả sân đang hiện bàn. Như vậy thì duyên nào mà làm cho cái pháp mà bắt cái pháp si mê này được còn tồn tại? Duyên nào? Duyên thủ chấp. Không muốn bỏ. Vì thủ chấp mà duyên cho cái pháp cháy cái lòng này được tồn tại và không muốn bỏ được. Cái tự nghe kịp ha. Như vậy thì khi ta mà là về một bậc trí tuệ ba la mật á, thì chúng ta phải diệt trừ. Như vậy đó, chúng ta mới ra khỏi trạng thái gì? Vô minh che ám ta hay là bao phủ ta. Quý tử nghe kịp ha. Như vậy thì ở đây tất cả mọi pháp nó khởi sanh lên. Mọi pháp nào nó khởi sanh lên đó, pháp nào nó khởi sanh lên phải do bởi duyên. Pháp nào đang hiện bài mà còn tồn tại đó, bởi bởi duyên. Tìm hiểu được duyên đó đó là quý tử diệt được vô minh do bởi trí tuệ ba la mật của Phật tử. Thôi chưa nắm được ha. Vậy chúng ta hành trí tuệ ba la mật thấy nó dễ không? Dễ vô cùng dễ. Như lấy đồ trong túi ra vậy đó. Thôi chưa. Rồi quý tử thấy ha. Rồi còn cái vấn đề mà tứ đế, quý tử sẽ thấy tứ đế. Bây giờ chúng ta nói tới tứ đế này ha. Chỉ có Đức Phật Ngài nói tới vấn đề tứ đế. Ngoài ra không có một vị giáo chủ nào khác nói vấn đề tứ đế. Nói tới tứ đế thì Đức Phật nói tới có bốn sự tạp là gì? Khổ nè, tập nè, diệt nè, rồi đạo nè. Đó. Đức Phật nói có bốn cái loại hiện bài, bốn loại sự thật ở trong đời này là khổ trong đời, có nhân sinh khổ trong đời này, rồi chưa? Rồi chúng ta sẽ thấy bốn cái này bao gồm có hai, cái tự nghe kịp không? Bốn cái này bao gồm có hai, diệt và khổ, tập và đạo là nhân. Diệt thế nè, và đạt diệt là quả khổ, khổ đế nè, khổ đế và diệt đế là quả, tập đế và đạo đế là nhâm, là nhân. Được chưa? Quý tử nghe được ha. Rồi như vậy thì khi chúng ta nói hai cái loại này thì có phải chúng ta bắt qua được bất tri nhân quả không nè? Hẳn ra vậy thì khi chúng ta nói chứ sinh lão bệnh tử, danh nhân nào làm cho ta bị sinh lão bệnh tử, chúng ta trả lời gì? Nhân ái dục làm chúng ta bị sinh lão bệnh tử, không nè. Còn khi mà tự nói ái biệt ly, quán tấn hội, cầu bất đắc mà cho ta khổ đau trong đời này, do nhân nào làm cho ta bị vậy, ta nói gì? Do ái dục. Cái tên nghe được sao chứ nè. Vậy đó, vì khi mà ta nói được điều đó đó là chúng ta đang có cái trí tuệ, đang có trí tuệ để mà dẹp cái màn vô minh. Cái từ đó đó ta hành pháp trí tuệ ba la mật để mà ta tiến tu thì đến đạo quả là như vậy đó. Khi nào quý tử không tìm thấy được những điều đó đó thì quý tử phải lanh quanh lẩn quẩn, ai sinh ra tôi, đổ thừa người mẹ người cha, không nè, còn đổ thừa người mẹ người cha lớn hơn nữa, đổ thừa ông đời bà, dân, bắt đầu là chúng ta bị lẩn quẩn trong cái trạng thái gì, hiệp thế hay là trong thế gian hay là gì, trong cái chế định này. Khi mà quý tử thấy được sự thật tứ đế đó, nó bao gồm có hai, nhân và quả. Tìm nào cái nhân
thấy được cái quả, nhìn thấy quả, hiểu biết được cái nhân, tạo tác hiện tại. Các bạn nghe kịp không? Do đó đó, rồi chúng ta sẽ thấy bởi cái mảnh lực duyên, duyên khởi sanh. Duyên nào làm khởi sanh quả này, duyên nào làm khởi sanh nhân này, chúng ta tìm ra được. Tự tìm ra được đó, hay là chúng ta đi tìm ra được cái nhân này, hay là cái duyên của những quả này á, là chúng ta dùng trí tuệ ba la mật đó. Trí tuệ ba la mật đó. Thì tôi nghe kịp không? Như vậy thì khi một hành giả mà phát tâm là Bồ Tát và hành nguyện gì trí tuệ ba la mật đó, là người hành giả luôn luôn tìm ra cái gì? Pháp tứ đế, tìm ra pháp nhân quả, tìm pháp duyên sinh duyên hại. Và khi mà tìm ra được ba cái phương pháp đó đó, là quý tự đang hành trao dồi trí tuệ ba la mật. Và quý tự trao dồi trí tuệ ba la mật đó đó là có con đường thuận lợi cho quý tự đưa đến gì? Sự giác ngộ, đắc đạo đắc quả. Quý tự nghe kịp ha. Rồi bây giờ ở đây quý tự sẽ thấy mỗi pháp nó sanh lên trong cuộc đời của quý tự. Quý tự thấy sự thật bản chất cuộc đời này, nó làm cho quý tự suy tư nghĩ ngợi thế gian này là khổ đau. Chẳng hạn như thế này, xin trình bày quý tự thấy trong cái phần mà khổ đế, ở trong cái phần mà khổ đế này, sẽ lấy ra một phần cho quý tự thấy ha. Khổ đế này, khổ đế nó có mấy, khổ đế nó có mấy, rồi hỏi tới cái đầu im ngu nữa rồi. Ba hả? Mười ba. Rồi tôi lấy có ba. Mười ba. Khổ đế có một ba. Rồi lấy ba. Thành khổ, ngoại khổ, bác khổ bốn. Hả? Thành khổ, ngoại khổ. Bác không đó hả? Khổ, khổ. Trời ơi, nghe bác không đó. Bác không nó khác khổ chứ. Trời ơi, đem cái bác không dụng vô cá nó sẽ xỉu liền đó. Bác không đó là nó khác, cái khổ khổ nó khác á. Rồi, trời lấy người ta quá thuộc bài, hay là lấy đâu người này cấm mà gặp người kia. Trời, rồi bắt đầu, lâu lâu hổ là cái nào biết liền à. Lâu lâu hổ là biết là mình có bài, có học bài không à. Tôi nói, khổ đen nó có ba, khổ khổ. Dạ, thành khổ. Và hoại khổ. Phải chưa? Thì tất cả những điều cho chúng ta sẽ thấy nó có ba yếu tố là khổ đế không nè. Khổ nhiều lắm, Đức Phật nói là khổ khổ. Và chúng ta tìm ra 8 cái nguyên nhân này phải không nè. Đúng không? Nó có 8 nguyên nhân. Hàm bát khổ, sanh nè, già nè, đau nè, chết nè, ái, biệt ly, ABL. Chúng ta hỏi ra nha, chúng ta hỏi ABL là cái gì nha. ABL, các bắt đầu chúng ta hỏi cái gì ABL nha. Ái, biệt ly, phải chưa? Quán tán hội, nghiệp CBT. Trời ơi, quán tán hội CBT. Quán tán hội. Rồi, dạ. Rồi, họ đại sư ghi ra, đại sư ghi ra, từ từ. Chuyện đâu nó còn có đó. Ái, biệt ly, thương mà mãi xa, ghét mà mãi ở gần, quán tán hội, cầu cầu, cầu bắt đắc, nghịch chứ, rồi ngũ thủ, thủ quẩn, nghịch chứ. Như vậy thì ở đây 4 cái điều này sẽ bắt đầu ghi xuống đây không? Rồi CBD, CBD, được chưa? Cho không có chỗ gây, trời ơi, được chưa? CBD, rồi anh Ti Du, anh Ti Du, được chưa? Rồi anh Ti Du, rồi, rồi ha, rồi quyết định ra được 8 cái này gọi là khổ, khổ, đúng không? 8 cái này gọi là khổ, khổ, thì ở đây quyết tự biết cái gốc mạnh nhất trong 8 cái khổ này là ở đâu không? Khổ khổ, ta đã nói khổ khổ rồi, lại gấp đâu cái sự khổ khổ nữa. Hay quá, lớp này nhất rồi đó. Rồi, xin hỏi lại nè, quý tự thấy nè, 8 cái khổ nè, sinh nè, khổ nè, già là khổ, đau là khổ, chết là khổ, ái biệt ly là khổ, quán tấn hội là khổ, cầu bắt đặt là khổ, bốn thủ quẩn này là khổ, 8 cái này đều là khổ hết á. Nhưng mà cái gốc, cội nguồn của khóc khổ khổ này là ở đâu biết quý tự không? Không, ở trong 8 cái này thôi. Ngũ thủ quẩn. Ngũ thủ quẩn.
nó sinh ra cầu bắt đắc, quán tấn hội, ái biệt ly, chết, đau và sanh là trong ngũ thủ quẩn cả. Cái tự nghe kèm không? Vì chấp vào ngũ thủ quẩn này á, và những cái gì mà nó thay đổi một cái á, thì mình thấy nó là khổ, khổ liền. Cái tự nghe kèm không? Vì ngũ thủ quẩn làm cho cầu bắt đắc không được, sanh khổ. Vì ngũ thủ quẩn làm cho quán tấn hội sẽ không được, sẽ khổ. Ngũ thủ quẩn làm cho ái biệt ly không được là sẽ khổ. Ngũ thủ quẩn không thấy thì chết, không ăn hỷ là khổ, đau và chết. Chính cái đó đó, những cái này gọi là gì? Ngũ thủ quẩn là cội gốc của tám cái khổ này. Cái tự nghe không? Nói chung cho là gì? Vì ta có cái thân mạng này, vì ta có sự hiện hữu này mà chúng ta mới khổ trong đời này. Mới tỉnh nghe kịp ha, nghe chưa? Rồi, nhưng mà tại sao trong đời này chúng ta đã được sinh ra mà lại phải bị già, đã được sinh ra mà lại phải bị bệnh, đã sinh ra là phải bị chết, rồi là có những điều chúng ta không được tỏa ý vừa lòng, trái nghịch lòng đó, thì vì tại sao? Vì do sự vận hành của nó, do sự vận chuyển của nó, vận hành hay là vận chuyển của nó, hay ta nói qua đi là do tất cả pháp đều đang thay đổi của nó, tất cả pháp đang thay đổi của nó làm cho nó thay đổi như vậy đó mới khổ đó. Tôi từng nghe kịp ha. Rồi khi mà sự vận hành như vậy đó mà nó không đứng yên, nó vận hành đó thì nó phải bị tiêu hoại, nó mất đi. Vì do cái sự vận hành mà bị tiêu hoại mất đi á, thì bởi đó mới là khổ đó. Vận hành, vận chuyển thay đổi mà lại còn bị tiêu hoại đó, mới là khổ đó. Cứ tự nghe kịp ha. Như vậy thì ở đây hoại khổ là nhân cho quả hành khổ, hành khổ là nhân cho quả khổ khổ. Cứ tự nghe kịp ha. Được chưa? Rồi, như vậy đó là chúng ta tiếp tục nữa nè. Rồi, khi mà quý tử thấy khổ khổ như vậy đó là quý tử thấy thức tỉnh được đó, ta gọi là bất tri tứ đế nè. Khi ta thấy được khổ khổ này đó là thức tỉnh là gì? Pháp khổ đau. Khi mà quý tử thấy sự hành khổ thay đổi này đó thì tự thức tỉnh được gì? Pháp vô thường. Khi mà quý tử thấy sự hoại khổ này đó thì quý tử phát hiện được gì? Pháp vô ngã. Trí tuệ ba la mật ở đó. Rồi chưa? Yeah. Thấy được hả? Yeah. Hiểu hả? Thấy đơn giản không? Hết sức là đơn giản. Như lấy đồ trong túi ra vậy đó. Được chưa? Rồi, người ta tiếp tục ha. Nhưng mà ta sẽ trở lại, khi muốn tự thấy khổ ở trong đời, đó là kết quả của sự thay đổi của đời. Đời thay đổi làm bao nhiêu khổ ở trong đời này hiển bày. Thì đời mà thay đổi đó, đó là hành khổ, là nhân hiển bày biết bao nhiêu cái khổ. Khổ trong đời là quả. Mà đời đã thay đổi mà còn bị tiêu hoại mất mát nữa, không còn tồn tại. Chính cái đó nó là nhân của hiện bài của sự thay đổi khổ trong đời. Các bạn nghe kịp ha. Mà khi mà thấy sự tiêu hoại mất mát đó đó là nhân hiện bài của bao nhiêu sự thay đổi như vậy đó, thì chúng ta thấy đó là quả hiện bài trong đời là gì? Khổ do bị thay đổi và mất đi. Bởi sự khổ đau luôn luôn chi phối và vô thường và vô ngã. Được chưa? Được ha. Trí tuệ ba la mật đó, trí tuệ độ đó, trí tuệ nguyện, trí tuệ ba la mật được không? Không, trời không rồi. Việc đó sao phải không liền rồi. Được chưa? Quý tử thấy nè, do đó đó, với cái người mà có trí tuệ thì họ thấy được bản chất sự thật ở trong đời. Vậy thì khi mà chúng ta nói tới một người mà hành trí tuệ ba la mật là họ phải tìm các con đường thấy sự vô minh, và tìm các con đường thấy được sự vô minh họ phải liễu tri được tứ đế.
họ phải liễu tri được tứ đế. Mà khi mà họ liễu tri được tứ đế, ngắn gọn họ tìm ra được gì? Nguồn cội của nhân quả. Nguồn cội của nhân quả bởi có những pháp duyên, duyên làm sinh ra và liên hệ với nó cho được tồn tại, là người đó nắm được trí tuệ ba la mật. Thấy chưa? Thấy chưa? Hiểu hết đó. Đơn giản không? Vì giữa cái ly dục với trí tuệ cái nào dễ không? Thấy cái nào cũng khó hết. Rồi xong, bắt đầu đi qua cái mặt hàng khác, bán không được mặt hàng trí tuệ, cũng qua mặt tính tấn, đứng sao đó. Nhưng còn tới 6 mát rằng mà mới có 4 mát, bắt đầu dội sao được. Tiếp tục giới thiệu mặt hàng khác đó, sẽ tới 10 món hàng lại. Mà thế nào thì tôi cũng lựa được một món bên đây à. Chứ không phải món đâu. Con món này món dễ, món chạy nhất à. Dạ, xin nghe. Thế sư, nếu mà sư đã tiếp vừa qua đó thì lúc nào mình phải để ý đến cái vô ngã trước rồi đã. No. Không, tìm ra vô ngã rất là khó. Mình thấy cái khổ trước à. Thấy khổ mà thấy được thấy khổ, mà sự thật đó là sự thật khổ đó, là mình thức tỉnh ra đó. Chứ còn mình tìm cái vô ngã chưa chắc mình tìm ra được. Không khi nào mình ra mình nói cái thân này mày có tôi trên mà. Mình thấy khổ cái thân này, bất bằng mới thấy được vô ngã sau đó. Mình biết, mình by observation, tức là mình quan sát rồi. Biết rồi đó, thì là Bắt đầu mình mới tìm hiểu. Cũng như nha, cũng đi trên con đường khổ chứ, mà thấy vô thường. Thấy khổ là cái quả. Dạ, nhìn thấy quả, mình bạch đầu thường đó. Bạch trí tuệ mà ba la mật á, là cái bạch mà tìm ra được cái nhân trước mới ra được cái quả. Còn đối với những người đang tu tập hay là những người gọi là phàm phu, thì họ tìm thấy quả trước, họ tìm ra cái nhân. Thế nè, cái người nào mà ra quả nhân đó, người đó thành chẩm là vua. Thì họ xưng là quả nhân không đó. Do đó đó, thường thường á là con người chúng ta đi tìm cái gì, thấy cái quả chứ, thấy quả là thức tỉnh rồi đó, rồi bắt đầu mình hiểu từ đâu cái quả này ra được cái nhân, rồi từ điểm cái nhân này á, rồi hỏi nguyên nào nó sinh ra cái quả cái nhân này ra được. Ra được cái đó. Thấy chưa? Hiểu không? Cứ tự đi tìm cái dễ, mà cứ tự nắm được chắc á, là cái ba la mật của tự không bị đứt. Cứ tự đi tìm cái khó, mà cứ tự nắm không được á, ba la mật của tự bị đứt. Cứ tự nghe kịp không? Đúng không? Dạ, xin nghe. Thưa sư, nếu mà ba la mật mà về trí tuệ nếu đứt làm sao? Rất là tiền làm mình vô minh. Rất là mình không được. Hả? Rất là gián lợi hả? Đứt bỏ. Đứt bỏ. Tù hành kêu. Tù hành đứt bỏ. Chỉ còn nói gì nữa. Còn đứt còn gián lợi. Nói nghe thì sợ luôn. Ba lo mặt lắm như tờ giấy, tờ đứt, tờ giấy gián lợi. Không phải. Đức là tức là quý tử bị mắc cái hành nguyện ba la mật trí tuệ của mình cái chiếc đó đó. Ví dụ như quý tử nghe tên này nè, giờ sư nói quý tử nguyện tránh sát sanh, nguyện giới tránh sát sanh, mà quý tử giết con gián con kiến là quý tử phạm giới sát sanh không nè. Từ khi quý tử nguyện mà trí tuệ ba la mật á, lúc nào quý tử phải dùng trí để tìm thấy được một pháp gieo theo cái pháp nhân quả, theo pháp tứ đế hay là theo pháp duyên sinh duyên hệ, quý tử phải dùng cái trí đó quý tử tìm. Còn làm vô đó đó mà tìm ra thấy đó là trí tuệ của tôi phát triển lên. Mà trí tuệ này là trí tuệ ba la mật à. Tại vì ba la mật đó là tôi không có duyên ở trong đời nữa, không còn thích trong đời nữa, không còn nghĩa trong đời nữa. Trí tuệ này có là để giải thoát, chứ không phải là làm danh làm lợi hơn thua trong đời này nữa. Cái đó là trí tuệ ba la mật đó. Tôi tự nghe kịp ha. Có những người họ phát triển con đường trí tuệ để mà họ cầu được cái danh thơm, tiếng tốt, được các tán thán, được khen ngợi. Nhưng mà có với những người mà trí tuệ ba la mật này đó, họ lấy cái trí tuệ hay là họ tu tập con đường trí tuệ, phát triển con đường trí tuệ đó, họ chỉ cầu mong họ được giải thoát thôi. Họ không mong gì cả. Họ không có mong được danh thơm tiếng tốt, được khen ngợi hay là được tán dương ở trong đời này, hay là họ được bổng lộc lợi lộc, họ được phát sanh. Họ không cầu mong cái đó, họ muốn giải thoát thôi. Do đó gọi là trí tuệ ba la mật.
có những người mà họ hiểu biết như vậy đó, họ trao dồi hút máu để họ đi ra ra khỏi tầm giới. Cái đó là trí tuệ ba la mật, quý tử nghe kịp à? Như vậy thì mỗi cái pháp nó sanh lên đó, đầu tiên quý tử sẽ không quen cái căn nguyện trí tuệ ba la mật, quý tử sẽ không quen. Do đó quý tử làm theo cái tập quán hay là cái tập khí hay là cái thói quen của quý tử là gì? Cái gì quý tử không biết đó, quý tử thường hay hỏi. Thẳng là quý tử không biết, quý tử tìm nghiên cứu, hay là quý tử thì không biết á, thì quý tử phải đi tìm tòi là đi giải đáp. Nhưng mà đối với những bậc và trí tuệ ba la mật đó, họ phải tìm hiểu, họ suy tư, họ nghĩ ngợi. Do đó đó, đó chúng ta thấy có ba loại trí tuệ đúng không nào? Vạn tử tù, bao nhiêu lại đó? Cái tên nghe kẹp ha. Còn tờ giấy với cầu chỗ giấy ghi không? Phải là giết bít hết trơn rồi. Cho leo lề luôn ha. Thấy chưa? Thì quý tử sẽ thấy ở tại nơi cái quán họ phải tìm tòi, học hỏi, hay là họ phải suy tư, nghĩ ngợi, hay là họ phải tu tập, họ trao dồi, họ phải thực hiện, bắt tay, họ làm, họ mới phát triển được trí tuệ. Tên nghe kêu không à? Vâng nè. Người ta nói chăm quen không bằng một khéo, đúng không? Quý tử làm quen đó nhưng mà không bằng một khéo. Khéo nó hay hơn quen. Quen mà chúng ta không khéo nó có thể nó dụng về, làm cho được thôi, là cho có. Còn nhưng mà con làm mà khéo đó nha, thì nó khéo, nó hay hơn là cái trạng thái quen tài. Quý tử nghe kịp ha. Cho đó mà quen tài là quý tử là tự văn. Quý tử nghe kịp không? Mà khéo là do gì? Do tu tập quá. Quý tử mới có khéo á. Quý tử nghe hả? Nghe chưa? Như vậy thì ở trên con đường mà chúng ta là một hành giả Bồ Tát mà tu tập trí tuệ ba la mật, là quý tử sẽ tìm ra cứu đi của vị Bồ Tát này làm sao phải diệt mạng cho mình, được chưa? Thôi, như vậy thì ở đây xin cho quý tử một câu thí dụ. Đúng nè, một ngày quý tử tu tập hết sức là tinh tấn, quý tử tu tập đến mức mà ngồi làm muội. Tại vì khi mà mình làm việc thiện á, Đức Phật nói khi ta làm một việc thiện á, thì tiếng tốt là được loan truyền được khắp mọi nơi, được chưa? Rồi tiếng thơm, tiếng tốt được loan truyền khắp nơi, thì quý tử được mọi người đến tán thán khen ngợi, hiểu không nào? Rồi tán thán khen ngợi thì danh thơm tiếng tốt quý tử được đón nhận. Như vậy thì với một người mà Bồ Tát hạnh nguyện trí tuệ ba la mật có dừng lại tại đó hay không? Không. Nói chuyện đơn giản các bạn à, không dừng lại tại đó, khen cũng không dừng lại, tán thán không dừng lại, danh thơm tiếng tốt được loan truyền đi cũng không dừng lại, và họ còn phải là gì? Giải thoát. Như vậy thì khi mà họ được tán thán, được khen ngợi, thì lúc đó họ phải nhìn cả hai hướng. Quý tử nghe kịp không? Nếu mà quý tử không hiểu đó, quý tử sẽ bị nằm vô trong cái trạng thái cái trí tuệ trong này. Sư chưa nói cái sự chỉ trích, mà đây chúng tôi này sư chỉ đang nói cho là gì? Sự khen ngợi. Khi mà chúng ta được sự khen ngợi với một đối phương nào đó, hay là chân gian cho ta một lần tán thán khen ngợi ta đó, chúng ta phải nhìn theo hai hướng, một đúng hay là hai sai. Quý tử phải cẩn thận, họ khen mình mà có khi nó hại mình. Họ khen mình mà quá thật đúng như vậy là hài hước, đúng không nào? Vậy chứ quý tử phải cẩn thận. Sự khen ngợi này có khi là một cái là đúng thật, hai nữa là sai trật. Nhưng mà họ vẫn khen để giết chết mình, quý tử hại mình đó. Còn một đúng hay sai, còn chưa? Còn khi mà đúng thì nó lại có hài hước. Lại có hài hước dính mắt ở trong đời thì tới tán thán trong đời này, chúng ta phải cầu giải thoát là siêu thế, là con đường này đúng rồi, chúng ta phải đi tiếp tục nữa, chúng ta không có dừng lại trong hiện thế, là hai hướng. Sai chúng ta có hai hướng, không nào? Sai chúng ta hai hướng, sự thức tỉnh, nếu mà nó gạt mình á thì chúng ta có sự thức tỉnh, đúng không? Hay nữa là gì? Sai trong sự mê lầm. Nếu chúng ta không biết á thì ta gót trong mê lầm. Còn nếu chúng ta thức tỉnh á thì cái trạng thái đó gì? Tách ly ra khỏi sai lầm, quay trở lại đúng. Được chưa? Chỉ một cái sự khen ngợi thôi á mà chúng ta phát hiện được đúng và sai, và chúng ta thấy con đường dính mắc hay con đường là có con đường giải thoát.
hãy là nếu là sai, một là chúng ta thức tỉnh, hai nữa là chúng ta mới làm dính mắt trong sự sai lầm này. Vậy tại đấy là quý tử tại bởi mà cái gì? Trí tuệ ba lần. Khi chưa? Quý tử phải cảm, khẳng thẳng. Khi quý tử ra ngoài đời, mà quý tử sống trong xã hội này, mà quý tử nào mà đang nguyện Bồ Tát, trí tuệ ba la mật á, những cái pháp mô có đó, là những cái pháp mà chúng ta phải dùng trí thì phải suy nghĩ. Chứ không á, thì chúng ta lọt vô trong cái trạng thái gì? Đức ba la mật, chứ không phải chúng ta bị hỏng cái con đường tu, mà ta bị đức ba la mật. Quý tử phải cảm, khẳng thẳng đó. Quý tử nghe ha. Có những người họ khen mình á, nhưng mà những cái khen đó ta phải ngồi ta nghiệm lại, phải đúng được khen hay thực sự là họ đang hại mình trong sự khen này, hiểu không? Nhưng mà với những người mà có trí tuệ ba la mật á, họ sẽ thức tỉnh được, họ không có bị lầm cái mê. Mà còn không á, những người mà không có dùng cái trí tuệ ba la mật đó thì họ bị dính vào trong cái lời khen này, và họ ở trong đời này có khi là họ khổ trong đời này nữa. Quý tử nghe kịp không? Và đó là một cái thí dụ mà suy dẫn chính cho quý tử hành trí tuệ ba la mật. Cẩn thận vô cùng. Đó là những cái bẫy sập bởi cái gì? Bởi sự vô minh của mình, mà mình bị rơi vào trong đó vì mình không có trí tuệ để phát hiện được những bẫy sập này. Quý tử giờ sẽ nghe. Thưa sư, nếu như mà mình sẽ rơi vào trong tình trạng, có phải mình rơi vào trong tình trạng nữa là hoài nghi? Không có hoài nghi. Nó lọt vô trong liền, hay cãi liền. Thường thường khen ngợi là một cái gớp trong cái đúng, hay là gớp trong cái sai. Không có khi nào mình nghi ngờ nó hết trơn á. Vì dính vô trong cái khen ngợi, hay là mình nghe cái sự khen ngợi mà không có trí đó, phát hiện là chúng ta dính trong đó liền. Nghe cả khen ngợi mà đúng á, mình cũng bị dính ở trong hiện thế nữa. Trong có hoài nghi đâu, không có hoài nghi đâu. Tôi nghe kịp không? Vậy thì khi mình bị chỉ trích không vậy. Tôi nghe kịp không? Chỉ trích có khi chỉ trích đúng, và cái khi thì chỉ trích sai. Khi đúng, ta sửa, ta hoàn chỉnh sự thức tỉnh đó. Còn không chỉ trích đó, mà trong năm sửa, ta gước trong sự chỉ trích đó một cái sự si mê của chính mình, không có tiến bộ được. Tính cái kèm ha, chưa? Đó là những cái đây mà quý tử muốn có được như vậy đó, là quý tử phải cần có cái gì? Trí tuệ. Còn không á, mà quý tử không ra được con đường trí tuệ này á, thì quý tử chỉ có gì? Trí tuệ thôi. Nè, quý tử ở đây là cái này. Cái này trí tuệ này, quý tử là này, đúng không? Nhất là quý tử là nhất đây, còn chưa? Rồi quý tử thấy những cái đó là đến chúng ta rất là mạch lạc, nó rất là khéo léo, rất là vi tế. Và những cái đó là quý tử sẽ tìm cái nhấn nào cho quả khen ngợi. Tôi nghe kèm không? Duyên nào cho quả khen ngợi, mà duyên nào mà sự khen ngợi này được tồn tại. Tôi nghe kèm không? Duyên nào nên là người đời ta thường hay gọi là gì? Có nhân, có duyên. Có nhân, có duyên, quả được hiện bài. Tôi nghe kèm ha. Có nhân, có duyên, quả được hiện bài liên quan với tương sinh với cái gì? Nhân và duyên tác động. Người có trí tuệ tìm ra gì? Cái đó từ đây về sau đó, mỗi cái khi mà quý tử thấy một pháp nào đến với tự trong tâm mình, nhân nào, tôi làm gì đó, không có làm gì hết đó, ngồi đếm ngoài nhân này, cái 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 này
anh làm anh nói chạy xe mà bị thích cảnh hết chẳng quả chẳng quả chẳng quả chạy xe bị thích cảnh người ta là chạy chẳng quả hả nhân hả chạy xe nhân là nhân mà bị tích cực là quả hả? Nhưng mà tôi nghe cô Tinh An có chạy xe hoài mà nhanh hoài mà có chưa bị tích cực đó. Cái đó là sao nữa? Quả chưa chín mùi. Ngờ là quả chưa chín mùi. Có chừng chín mùi. Cái lớp này hay lắm, cái gì đó được. Cái lớp này hay thiệt nha. Nghe sợ nghe chưa? Do đó các quý tử sẽ thấy nội kinh hôm nay người ta nắm về cái trí tuệ ba la mật, quý tử thấy nó rõ cái vấn đề. Ngài nói vấn đề, cái thường thường chúng ta nói tới tứ đế á, mà chúng ta nói tới khổ đế á, chúng ta thường hay nói tới khổ khổ thôi, mà quý tử không giải đáp được khổ do từ nhân nào, là từ hành. Hành do từ nhân nào? Do từ hoại. Hoại nó làm cho khổ này bị bài. Do đó quý tử tìm ra được như vậy đó. Lúc đó nó mới tự đã có trí tuệ gì khổ khổ đế rồi đó, thì có trí tuệ khổ đế rồi đó. Rồi trong khi khổ khổ đó, chúng ta có tám cái loại khổ: sanh già đau chết, ái biệt ly, quán tánh hội, cầu bắt đắc, còn ngũ thủ quẩn này khổ. Thì chúng ta thấy tiền gốc đó là ngũ thủ quẩn, là hiện bài cho bảy cái khổ kia. Chúng ta nghe kịp ha, nghe chưa? Rồi từ đó đó chúng ta tìm ra được tất cả những cái mối liên quan, liên hệ với nhân và duyên kết hợp hiện bài ra tính chất của cái khổ đế này, thì quý tử sẽ ra được cái vấn đề gì, trí tuệ quý tử dạng màn được cho mình. Rồi chưa, rồi chưa, rồi ha. Quý tử thấy nó khi quý tử nói mà trước khi sư có nói qua một lần vấn đề mà pháp khổ tứ đế, vâng nè, quý tử sẽ thấy khi quý tử mở mắt ra, quý tử mở mắt ra sau một giấc ngủ ngon một đêm, quý tử vừa mở mắt ra, cái tưởng niệm đó là sanh, cái tưởng niệm đó là sanh, phải không nào? Còn khi cái tưởng niệm đó là sanh á, thì cái tưởng đứng dậy, cái tưởng ngồi lên á, cái tưởng nó là gì? Đó là già, đó là già. Tại nếu mà con nằm một chỗ mà chưa đứng á, là còn bé bi, mà đứng lên ngồi dậy đó là bắt đầu là già đã tết. Mà cái tưởng đi tới đâu thì tất cả những cái bộ phận cơ thể chúng ta phải bị đau hoại, sẽ bị tiêu hoại. Các bạn nghe kịp không? Đó là gì? Là đau và chết. Nếu mà tôi thấy như vậy đó, tôi đang có một cái khổ, liễu tri được khổ đế. Một sáng mà tôi ngồi dậy là của tôi đã niệm được cái đó rồi đó. Thật chưa? Mà mình không muốn cái gì vậy, thì mà tôi đang có một cái gì? Ai việc ly. Mà vẫn hiện bài như vậy, thật là quán tấn hội. Muốn không có hiện bài được nữa, thiệt là cầu bắt đắc. Vì sao vậy? Thì chấp vô cái thân này là tôi đang có mà. Bụ sáng thôi. Thì tôi làm điều đó là đủ để trễ cho hôm đi giờ, hôm đi làm rồi đó. Thầy ngồi nghiệm, hỏi hết giờ đi làm. Đủ sách chết mà. Và không đủ thừa, đủ sách chết nha. Còn chấp vô chùa tôi là xong. Quý tử nghe kiểu không? Đó là quý tử sẽ thấy đó là sự thật. Nhưng mà đối với Phật tử mình đó, làm cái máy, làm cái mau lẹ, làm cái vận hành một cách rất là uyển chuyển, khéo léo, ngồi dậy là bước đầu đứng ra xe, ra đi làm việc. Do đó quý tử không quán phát điều này, là quý tử không muốn trao dồi một cái cơ sở hay là một nền tảng trí tuệ ba la mật của mình dễ dàng như vậy đó. Rất là nhanh. Nên Đức Phật đã nói dưới vị Phật vị chư thiên rồi ta sát không vị Phật thiên tìm cầu khổ đế từ đâu, tìm cầu tập đế từ đâu, tìm cầu diệt đế từ đâu, tìm cầu đạo đế từ đâu, ngay chính thân của mình, ngay chính và bản thân này của mình, không có tìm cầu đến đâu cả. Cái tự thấy không nè, cái tự ngồi lên buổi sáng tôi mở mắt ra rồi tôi đã có một sự sống lại sau một cái giấc ngủ ngon giấc đã chết của ngày hôm qua. Sau cái tự ngày đó mình tự đang quan sát tiền, quan sát được như vậy á, quý tử đang có một cái trí tuệ. Mà khi quý tử phán xét được, mà quý tử đã từng sanh,
Còn cái đó từng bị già, từng bị bệnh và từng bị chết trong cuộc con người này, và trong từng mỗi ngày như vậy đó, thì cái lúc đó đó cái tưởng còn muốn dính mắc vào những cái gì còn đeo níu trong cuộc đời này đó, thì phải tìm cầu cái gì thoát ly, thoát ly, thoát ly và trí tuệ ba lần. Còn nếu như cái tưởng không có quán xét được điều đó đó, là tất cả những điều mà cái tưởng đang thấy đây đó, đó là vì những thường hằng thường xảy ra thường xuyên như vậy đó, là một cái thói quen á, thì ngay đó nó cái tưởng mất dần, mất dần cái trí tuệ của tự, và tự sẽ sống trở lại trong trạng thái gì? Không hiểu biết, thiếu sáng suốt, một hiện tượng của một vô mình. Trở lại một cách máy móc, mau lẹ. Tự nghe kìa ha. Một phút thôi, hay là năm phút thôi, tự bỏ ra, rồi tự sinh hoạt trở lại. Tự thấy thấy được sự việc nó như vậy đó. Tự nghe kìa ha. Mình đã sống được bao nhiêu lần rồi, mình đã chết bao nhiêu lần rồi, mình đã bị bệnh bao nhiêu lần rồi, và mình đã già đi bao nhiêu lần rồi, mình đã bao nhiêu lần muốn cầu không được như bao nhiêu lần rồi. Vì cái đó đó đã làm cho cái tự khó một cái nhận gì, thức tỉnh, thức tỉnh đó, thức tỉnh, thức tỉnh do bởi mình nhận thức. Cái tưởng cái kịp không, cái nhận thức đó đó ta gọi là gì? Trí tư, tư duy, suy nghĩ, nghĩ ngợi, cho mình lo tu tập, tu tập để mình đạt được kết quả. Tôi nghe kịp ha, phải chưa? Đó là chúng ta hôm nay ta giới thiệu qua phần mà trí tuệ ba la mật. Cứ tưởng ngành thấy hành nguyện ba la mật thấy nó đơn giản không, dễ không, có thể hành được không hả? Hành nguyện được nhưng mà sợ đứt, dập la mật nói gì hết. Đơn giản ha. Rồi chúng ta đi tiếp qua cái pháp độ thứ năm. Giới thiệu không được thì bắt đầu đi qua tiếp nữa. Chưa ai mua cái này hết thì chúng ta đi tiếp. Rồi chúng ta qua cái pháp độ thứ năm là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn ba la mật, người ta gọi là tinh tấn độ. Chúng ta hành tinh tấn độ. Như vậy thì khi mà chúng ta hành tinh tấn độ là chúng ta phải siêng năng, đúng không nè? Phải nỗ lực, phải nỗ lực, phải tinh cần, phải không nào? Đó là những danh từ mà chúng ta được giải thích sự tinh tấn. Như vậy thì khi mà chúng ta mà siêng năng hả, như nè, rồi chúng ta thấy khi chúng ta nói tới vấn đề mà gọi là siêng năng, đúng không, phải nỗ lực, phải tinh cần á, thì chúng ta sẽ thấy là con đường mà chúng ta phải hành ba la mật với những người mà Bồ Tát nó khác với những người siêng năng thông thường, chúng ta phải khác biệt nhau như vậy mới được. Như hồi nãy chúng ta để trí về ba la mật á, là nó khác với bậc gì? Thiện trí thức hay là những bậc trí, những chiến một bậc mà là hiểu biết ở trong đời này, nó khác rồi đó. Chúng ta nghe không? Với những bậc có kiến thức ở trong đời này thì ta gọi là bậc những bậc trí thức hay là bậc thiện trí thức đó. Họ hiểu biết, họ cách sống ở trong đời này, nhưng mà họ không có suy nghĩ theo cái cách mà trí tuệ ba la mật như nãy giờ sư giới thiệu của tự được. Giống như vậy bác sĩ, kỹ sư hay những nhà bác học thông thái, họ có những cái kiến thức đó đó, nhưng mà họ chỉ đi vào trong con lĩnh vực chuyên môn của họ, với bác thế gian của họ mà họ đang được học hỏi và được nghiên cứu qua. Nhưng mà đối với cái trí tuệ ba la mật á, thì đối với những đó là những hàng Bồ Tát đó, họ đi vào những lĩnh vực chuyên môn của họ gì, làm sao mà họ dẹp được cái màn cho mình. Thế tôi nghe kịp mà dẹp được màn vô minh đó, lúc đó là trí tuệ của tôi bắt chuyển rất là nhanh. Như vậy thì như vậy thì khi mà có thể đọc một bài kinh hay đọc một quyển kinh hay một quyển sách kinh mà lo dạy Đức Phật đó, có thể thấy được sự thật, hiểu biết một sự thật nhân quả khổ đế duyên sanh duyên hệ ở trong quyển bài kinh đó là có thể đã có trí tuệ ba la mật rồi đó. Thì tôi nghe kịp không? Do đó là một ngày như vậy đó, như sư đó, một ngày sư dịch ra một số kinh điển do cho quý Phật tử đó, sư chiết ra một số kinh điển của tử là sư thấy được pháp của lời dạy Đức Phật đó bao nhiêu như nhiêu như vậy đó. Đó đó là sư đăng tải trí tuệ ba la mật, sư là Anumana. Chỉ chờ cái câu đó dừng lại là đó liền. Hốt hết rồi chưa? Rồi giờ chúng ta qua cái phần mà tinh tấn đây để chúng ta bắt đầu nghiên cứu. Tinh tấn nó có hai, tinh tấn ba la mật nó có hai
chúng ta không biết là những loại tinh tấn bên này mà chúng ta thường hay nghe, chúng ta không nói tới đó. Nó có những loại tinh tấn sai lầm mà ta gọi là tà tinh tấn, và có những có tinh tấn một cách chân chánh đúng đắn, ta gọi là chánh tinh tấn. Có những tên những loại mà tà tinh tấn này thì chúng ta được thấy thanh nhãn ở trong cuộc đời này, nhanh nhãn trong cuộc đời này mà họ có tà tinh tấn, tại vì họ sống trong một đời sống của bất thiện pháp, cho nên là họ đang là tà tinh tấn. Quý vị nghe kịp không? Họ sống trong những bất thiện pháp, họ đang sống với một trạng thái tà tinh tấn. Những bất thiện pháp mà chúng ta được thấy đó như là gì? Họ duyên theo một cách mãnh liệt và tham sân si, và họ làm ra được những điều gì? Sát sanh, đúng không? Trộm cắp, đúng không? Hay là tà hạnh, đúng không? Họ làm như vậy đó, là những cái đó là họ đang là tà tinh tấn, họ đang nỗ lực, nhưng mà cái nỗ lực của họ tầm cầu những cái chân chay sai lệch hay là sai lầm đó. Họ sống ở trong tà tinh tấn của bất thiện pháp. Còn nhưng mà đối với những người mà chúng ta sẽ thấy có những người họ chất tinh tấn, họ sống ở trong đời sống của nó gì, họ sống trong thiện pháp, đúng không nào? Họ sống trong thiện pháp để họ ly tham, ly sân, họ ly si. Rồi họ lại tiếp tục là gì? Họ sống cuộc đời là gì? Họ biết xả thí, họ biết trì giới, họ biết trì giới, họ biết tu tập, ta gọi là gì? Tu thâm thiền đó, phải không nè? Đây là thâm thiền, phải không nè? Phải không nè? Xả thí, trì giới, thâm thiền, họ biết làm những điều này. Họ đó là những người bị chánh tinh tấn. Người ta nghe kịp không? Do đó nó có hai hạng người mà họ nói là tinh tấn. Họ sống trong tà tinh tấn, trong bất thiện pháp. Họ sống trong chánh tinh tấn, ở trong thiện pháp. Những người mà sống tà tinh tấn trong bất thiện pháp, họ đắm chìm trong những pháp môn tham sân si, họ làm ra những hành động gì? Sát sanh, trộm cắp, tà hạnh vân vân. Còn đối với những người mà họ sống trong chánh tinh tấn, họ làm ra những pháp thiện pháp, rồi họ sống một đời là gì? Ly tham, ly sân, ly si. Họ làm ra những việc thiện công đức là gì? Xả thí, trì giới, tham thiền. Phải chưa? Những cái đó họ sẽ làm được cái gì? Những cái người mà gọi là tà tinh tấn mà sống trong bất thiện pháp đó, dẫn họ đi vào con đường gì? Khổ thú. Hôm nay chúng ta có địa ngục, ngạ quỷ, Atula và gì? Súc sanh. Được chưa? Rồi, với những người mà họ sống tại chánh tinh tấn ở trong thiện pháp, đi tham, đi sân si, họ sống xả thí, trì giới, thâm thiền, họ được đến với những con gì? Nhân, thiến và niết bàn. Quý tử nghe kịp ha? Kịp chưa? Như vậy thì ở đây quý tử sẽ thấy giữa hai cái lần ranh giới, giữa cái tánh tinh tấn và cái tà tinh tấn á, nó nằm ở ngay giữa. Ở ngay giữa ta đây, ta gọi là gì? Tinh tấn ba la mật. Nếu như mà không có cái tinh tấn ba la mật này, ta thấy gớm cái một là tà tinh tấn, hai là chánh tinh tấn. Ở ngay đây, tinh tấn ba la mật luôn luôn đi về hướng này và chống đỡ lại những cái xuôi hướng kéo theo ngược lại. Và chưa? Tinh tấn ba là không chịu đem mắt kiến nhiều con mắt không à? Để chú xin cho mượn lên đây sẽ đưa nè. Lớp học nó hay vậy đó, biết mà đi học mà không đem mắt kiến theo quên. Rồi chưa? Rồi, quý vị tự thấy cái tinh tấn ba la mật mình là cái chỗ này nè. Tức là gì? Quý vị phải cố gắng, nỗ lực, tinh cần, nguyện hướng tâm về chánh tinh tấn, phải nỗ lực tinh cần, tinh thần chống lại những cái xui kéo của ta tinh tấn, gọi là tinh tấn ba la mật. Quý vị nghe kịp không? Nếu quý vị không làm được điều đó là quý vị ở trong hai cái loại tinh tấn. Cái tên ở trong hai loại tinh tấn. Nghe chưa? Nếu những người mà siêng năng á thì họ có những loại tinh tấn,
Nhưng mà những loại siêng năng đó nó có hai xu hướng mà đi. Một là chánh, hai là tà. Rõ ràng không phân biệt. Nhưng mà cái lộ tinh tấn ba la mật này là họ đứng giữa lần ranh giữa hai bên. Họ dằn co với tâm linh của họ, dằn vặt với những cái tâm lý của họ đang bị kéo lôi. Họ không khéo đó, họ góp một cái tà tinh tấn. Họ không khéo đó, họ góp vào trong cái chánh tinh tấn của nhân thiên. Vậy đây là con đường là gì? Phải tinh tấn ba la mật là gì? Qua khỏi cả hai lĩnh vực này thì họ có tinh tấn ba la mật. Kịp chưa? Được chưa? Rồi ha, tôi tính nghe kịp ha. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy hai cái loại này vị đó. Mà chúng ta nếu mà chúng ta nhìn ra đó, nó cũng có cái góc độ là gì? Nhận quả, đúng không nè? Đúng không nè? Nghe chưa? Còn như vậy ở đây, nếu mà cái này là, nếu mà tà tính tấn làm nhấn á, thì bắt thiện pháp được hiện hành bài. Tà tính tấn làm nhấn á, thì bắt thiện pháp được hiện bài là quả. Và bắt thiện pháp hiện bài làm ngắn á, thì tham sân si được hiện bài, cho sát sanh trầm cấp tà dâm hiện được, hiện được hiện bài. Đây là nhấn và quả. Thế nè, mà nhấn của sát sanh trầm cấp tà dâm hiện bài thì là quả của khổ. Quả của khổ tố. Nó ra như vậy đó. Cái tên nghe kẹp ha. Nghe chưa? Như vậy thì tinh tấn, tinh tấn là chúng ta phải cố gắng chọn lọc đúng hạt giống tốt và với cái tác ý khôn khéo của ba la mật thì tinh tấn đó gọi là gì? Tinh tấn ba la mật. Nghe chưa? Cái tên thường được nghe trên từ mà chúng ta thường được lặp đi lặp lại trong cái hàng mà tu tập Phật tử chúng ta. Phải không nào? Bồ Tát sẽ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sẽ nhân, chúng sanh là sợ quả. Mà khi mà chúng ta thấy là Bồ Tát mà sợ nhân là chúng sanh sợ quả đó, là Bồ Tát phải siêng năng. Phải không nào? Nếu mà sợ mà không siêng năng á thì nó kéo lôi trong cái trạng thái gì? Quả chỗ xanh không kịp đón chờ. Cứ tự nghe kịp ha. Nghe chưa? Như vậy thì tinh tấn ba la mật này là quý tự phải đứng ở giữa lần ranh giới, kéo lôi giữa tà tinh tấn và chánh tinh tấn, kéo lôi quý tự góp vào trong đường bốn mắt đạo, hay là kéo lôi quý tự góp vào trong con đường gì? Nhân và thiên. Chúng ta phải có chánh tinh tấn ba la mật là chúng ta phải đi tiến tới là gì? Giải thoát niết bàn, không phải ở nhân thiên và cũng không rơi vào bốn đoạn đạo. Người đó tinh tấn ba la mật. Thế tự nhiên kịp không? Mà muốn được tinh tấn ba la mật á, cái vị đó cũng phải biết được đâu là nhân, đâu là quả, chọn lọc hạt giống, biết tu cũng được tinh tấn, họ gặt hái được cũng được quả giải thoát. Nghe chưa? Rồi ha. Như vậy thì có những lúc á, quý vị sẽ thấy, có những lúc trong cuộc đời chúng ta, hay trong đời sống hàng ngày chúng ta, ta khỏi lên được tạm trạng thái siêng năng của ta. Tức khuya dậy sớm, tu tập niệm Phật, họ ngồi thiền, công phu, vân vân. Ta coi là cái tác ý đó, cái tinh tấn đó là loại tinh tấn nào. Nếu mà chúng ta thấy những tác ý đó mà trong trạng thái mà chúng ta chỉ là một cái vị trí là tránh tinh tấn thôi thì chúng ta sẽ được biết là gì? Quả phước báo cho ta nhân thiền. Nhưng mà chúng ta nỗ lực công phu, tiến tu chân tập, tức khuya dậy sớm, công phu niệm Phật, ngồi thiền, mà chúng ta cầu mong là gì? Giác ngộ, tìm được sự vô minh, giải thoát nghiệp vô minh, chấm dứt vô minh, chấm dứt sinh già lão chết, sự tinh tấn đó được tự đang là gì? Tinh tấn ba lần mà. Có chưa? Có những lúc có tự sáng, những ngồi dậy không nổi, quể quải mệt mỏi, cái thân già đã yếu, lúc đó có tự không ngồi lên dậy được đó. Nhưng mà có tự nghĩ là gì? Nếu còn chạy lười như đó, quả nó khổ sanh là gì? Khổ thú nó lên cho người chạy lười lười biếng, ngồi dậy mà tí, thật vượt gần con với trạng thái, với mặt trạng thái tâm lý của ta đó, đó là tinh tấn ba la mật. Hiểu không? Chứ tự có cái trường hợp đó không? Có. Ngồi dậy siêng năng, nhặt xin nghe. Một cái vấn đề mà trong cái lãnh vực như vậy thì cái duyên khởi làm sao mình giải thích được? Cái sao? Xin nghe. Duyên sinh à? Cái này đang nói tinh tấn ba la mật không qua vấn đề mà chỉ về ba la mật con người duyên sinh liên hệ. Nó không có duyên sinh. Dạ không có. Tức là chỉ có nỗ lực siêng năng thôi. Chỉ
Dạ, sinh lành. Dạ, nhân quả. Tìm ra cái đó. Cái tôi nghe kèm ha. Được chưa? Lần qua lần lại ngồi dậy ba lần mặt rồi xong là ông nói vậy đó, ông hành tiền rồi đó. Câu nói đó trước khi lăn qua suy nghĩ rồi phải làm gì chứ. Cái năm nhắn là quả này. Còn ngồi dậy là gì? Ba lần mặt. Còn đang nằm đó là gì? Dập lắm mà. Tôi tin cái kiểu mà cái chưa vậy là tin tăng ba. Ba làm mặt của tôi làm được ha. Giới thiệu rồi đó, mà nhìn thấy chưa thấy ai mà giao hàng, thấy chưa ai mua hết rồi. Được chưa? Tin tăng ba làm mặt làm được không? Vậy thì quý tôi sẽ thấy đó. Nếu mà quý tôi thấy tin tăng ba làm mặt của tôi nói quý tôi làm được đó, thì sẽ chỉ cho quý tôi thèm tiếp. Tại vì nói rồi xong mới nói là quý tôi phải tranh đấu hay là gượng đuổi xa rời con đường bốn đã đạo tuyệt đối trong một kiếp này. Người tinh tấn ba lần mặt phải đi như vậy. Tức là quý tôi không có thể dễ vui để mà một tạo ra một chủng tử, một hạt giống nhân nào mà quý tôi còn trở lại địa ngục, ca quỷ, Atula, sát sanh. Quý tôi phải chấm dứt ngay, nỗ lực ngay và tiêu trừ ngay cái mầm giống trở lại khổ thú. Quý tôi mới có tinh tấn ba lần mặt được ngay trong kiếp này. Như vậy thì sư muốn nói khi một tử nghĩ tới cái địa ngục, nhân nào sanh ra địa ngục tâm sanh, nhân nào sanh ra địa ngục là tâm sanh. Khi nào cái tử có tâm sanh, nhân nó đưa cái tử đi địa ngục liền, dù bất cứ lý do gì. Mẹ dẫn con tâm sanh đưa đi địa ngục liền, con dẫn mẹ đi địa ngục liền. Do đó đó, quý tử không có một lý do gì mà phải biện hộ giải bài phân minh bởi một cái hiện tượng là gì? Địa ngục bởi tâm sanh. Do đó tôi phải nhìn cái tâm để mà diệt trừ. Đó là tôi đang tinh tấn ba la mật, chấm dứt cái sanh, chứ không phải vì cái pháp nó đến với ta mà hiện bày. Tôi phải giải quyết cái tâm thì tôi mới là tinh tấn ba la mật. Tôi nghe kịp ha, khéo léo chúng ta mới vượt qua. Quý tắc ý khôn khéo chúng ta mới thắng được. Còn không á, chúng ta ở là trong đời này mà chúng ta nói người ta đã tinh tấn ba mặt, ngay đó người ta đã đứt vô là mặt rồi chứ không phải là đã có. Không thể nghe kiềm mà. Thấy chưa? Nhờ đó đó người ta sẽ thấy còn con đường địa ngục này đó, bờ tâm sanh. Còn con đường mà sanh trở lại là xuất sanh, là cho bờ tâm. Tham. Tâm ái dục. Tham và si. Còn con đường sanh trở lại ngạ quỷ A-tu-la. Tham. Nhờ đó đó khi người ta thấy khi nào mình còn dính tham á, là có con đường đi tới khổ thú. Con đường một con xí là con đường đi tới khổ thú. Ta phải nỗ lực xiên, xiên tù. Dường cao ngay dường quan cảm. Đã đóng quý tử phải cảm rằng tinh tấn ba la mật là phải như vậy đó. Nếu như quý tử coi qua đó thì quý tử sẽ trở thành là gì? Chánh tinh tấn là tà tinh tấn thông thường mà thôi. Tà tinh tấn hay là chân tinh tấn thông thường mà thôi, không có cái gì mà đặc sắc, không có gì xuất sắc, không có gì đặc biệt hết cả. Cái tự nghe kẹp ha. Do đó đó, với những người mà hành nguyện tinh tấn ba la mật trong kiếp này là họ phải nhắm tới là gì? Thoát con đường bốn ác đạo ngay trong kiếp này không rơi. Và thì họ phải gì? Cố gắng thiền thấu cái tâm của họ, giữ vững cái tâm của họ và huấn luyện cái tâm của họ, trao dồi cái sự tâm của họ để không góp vào trong những gì? Lãnh vực của tham, sân và si, góp trong bốn đời ác đạo này. Đó là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn kiềm ha. Vậy thì tinh tấn ba la mật dễ làm không? Mình nghĩ là tinh tấn ba la mật. Đừng có chỉ của ta, chỉ mình nè. Nói chuyện thôi rồi. Dạ, xin nghe. Sân, cái tham, cái si của mình vừa khởi lên mà mình ghi nhận được liền thì cắt đứt. Cắt đứt được. Dạ, cái... yeah, được. Dạ. Yeah. Một phút giây mà chánh niệm cắt đứt một con đường đi địa ngục. Một phút giây có chánh niệm cắt đứt con đường gom dục khổ thu.
Còn một phút giây mất niệm hay là thất niệm, khổ thú được tạo thành một chủng tử. Không có dịp là đi. Nói chúng ta cái gì vào đây nói luôn cả cuối cùng cùng để sẽ nghe sư cái pháp này cái pháp trì giới nó có vẻ giống nhau không? Cái pháp mà trì giới này là mình giữ cái giới nguyện của mình cho chính chắc, giữ cái giới ngăn ngừa cho mình hoàn hảo, là cái đó là mình trì giới ba la mật mà tìm cầu con đường này đến niệm đạo quả niết bàn, chứ không tìm cầu con đường đến nhân thiên. Đó là chỉ giới ba la mật. Ví dụ có thể nghĩ chỉ giới ba la mật của tự là tự giữ năm giới, chọn một ngày, chọn một tuần, chọn một tháng, chọn một năm hay chọn một cuộc đời không bị đích năm giới đó, người ta đang chỉ giới ba la mật đó. Nếu mà tự chỉ giới thông thường, mỗi tự đừng có nguyện là chỉ giới ba la mật, thì người tự sẽ thấy là cái chỉ giới đó không gì lo. Nhưng mà người tự nguyện thấy thì chỉ giới có thể giữ được, mà người tự phát nguyện lên trước bằng bằng thập vật. Con hôm nay bạch Đức Tôn con xin phát nguyện là trì giới ba la mật. Thì từ câu khi mà người tự nói cái câu mà trì giới ba la mật đó cho tới ngày người tự nhắm mắt á, trong kiếp này nè, người tự không được quyền đức giới. Còn trì giới thông thường thì người tự có thể bị đức và nguyện lại. Còn trì giới ba la mật là không được đức giới. Mà cái giới thứ tư là cái giới rất là nguy hiểm nhất của người tự, vì nó dối. Cái đó là quý tử phải cẩn thận vô cùng. Người Phật tử chúng ta không thể nào tránh được cái giới thứ tư đó đó. Đúng không? Đúng không? Mấy cái giới kia quý tử phải lướt qua được mà nhẹ nhàng không có sự bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái giới thứ tư này khó lòng lắm. Ai cấm mình quên à, cái câu nó bị ngộ hoài à. Quý tử nghe kịp quá. Cái giới mấy chi? Nhưng mối dối có bốn chi, thấy không? Mối dối nó có bốn chi, điều không thật, người ta thấy nó điều không thật, nó khởi lên tâm nói cho người ta nghe điều không thật, và người ta tin á là đức giới nó dối. Cho nên là, nên nó cứ tự nói người ta một điều mà không thật, tôi tự phải mau mau hỏi, nãy tôi nói gì vậy, anh có tin không? Mà cái người cái cắt kết đó tôi tin anh hết hoàn toàn, rồi đức giới rồi. Sao anh hỏi? Anh đừng có tin không? Rồi, hỏi anh đừng có tin không? Anh đừng có tin đây, tôi không. Đó, nó quyết tự bày càng thẳng vô cùng. Cái người đó mà họ nói, vô gần họ muốn bắt mình chết. Họ muốn bắt mình chết. Nhất là những người nào mà đã nguyện ba la mật mà nói ra cho ta nghe đó, tôi nói thiệt với bạn, như tôi nguyện trì giới ba la mật chết rồi đó, nó thử chết luôn á. Rồi đó khi nào có tự nguyện ba la mật đừng có nói là bị người ta thử thách không nổi, mình đứt liền. Do đó đó, cái trì giới ba la mật đó, nó kinh khủng là chỗ là gì, người ta nghe được một cái ta tin được cái là mình đứt liền, dù là mình đang có chơi. Thì do đó mình muốn nói cho nó chắc ăn á, cái này tôi nói chơi nha, đừng tin nha, đừng hại tôi nha, hại tôi chết rồi. Nó nói họ trước đi, thì họ bắt đầu không tin. Cứ tưởng nghe kịp không? Hồi sáng tôi chạy xe nhanh tới nổ mà tôi cáo chi làm bài đó. Thì đâu có chết. Nói xong rồi tôi chạy 100%. Tôi chạy xe nhanh tới mức độ mà cáo chi làm bài, chi mới chết. Chỉ là người đang nói. Người đang nói gì? Đang nói chơi. Mà người ta tin, trời ơi, anh chạy nhanh quá, tôi tin anh hoàn toàn, người đó đang được gì hết. Chết cho đó đó. Nếu tôi nghe kèm không? Hết sức là cẩn thận, cái trì giới ba la mật nó khác cái chỗ tinh tấn ba la mật ở chỗ đó đó. Người ta nghe kèm không? Cái tinh tấn ba la mật á, của tôi bao trùm. Cái tinh tấn ba la mật của tôi bao trùm cả thiện và bất thiện. Tinh tấn ba la mật của tôi phải bao trùm cả thiện và bất thiện. Không gớt trong bất thiện mà phải nỗ lực trong thiện, và không nằm ở trong cái thiện hệ thế mà phải giải thoát trong đời, thì nó mới là tinh tấn ba la mật. Cái đó nó khó lắm mà không có cho phút giây của tự là gì lười biếng, không cho phút giây giải đãi, không cho phút giây là dễ vui, không cho phút giây là gì quên mình, luôn luôn phải nỗ lực siêng năng cái tinh tấn ba la mật vậy đó.
Cái tự nhiên kiểu giống như một người lính canh phòng ở ngoài biên địa, chỉ cần chớp mắt ra là địch thù nó tới liền, lúc nào cũng phải mở con mắt ra nhìn trong trong và sáng suốt tỉnh táo, chứ không phải trạng thái muội lược mà mê mờ. Đúng vào biên địa mà muội lược mê mờ là kẻ thù xâm nhập liền cho biên giới mình. Thế thì nghe kèm không? Đó là tinh tấn ba la mật là phải như vậy đó, được chưa? Rồi hành được không? Thì sẽ nghe đánh tin tấn không thôi là khó rồi. Nghe câu đó sẽ hiểu rồi. Còn còn cái chỉ còn nó thì thôi xỉu xỉu luôn. Cái ghế cả bàn kéo đẻ. Người ta nghe thêm nè, đó chính tinh tấn đó là khó, mà còn tinh tấn ba la mật thì còn khó hơn. Người ta nghe kẹo ha, người ta phải cảm hẳn là cái tinh tấn ba la mật đó là giữa lằn ranh vậy đó. Người ta nghe kẹo ha, ở giữa lằn ranh vậy đó, mà dễ đến tâm, dễ chết lắm mà. Người ta nghe kẹo ha, do đó nó mới tự thấy tại sao với ba mặt mà trí tuệ ba la mật chính là nhánh giác có hai ngà tần kỳ, mà đối với mặt mà gọi là tinh tấn ba la mật bốn ngà tần kỳ, đức tin tám trong ngà tần kỳ, tôi thấy nó càng lâu hơn là gì, khó tụ quá. Trí tuệ nó sáng suốt mau lẹ, nó giọt tới liền nè, phải không nè? Tôi thấy cái người mà có trí tuệ đó họ làm cái gì cũng nhanh, mà cái người mà có đức tin đó họ làm gì cũng chậm. Tại vì họ đức tin họ suy xét, họ quan nghĩ nghĩ ngợi tới lùi họ mới làm. Thì đó họ có dùng trí hành động bởi đức tin mà thôi. Tôi nhìn trong hàng mà đạo tràng Phật tử quý tử cũng vậy đó. Tôi nhìn những người họ làm việc, có những người họ làm việc bằng trí tuệ nhưng mà họ làm việc bằng hạnh tinh tấn, mà có những người họ làm bằng gì, hạnh đức tin, nhìn ra biết liền à. Tôi tự biết ở đây mình hàng người nào không? Đầy đủ hả? Sư tinh tấn mình đức tin. Hả? Tôi thấy mình biết mình đó. Không biết mình luôn rồi. Sao? Rồi chúng ta đi tiếp. Mình hạnh thứ 11. Rồi không biết mình là chúng ta đi tiếp. Tôi thấy cái kiểu là tinh tấn độ là luôn luôn vượt qua những cái gì, con đường mà gì trở lại khổ thú, vượt qua con đường nhân thiên, làm sao phải đi tới niết bàn giải thoát. Vậy thì ở trong đời này khi nào quý tử tinh tấn, quý tử phải nhắc nhở cho hành động của mình là gì, tinh tấn này nhằm mục tiêu gì, mục đích gì. Quý tử nghe kịp ha, nếu quý tử không thấy được đó là quý tử sẽ rơi vào trong trạng thái gì, tránh tinh tấn thông thường chứ không phải là tinh tấn ba lần mà. Quý tử nghe kẹp ha, có chưa? Quý tử đang mệt mỏi, mệt người, nghe một cú điện thoại cấp cứu để đi thăm, quý tử bước ra đi liền, đó là tinh tấn ba la mật. Hiểu nè, quý tử nghe kẹp ha. Nhưng mà cái lúc đó quý tử nói chứ, hẹn ngày mai chúng tôi mới tới. Lúc đó quý tử đang là gì? Một cái chánh tinh tấn cho ngày mai, chứ chưa có phải là tinh tấn ba la mật ngay lúc hiện tại. Vậy là mình tà tinh tấn. Do đó mình nghĩ tà tinh tấn. Người chưa có tên phải cản, phải cản. Cản tà nhất là những vị làm bác sĩ đó đó. Mấy vị mà làm bác sĩ phải cản. Cản tà khi nghe, khi bệnh nhân kêu, kêu cố. Bác sĩ ốp điện thoại à. Chưa? Rồi chúng ta đi tiếp qua các hành pháp nhé. Nhẫn nại. Không có nhẫn nhục nha. Đúng không? Khi chúng ta nghe hoài, cái sư nhắc nhở hoài, không có cái điều gì mà nhẫn nại mà nhục nhã hết á. Nên ta không gọi là chữ nhẫn nhục, mà nhẫn nại, kiên nhẫn, nại cái khó, ta gọi là nhẫn nại. Kiên nhẫn, ta nại cái khó đó đi, ta gọi là nhẫn nại. Ta nghe kịp không? Do đó
với những người mà họ có tính nhẫn nại là họ có tính gì? Chịu đựng. Chịu nè. Hai nè. Nhưng mà ở góc độ mà chịu đựng đó, nó có hai. Chịu đựng trong thông thường, phải không nè? Chịu đựng trong thông thường. Và là chịu đựng gì? Bền bỉ. Phải không nè? Có những người họ chịu đựng một cách thông thường, với khả năng của họ gọi là thông thường. Nhưng mà họ vượt qua ngoài khả năng của họ gọi là bền bỉ. Phải không nè? Họ chỉ chịu đựng cách thông thường thôi. Thí dụ như là khi mà họ có một thời tiết nóng thường thôi, thường tương đối thôi, thì họ có thể không cần mở quạt, họ mở thoải mái, điều hòa không khí. Nhưng mà với cái sức họ không chịu đựng được nữa đó, thì họ bắt buộc họ phải tới mở quạt, mở máy điều hòa không khí đó, thì họ không có bền bỉ, sức chịu đựng của nó không còn có. Thì tôi nghe kịp ha, cái đó nó có hai loại. Có những hạng người mà nhẫn nại, có những người hạng chịu đựng, thì nó có hạng loại chịu đựng thông thường với khả năng, và nó có giới hạn của nó, giới hạn theo khả năng của họ. Phải chưa? Bệnh bỉ hoặc là có khi vượt giới hạn, có khi họ được vượt giới hạn, có khi họ vượt khả năng chịu đựng của họ đang có, vượt khả năng chịu đựng của họ đang có, họ bệnh bỉ. Cái đó là nhẫn nại. Quý ta nghe kịp không? Như vậy thì những cái loại mà chịu đựng nhẫn nại này là những chịu đựng gì bền bỉ này là gì? Và làm mà. Còn nhẫn nại thông thường chỉ là một cái sự kham nhẫn, thói quen hay là hiệp thế mà thôi. Quý ta nghe kịp không? Như thì chịu đựng mà bền bỉ, vượt giới hạn của mình, vượt cái khả năng chịu đựng của mình, có sức chịu đựng hết sức khó khăn, người đó là gì? Nhẫn nại ba lần mà. Được chưa? Rồi, ở trong đời này quý tử có những cái phước mình chịu đựng. Mình chịu đựng có giới hạn, có khả năng và thời gian mà mình có thể mình chịu đựng được. Đó là chịu đựng phóng thông thường. Thí dụ như quý tử nghe người ta chửi mắng mình, quý tử có thể chịu đựng được. Nhưng mà chịu đựng quý tử có thể chịu đựng trong khả năng của quý tử thôi. Chịu đựng trong cái khả năng mà quý tử có gì? Có giới hạn thôi. Làm quá thì sao? Bùng nổ. Các bạn nghe kịp không? Mất sức chịu đựng, mất sức chịu nhẫn nại. Chỉ lúc đó đó là quý tử đang ở một trạng thái gì? Đứt cái mảnh nại ba la mặt quý tử. Nếu mà quý tử không có nguyện nhẫn nại ba la mặt đó, thì lúc đó đó thì quý tử không sao. Nếu quý tử nguyện mà nhẫn nại ba la mặt đó, thì lúc đó quý tử sẽ gì? Bị bứt, đứt cái nhẫn nại nè. Sư thì kể một câu chuyện một vị thiền sư mà ngồi thiền, ông kêu tôi bố là ông ta là người nhẫn nại, đúng không nè? Yeah. Có nghe cái sư nói câu chuyện mà không có tính khoai hài. Có một vị thiền sư, họ ngồi thiền, họ nói là ông ta nói với mọi người trong chúng, ông ta là một vị thiền sư nhẫn nại. Thấy nè, có một chú thiều nghe như vậy, tìm hiểu của thầy của mình nhẫn nại không? Thì nghe, thấy ông người ngồi thiền xong, ông lại bỏ đầu. Chú thiều bỏ đầu, có cấp cấp, không ngồi nhẫn nại. Thì nghe trở lại, gõ đầu một cái cốc nữa, không đang nhẫn nại, mà không biết nói chữ tiểu của nó, thì trở lại gõ đầu một cốc, hết sức chịu nặng rồi, ta làm mày chết. Làm mày chết thì lúc đó làm sao? Đến nhẫn nại ba làm mặt, nếu ông đang nguyện, nhẫn nại ba làm mặt, nghỉ tôi 5 phút. Quý tử nghe kịp không? Mình đây cũng vậy, quý tử có thấy nè, sức nhẫn nại có hạn, sức nhẫn nại có sức chịu đựng chứ không có phải là vô hạn chịu đựng. Thì khi nào mà quý tử không có chịu đựng đó mà bền bỉ mà vượt giới hạn, vượt khả năng á, thì quý tử đừng nên nguyện nhẫn nại ba lần mà. Nhẫn nại nào mà có để nhẫn nại nào quý tử cũng còn bền bỉ, nhẫn nại nào là nhẫn nại thông thường, nhẫn nại bền bỉ là nhẫn nại quý tử đối diện ba pháp: không tham, không sân và không si. Mọi cám dỗ trong đời này ba pháp không được hình bài, lúc đó đó có tự mang nhẫn nại ba la mặt được, chứ không phải nhẫn nại trong cái cảnh khó. Quý tử không phải nhẫn nại trong cảnh nghịch, mà nhẫn nại chứ cái giật lòng của quý tử là gì? Đừng tham, đừng sân thì đừng si,
Lúc đó, đó là cái pháp môn ba la mật, nhất là ba la mật của Phật tử đó. Cái tán tham, phải tham, tôi phải nhẫn nại để chịu đựng, đừng tham. Cái đáng phải sân, cái đáng về hiện bài một sự sân hận, tôi phải nhẫn nại, chịu đựng, bền bỉ để đừng sân, không khởi lên tâm sân. Cái đáng phải bị si mê, và phải bị si mê trong trạng thái thật sự là si mê, tôi phải ngắn nhẫn nại, chịu đựng, bền bỉ để đừng không bị trong trạng thái si mê, mê mờ tối tâm. Thì đó đó, tôi tự mày ra nhẫn nại ba lần mà. Còn cái tôi nhẫn nại trong cái khó, trong cái nghịch cảnh, trong lời khen, lời chê, trong lời tán thán, hay sự phỉ nhổ, nhẫn nại đó không có đáng để nói, đó chỉ là thông thường. Cái tôi nghe kìa mà, nghe chưa? Nghe thế thì khi cái tôi ngồi thiền, ví dụ như sư nói, cái tôi ngồi thiền, khi tôi đang ngồi thiền đấy đó, biết là khi ta ngồi thiền, không nè, thiền tọa. Lúc đó đó, đầu tiên đó, khởi lên gì? Đầu tiên với tự ngồi thiền với tự thức. Phải nhẫn nại để không bị dính mắc trong thức. Nhẫn nại để không dính mắc trong thức. Không nè, khi mà với tự ngồi thiền, trạng thái đau nhức sinh lên, khó chịu. Khó chịu, phải nhẫn nại để không hiện bày sự khó chịu trong tâm. Tôi nghe kẹp không? Còn khi mà tôi ngồi thiền, không thấy lợi ích, không thấy lợi ích, lợi ích, thì quý tử phải nhẫn nại để tầm cầu được thấy sự lợi ích. Cái đó đó là quý tử đang nhẫn nại 3 năm mà. Được chưa? Cái đó thí dụ, cái đó một cái thiền tọa thôi. Như vậy thì khi quý tử ngồi thiền mà quý tử không khỏi là cái thức, thì quý tử phải nhẫn nại để đừng bị dính thức, đừng dính mắc trong thức. Quý tử ngồi thiền mà quý tử thấy sự khó chịu, quý tử phải nhẫn nại để chế ngự, để khắc phục cái tâm đang bị khó chịu, chi phối và chinh phục. Quý tử đang ngồi thiền mà quý tử thấy không có lợi ích, quý tử phải nhẫn nại để tìm cầu thấy được sự lợi ích trong cái trạng thái vừa còn đang bị si mê. Lúc đó quý tử đã có nhẫn nại. Quý tử nghe kịp ha? Đây sư không nói lên cái trạng thái nhẫn nại để người ngồi được lâu lâu giờ. Đây sư không nói đâu, tự ngồi nhẫn nại để quý tự vượt qua cái trạng thái tê nhức mỏi đau. Nhưng mà quý tự phải nhẫn nại để gì? Khắc phục cái tâm bị chi phối bởi tham sân si ngay quý tự đang ngồi thiền tọa hay là thiền hành. Đó là nhẫn nại ba năm mà. Cũng như vậy, khi quý tự nói trong đường tu tập, quý tự nói trong đường tu tập, ở cái tưởng là mùa nào mà phát tâm nguyện là nhẫn nại ba la mật, rồi cái tự không đếm cái thời gian, cái tự không kể cái công phu của tự đang có, tu 15 năm, 20 năm, 30 năm không có nói cái đó, nhưng mà tự phải thấy được cái pháp nhẫn nại ba la mật của tự. Nếu mà tự nguyện ba nhẫn tại ba la mật đó gì, gặt hái thành tích chưa gọi là đủ, mà sự thành tựu con đường đạo quả là cái điều mà nhắm tới của nhẫn nại ba la mật. Do đó đó, nhớ những cái trạng thái đó đó, quý tử sẽ thấy bị dính vô trong cái trạng thái cái gì là tham, khi nói có thành tích và thời gian chiều dài của sự tu tập, những cái đó nó làm cho quý tử mắc đi pháp nhẫn nại và lo lúng là gì, một pháp tham dục đang kéo lôi bởi cái trạng thái gì tham. Chứ tôi nghe kịp ha? Rồi khi mà quý tử thấy một chiều dài quý tử tu tập 45 năm mà quý tử không gặp hái được một kết quả thành tựu, một lợi ích gì đó, trạng thái khó chịu khó sanh lên lắm, quý tử không nhẫn nại khắc phục, đây là sắp sửa đi tới hay là con đường này gần có để được hưởng, quý tử không bền bỉ, không chịu đựng một chút nữa đó, thì quý tử sẽ đổ vỡ hết tất cả một hừng công đức của tử đó đó, thì nhẫn nại này là nhẫn nại ba la mật. Nhưng mà cái đó nó quý tử khỏi một cái tâm thế sân, tu bao nhiêu lâu năm mà không có quả, không được cái hay gì cả đó, quý tử bắt tu nguyện khởi lên đó, cắt đứt cái nhẫn nại ba la mật của tử, quý tử sẽ góp cho trạng thái tới gì sân, không còn nhẫn nại. Cái tự nghe kịp ha? Nghe chưa? Còn cũng như quý tử đang tu tập với một trạng thái tu tập một chiều dài, tu tập lâu dài, nhưng mà quý tử thấy không có gì mà an vui, không thấy gì mà cầu là phỉ lạc, toàn là đầy dẫy những phiền não ngã chấp thủ, những cái trạng thái si mê. Lúc đó quý tử phải nhẫn nại tìm cầu thấy cái gì, diệt tan cái sự si mê, thấy được sự lợi ích
trong sự tu tập đó, dù ít hay nhiều, tôi đang có những này ba lần. Mình tự nghe kịp không? Có những người họ không có đủ sức nhẫn nại đó, họ gạt bỏ tất cả những công đức họ tu tập trong một thời gian, một chiều dài họ tu tập. Họ tôi không có gì cả, tôi không có được hưởng gì cả, tôi không thấy một lợi ích gì cả. Thì nói cái đó đó hoàn toàn là sai lầm. Và họ không có pháp nhẫn nại để mà thấy cái tâm của họ đang gì, đã tu, đã sửa, đã thay đổi nhiều lắm rồi, nhưng mà họ cho rằng là họ không thấy họ có được gì cả. Chính cái đó là họ không có pháp nhẫn nại để nhìn thấy được cái tâm gì mà họ đang có. Chứ tự nghe kịp không? Biết chưa? Nhẫn nại ba la mật là nhẫn nại với tham, với sân, với si. Còn nhẫn nại mà thông thường, nhẫn nại trong sự nhường nhịn, nhẫn nại trong sự gọi là chịu đựng, khắc phục, cái đó là nhẫn nại thông thường mà thôi. Chứ tự nghe kịp ha. Thí dụ như con hổn với cha, con bắt hiếu với cha, người cha nhẫn nại để mà cho qua những câu chuyện hỗn hào với đứa con, bắt nó bắt nghĩa, bắt nghịch với mình, cái đó là nhẫn nại thông thường. Nhưng nhẫn nại với cái tâm mình đang săn lên gì cái trạng thái khó chịu này đó, cái nhẫn nại đó, nhẫn nại ba la mật đó. Quý tử nghe kịp không? Quý tử không đánh con là quý tử đang nhẫn nại thông thường, nhưng mà tôi phải dĩa cái tâm săn, quý tử không được khỏi săn lên đó, là quý tử đang nhẫn nại của ba la mật diệt tâm săn. Quý tử nghe kịp không? Thấy chưa nè? Do đó những cái điều đó, những cái pháp nhẫn nại ba la mật này dẫn đến con đường tu tập của người hành giả Bồ Tát đó, là phải thấy được con đường mình diệt tham sân si, chứ không phải nhẫn nại với một trạng thái thông thường nhường nhịn khắc phục hay là vượt khó khăn mà người ta nói là ta nhẫn nại. Trời mưa đổ chang chang vậy đó, trời mưa đang đổ xuống nặng nặng nề như vậy, người ta nhẫn nại để ta đi qua khỏi con đường này, không phải đó là cái đường đó đâu. Chúng ta đang đàn làm một pháp nhẫn nại, quý tử nghe kịp không? Nhưng mà nhẫn nại với cái con mưa đổ thật to lớn mà quý tử đi qua con đường này để mà chúng ta khắc phục là gì, đi cứu một người đang bị bệnh nặng bên kia đang chờ sự giúp đỡ của mình đó, nhẫn nại để gì khắc phục khó khăn này, khắc nhẫn nại với cái khắc phục cái tâm mình đang gì chì kéo lôi kéo mình ở lại gì hết cơn mưa này mình qua, thì lúc đó chúng ta đang nhẫn nại ba la mật. Nó gần giống như là gì, tinh tấn ba la mật như vậy đó. Tôi nghe kịp mà, nó gần giống như tinh tấn ba la mật vậy đó. Nhưng mà cái này tôi phải nhẫn nại với cái tâm của tôi đang kéo lôi của tôi lại trong cái tham sân và si. Tôi nghe kịp chưa? Còn như vậy thì nhẫn nại ba la mật đây là quý tử phải nhẫn nại trong sự bền bỉ. Trong sự bền bỉ này quý tử vượt ngoài cái giới hạn của mình, vượt qua cái khả năng chịu đựng của mình đang có, và mình có khả năng là chịu đựng như vậy đó, quý tử phải vượt qua. Quý tử nghe kịp ha. Cái đó gọi là nhẫn nại ba la mật. Quý tử làm được điều này không? Ủa, ai cũng làm thân lắm, chứ không ai trả lời được cái pháp này khó quá. Hẹn một kiếp nào đó mới nói tiếp mà, chứ bây giờ kiếp này không dám nói tới à. Rồi chưa? Rồi chúng ta qua tới một pháp môn nữa mà chúng ta sẽ được biết tới là gì? Chân thật ba la mật. Trước khi ta đi vào vấn đề đó, ta xin nghỉ giây lao 10 phút. Cái tự nói tới con đường mà chúng ta định hưởng tới vấn đề về nghiệp, chân thật ba la mật hay ta gọi chân thật độ, thì nghiệp chúng ta phải thành động qua ba là chân thật thắng, chân thật lợi, chân thật ý, chân thật như đó đó, thì chúng ta mới qua được cái ba la mật, hay chúng ta hành được ba la mật. Như vậy thì thắng ta hành động phải chân thật, lời chúng ta nói ra phải chân thành, ý ta nghĩ suy ra phải chân thành, chúng ta mới hành động, hay chúng ta đang tạo được chân thành ba la mật hay chân thành cổ. Vậy thì khi trong đời sống hàng ngày chúng ta nói sao là ta làm vậy, ta nghĩ sao thì ta nói vậy, ta có chân thành ba la mật. Chúng ta không thể nào mà chúng ta nghĩ như thế này, nghĩ một đàng nói một nẻo, chúng ta chỉ người này làm cách này mà ta hành một cách khác, đó chúng ta không làm được. Cái đó là cái pháp ba la mật. Quý tử nghe kẹp ha, quý tử thấy không,
không có cái gì mà sự thật nào che giấu ánh sáng mặt trời được đó. Nhờ đó đó, với cái pháp chân thật ba la mật là chúng ta phải thận trọng. Khi nếu chúng ta nguyện mà chân thật ba la mật, chúng ta thấy sự chân thật nó dễ. Có Niết Bàn hành giả Bồ Tát nghĩ thấy ba muốn điều của ba la mật kia thấy khó, thì nghĩ tới pháp ba la mật chân thật là dễ. Đó họ nguyện là sẽ nguyện gặp ba la mật chân thật ba la mật. Nhưng mà trong khi mà nhìn lại cái vấn đề mà chân thật ba la mật á, cũng là một hành động vi tế hay là một công việc rất là vi tế, nó không thực hiện được. Làm sao thân lời ý của ta phải chân thật, phải từ gốc gốc từ chân thật mới hiện bài ra nghiệp báo. Thân lời ý nghiệp chúng ta phải có gốc chân thật ba la mật mới được, chỉ đó đó chúng ta mới làm mới được chân thật ba la mật. Chúng ta sẽ thấy khi chúng ta là bậc cha mẹ mà ta dạy con cái của ta một đường mà chúng ta hành một nẻo là không có pháp chân thật ba la mật, thì sau này đó, là thượng bất chính hạ tắc loạn, không thành công. Quý tự nghe kịp ha. Do đó đó quý tự phải cẩn thận vô cùng với cái pháp chân thật ba la mật này. Có những người họ gọi là chân thật này đó, họ thường hay dùng danh từ là gì, họ hiểu lầm đó, là chân thật của họ đó là phải là thật thà. Quý tự nghe kịp không? Thật thà không hẳn là chân thật. Quý tự nhớ nha. Do đó đó cái sự thật thà này chưa phải là sự chân thật. Cái tự nhiên là mua một đồng bán một đồng là thật thà, đó là chân thật, đúng không? Mua một đồng bán một đồng là chân thật, thật thà, đúng không? Nhưng mà họ thật thà trong sự mưu sinh, thật thà trong sự mưu sinh nó khác hơn trong sự thật thà trong hành pháp ba la mật chân thật. Cái tự nghe kịp không? Trong đời sống hàng ngày cái tự có những cái pháp môn thật thà, giống như một cách sống thật thà, nhưng mà trong cái đó đó, ở trong đó nó ẩn chứa trong đó là cái tưởng muốn tìm cái sự sống trong cái thực thật thà này, một cái mưu sinh đó là có tính mưu trong đó, không có chân thật ba la mật. Cái tên nghe kịp không? Hiểu không? Cái tên nghe kịp không? Do đó đó cái sự thật thà này hết sức cẩn thận trong cái pháp chân thật ba la mật. Bây giờ mưu sinh và hành động thật thà, hai cái này nó khác nhau giống nhau. Nếu quý tử thật thà trong việc mưu sinh và quý tử thật thà trong hành động thì hai cái này giống nhau hay khác nhau? Khác nhau. Thì chỉ trong cái hành động mà thật thà trong cái mưu sinh là quý tử có tính để sống, còn quý tử hành động trong thật thà có sao thì như vậy đó, không có thay đổi. Có người thật thà là vậy đó, hay ta còn nói là con người gì chân chắc, phải không nè, hay ta nói là người đó chân chắc, đúng không nè, hay ta còn nói pháp môn chân thật ba la mật đi, họ phải là gì, minh bạch trong sáng rõ ra, đó là chân thật ba la mật, từ thân lời và ý, tất cả là đều phải như vậy. Nghĩ sao thì ta nói vậy, ta nói sao thì ta làm vậy, cái đó là chân thật ba la mật. Ta không thể nào mà sai chặt với những cái lời ta đang nghịch nói, mà sai chặt với cái ý ta đang suy, cái đó không có chân thật ba la mật cả. Cái tình nghe kẹp ha. Đi đúng giờ là chân thật ba la mật không? Không, đi đúng giờ là chân thật ba la mật. Nghe chưa? Quý tử nói đi đúng giờ có phải ba la mật không? Chân thật ba la mật không? Chưa phải không nè? Quý tử nói chứ, ngày mơ tôi đúng 2 giờ tôi có mặt ở đây. Còn quý tử không đúng 2 giờ có mặt đây, quý tử có chân thật ba la mật không? Được. Quý tử nghe kẹp không? Tôi cố gắng sẽ tới đúng giờ, nhưng mà có thể sẽ trễ bị kẹt xe. Là nói đó chân thật không? Chân thật. Chân thật hả? Tôi quý tử nghe kẹp không? Do đó quý tử cảm thẳng vô cùng. Nghe chưa? Cái kia nào quý tử nói tới một tính chất gì mà gọi là chính xác, rõ ràng, chính xác, thì quý tử phải cẩn thận, phải đúng như vậy đó mới được thực hiện được chân thật ba la mật. Chúng ta nghe kẹp ha, nhưng mà chúng ta không bảo đảm được
vì đó là một cách sống của tử thôi. Thì quý tử vẫn thành trọng, không thể nguyện chân thật qua là mặt độ. Mà nếu quý tử nói quý tử không sống trong cái tạng sáng vô sinh, còn quý tử trong mọi hành động quý tử luôn luôn giữ được chân thật minh bạch trong sáng của ngài chân chắc thật thà với chân thật độ này đó, là quý tử phải đúng như thật như vậy đó mới được kết quả là than là lợi ý. Quý tử không làm được cái điều đó đừng nguyện chân thật, được chưa? Người công nhân đến với hãng xưởng, người bán buôn bán, hai cái pháp đó khó giữ chân thật, hai cái nghề đó khó giữ chân thật lắm. Người công nhân đến hãng xưởng chưa hẳn giữ được sự chân thật, phải không nào? Phần người bán buôn khó giữ được sự chân thật, người ta nghe kẹp ha, thấy chưa? Do đó đó, người ta thấy ngay cả mình là một người công nhân đúng 8 tiếng mình tới làm việc, đúng 8 tiếng mình làm việc xong mình ra về, mình chưa giữ được pháp chân thật ba la mật được đó. Là sao? Là chúng ta phải làm hết đúng cái trách nhiệm của mình đó mới là chân thật ba la mật đó. Làm gì câu giờ là không được đó. Không có chân thật, đúng không? Làm gì câu giờ không chân thật, làm gì tà tà không chân thật rồi đó. Mấy tử nghe kịp không? Làm gì kéo lê của đó là không chân thật của đó. Câu giờ là sao? Tức là mình đi mua cần câu, rồi mình tính từng giờ mình thả xe danh nó ra bao nhiêu, đó là câu giờ đó. Mấy tử nghe kịp không? Rồi. Chứ không phải đi mua cần câu hả? Câu giờ thì đi cần câu thả hết giờ mình đi về, cái là câu giờ. Còn đi câu cá nó khác. Nghe chưa? Rồi xin lỗi nhiều khi Phật tử không hiểu được chữ câu giờ. Sư không bên nào sẽ biết câu giờ. Hả? Sư đang câu giờ. Sư đang câu giờ. Sư không có đi làm mà sẽ biết câu giờ. Nguyên tử nghe kiểu á. Do đó tôi nguyên bên bài càng cẩn thận á. Cái chân thật ba la mật mình lại càng nguy hiểm lắm mà. Có những người mình nhìn thấy họ chân chất một mặt thật thà đơn giản vậy đó, nhưng mà họ không có pháp chân thật đó. Cái tên nghe kèm hả? Cái tên mày thấy. Vậy thì khi mà mình chân thật á, mình phải làm lời, thắng lời và ý của mình á, phải trong sáng. Không có một cái gì mà bợn nhơ hay là mờ ám trong cái tư tưởng của mình á. Cái đó mới có pháp chân thật á. Cái tên nghe kèm không? Tôi muốn tu, tôi cầu giải thoát là quốc lòng mình tu. Chứ không cầu hãy có sự khen hay ngợi hay là người ta hiểu biết mình. Cái đó chân thật à. Còn mình tu á, mình có cái sự gọi là cầu sự giải thoát, nhưng mà trong cái đó mình cầu mong có người ta khen ngợi tán dương mình, hay là mình cầu mong có sự gọi là gì lợi lạc đó, thì cái đó chưa là chân thật á. Cái đình tu họ chưa là chân thật đó. Người ta nghe kèm hả? Thì đó nó còn có một cái cầu móc ở trong đó. Thế nghe kèm hả? Nguyên Phật tử không vậy? Nhưng Phật tử thấy sợ khổ trong đời mình tu, nhưng mà trong khi mình tu như vậy đó, mình có đôi lúc mình bị dễ vui như đó, thì mình chưa thật sự là mình muốn tu giải thoát à, thì thiếu pháp chân thật. Nên là còn chứ gì thì khi mà mình tu á, mà cứ tự gặp khó, cứ tự gặp khổ, cứ tập gặp nghịch cảnh, cứ tự không vượt qua thì chưa phải là chân thật tu. Cứ tự nghe kèm ha, thuận duyên với tự mới tu, nghịch cảnh của tự tu không được thì chưa thật tu. Cứ tự nghe kèm ha. Do đó cái chuyện tu đó, cũng là quan hệ trọng lắm. Mà tu thật không? Hay là thật tu? Tu thật hay là thật tu? Cái tên nghe kẹp không? Vậy mà ở đây mình thật tu hay tu thật? Đó, không trả lời cho rồi. Mình đâu rồi suy nghĩ nha. Thật tu hay tu thật không biết rồi. Không biết rồi. Thật tu tại chỗ. Cái kiểu không? Bất ngờ. Hả? Cái ai luôn à?
trung đạo. Có thể mà càng thẳng à, cái đó là chân thật ba la mật đó, được chưa? Do đó nó có những người đó, họ nhìn thấy họ đơn giản sự nói của tự nghe, nhưng mà tới khi họ trình pháp đó, trình pháp ba la mật của sư đó, họ lấy cái pháp chân thật ba la mật sư nói cho hoàng, cô không có lấy được chân thật ba la mật đâu. Cô mà nếu lấy chân thật ba la mật ra là đứt liền á, cái họ mới giúp mình á. Họ nghĩ thấy đơn giản á, người họ thật thà lắm, một cho một là hai à, một cho một là hai, không có bao giờ họ sai chặt cái sự xung số đó hết trơn á. Nhưng mà trong khi đó đó, trong cái sự tư tưởng của họ nó có những cái nó hơi sai chặt một chút á. Là gì? Một cho một là hai, mình lợi cho mình mà hại cho người cũng không được là chân thật đó. Chứ là mình mất chân thật phải là bạc đấy. Ôi thế á, tôi thấy kìm không? Quý tử cũng đếm con số, một trong một là hai, thật gì đó. Nhưng mà quý tử phải lợi cho mình mà lợi cho người thì quý tử mới làm. Còn quý tử một trong một là hai, nhưng mà quý tử thấy lợi cho mình mà hại cho người, mà quý tử vẫn làm thì quý tử chưa có bác chân thật. Thì sao chứ? Quý tử đang tạo ra một gì? Một cái nghiệp văn trái. Thì làm sao có sự giải thoát? Ba la mật là gì? Chấm dứt văn trái, bấm dứt cái sự nghiệp báo, chấm dứt cái trạng thái gì? Sanh tử, chấm dứt cái sự luân hồi, chấm dứt là gì? Một cái chuyển hóa trở lại chạy dài. Do đó thì mình phải chân thật là gì? Phải cầu giải thoát nè. Quý tử nghe kìa không? Như thế thì khi mà quý tử nói một chứ một là hai, mà cho mình, cho người tất cả đều là ít, mà trong sự dính mắc đó chưa gọi là chân thật nữa. Quý tử nghe kìa không? Trong sự dính mắc đó cũng chưa là chân thật là gì? Quý tử còn ở lại để mà được làm gì? Đón nhận. Hồi nãy một chứ một loại mình mà hại người thì cái đó chưa là chân thật, để trong sự quan trái. Mà một chứ một là hai, mà trong cái trạng thái mà người gì được dính mắt á, là quý tử sẽ trở lại trong đời là gì? Để đón nhận. Không, cái này phải ra đi. Quý tử nghe kịp ha? Quý tử nghe kịp không? Cho đó là quý tử đến giúp một người bị té. Quý tử đỡ một người đó lên. Quý tử đỡ lên xong, quý tử phải ra đi. Cho mà ở lại đó thì sự khen, sự được tặng thưởng, hay là sự đón nhận. Do đó quý tử vào là trong việc ở trong đời. Quý tử nghe kiểu không? Vậy thì cái hành động quý tử cứu xuống đó một người, đỡ một người đang bị té, hành động đó là hành động chân thật hay là hành động đang là gì? Gây ra quan trái hay một sự dính mắc ở là trong luân hồi, ở trong sinh tử, cái đó chưa là chân thật và làm mặt. Quý tử nghe kiểu không? Thấy đơn giản không? Không đơn giản. Quý vị thì ở đây cái chân thật độ ba la mật là thân lời và ý, quý Phật tử phải rõ ràng. Rồi đó, giống như gì trong khi Phật tử ngồi thiền cũng vậy đó. Trong khi Phật tử ngồi thiền á, thân lời và ý Phật tử phải là minh bạch, trong sáng. Phật tử nghe kịp không? Tôi ngồi thiền để tôi đạt được kết quả. Tôi ngồi thiền để tôi gặt hái được kết quả. Tôi tập đâu tôi ngồi thiền để tôi gặt thoát được sanh tử. Thì đúng nó ngồi thật. Còn chúng ta ngồi thiền mà chúng ta để hết giờ cái mình vừa về, tức là thật tu rồi đó. Nó là thật tu rồi đó, chứ không phải tu thật. Thật tu cho hết giờ mình về mà. Tôi nghe kèm hả? Nhưng tôi nghe kịp chưa? Và đó đó, cả hai cái nó khác nhau. Cũng ngồi nhắm mắt vậy đó, đi chen như vậy đó. Nhưng cái ý của mình khác cái lúc người ta ngồi là ngồi thiền với người kia. Quý tử nghe kiểu không? Thật chưa? Như vậy thì lúc đó nó quý Phật tử sẽ rớt ở trong cái trạng thái đích cái ba la mật chân thật độ. Do đó có những lúc đó quý tử nhắm mà mình không được cái pháp chân thật độ ba la mật này đó, đừng có nguyện. Rồi dừng lại, ở đây mình nguyện chân thật ba la mật được không? Ủa như thế ở đây không ai chân thật hết à? Có không? Có phải chân thật ba la mật không? Có 100% là có bao nhiêu? Nói đi, tôi bớt cho nó 800 khách, trời trời, giá 80% thấy chưa? Rồi thấy chưa? Ba la mật cũng trả giá 80% thôi. Dưới 5
nói ta nghe đùa thôi chứ không sao. Có ta nghe kiểu học đó đó, khi nào mà tự thấy mình 80% tình nguyện. Dễ sợ như vậy đó, dễ sợ như đó. Không, quý vị phải cẩn thận. Nó nhắm, mình còn lắc léo, đừng có nguyện. Dạ, xin nghe. Thưa sư, thì nếu mà trong tình trạng mà nếu mà mình phải trả lời mà không có lợi cho người mà cũng không lợi cho mình có nên giữ sự im lặng hay không? Hay là mình, nếu mà có người, có một người nào hỏi tốt để mình phải trả lời đó, yeah, cái câu trả lời của mình sẽ làm cho người thất vọng hoặc là không có lợi cho người. Mà nếu mà mình có nên giữ sự im lặng không, tức là không nên trả lời hoặc là trả lời cách khác? Không, cái này đó là trong cái trường hợp là mình phải nói là mình có nguyện chân thật ba la mật không? Nếu mình gọi là thân, nếu mình đã nguyện chân thật ba la mật rồi đó, thì sự im lặng của mình nó gây hai vấn đề. Một là khởi cho người ta có sự nghi ngờ về mình sẽ bị đứt mất cái chân thật ba la mật ngay tại đó liền đó. Tại sao không trả lời cho tôi? Lúc đó mình bị kẹt, cái tôi nghe kẹt không? Người ta biết mình biết, mà người ta hỏi mình trả lời, thì ngay cái đó mình làm cho họ có một sự nghi ngờ á, mình có thể bị ảnh hưởng tới chân thật ba la mật của mình. Do đó đó mình phải trả lời chân thật, nhưng mà trả lời chân thật trong cái tác ý khôn khéo. Ví dụ như là một trong một trường hợp như là một người chồng mà biết mình biết là người vợ đã mất rồi, nhưng mà người chồng hỏi là vợ tôi đâu, thì khi như là mình biết là mình không dám trả lời là vợ anh đã mất rồi, mới mất từ đây hay là gì đó, thì cái phản ứng của mình nếu mà mình đã nguyện là mình nói được chân thật, chân thật ba la mật, mình bắt buộc mình phải nói, yeah, nói cái sự thật ra, à, là người vợ đã mất rồi, nha, yeah. Sự thật nó có khi nó đến với ta là phũ phàng, rất là phũ phàng, dạ, yeah. Nhưng mà chúng ta không thể che giấu với một thời gian muộn màng rồi để bể bàn rồi thay lỡ này rồi sẽ bàn hoàng. Vì đó chúng ta phải nói ra, phải nói ra chứ không thể nào mà che giấu. Xin nghe sư kể cái chuyện mà ông sư với trả lời cho người đi thợ săn đi săn ai. Tôi còn cứ nói rồi. Dạ, cái đó là quay đi quay lại nữa ha. Dạ, dạ, chân thật thì là chân thật bao nhiêu phần trăm? Chân thật 100%. Tắt cái khôn khéo đó. Dạ, 100% đó, chứ không phải là 80% như cô Bình Ngọc nói đó. Dạ. Không, đúng là nó quay rồi, nó ngồi đến đây liền à. Không, là nãy ngồi đây phải không? Dạ. Thấy con nai chạy qua phải không? Không, đúng là nó quay rồi, mình ngồi đây. Thấy con nai nó chạy không bình thường, chạy trong sự quảng hốt, chắc có sự ngược đuổi, mà ngược đuổi như thế chắc có người tới hay là một vật gì ngược đuổi cái này nên quan hốt chạy anh ta qua đây ngồi liền, thì quả nhiên có người thợ săn tới hỏi ông nãy giờ ngồi đây có thấy con nai không. Từ khi tôi ngồi đây hoàn toàn tôi không thấy con nai nào qua cả. Ông đâu có nói dối, thế mà ông ngồi đây mà ông nói khi tôi ngồi đây mà tôi không thấy con nai rồi, ông nói hoàn toàn, nhưng mà ông ngồi bên đây là ông nói không có nói dối 100% vậy đó. Ông vừa cứu mạng con nai mà ông nói được lời nói chân thật của ông nữa. Do đó nãy sẽ nói đó, tắt cái khôn khéo. Tắt cái khôn khéo là cái khéo léo để mà mình sống với pháp chân thật được. Chứ còn không á, thì chúng ta dễ gia chạm với cái pháp quan trai nghiệp báo. Thì tự nhiên kiểm à. Mở bụng ra thêm cái chữ tắt cái con khéo ra nè, cho nó sâu xuống nè. Mở một lớp còn câu tắt cái con khéo nè. Đăng ký đi với tiệm một lần nữa. Từ bài thấy cái tắt cái con khéo đó rất là vì thế hoặc là khéo léo hoặc là lợi ích lắm với cái tác ý khôn khéo. Giống như quý tử sẽ thấy là bất chấp Bồ Tát đến hỏi với Phật, thế gian này là vô ngã ngài làm thân, thế gian này là hữu ngã ngài làm thân, có hay không có ngài cũng làm thân. Rồi ngài bất chấp Bồ Tát khóc và cười đi ra đi. Ananda kế bên nói với Đức Phật,
con nghe Đức Thế Tôn nói là vô ngã, mà sao ông Phật Tháp Quân Tháo hỏi thế gian là vô ngã, mà sao như ta Đức Thế Tôn không nói? Này Ananda, nếu ta nói là vô ngã, Phật Tháp Quân Tháo rời khỏi nơi đây tự sát liền. Vô ngã để giữ làm gì? Mình đâu có giữ những cái gì mà mình không có, chỉ có cho nên phiền não mà thôi. Ông ta sẽ tự sát liền, vì quá khích. Khi nghe biết cái sự là vô ngã thì ông ta giữ ta làm gì? Ông ta tự sát, ông ta chết liền. Quý Phật tử đọc kỹ trong một thời gian mà Đức Phật Ngài vừa thành đạo xong đó, Ngài đi thuyết pháp, Ngài được độ, có một số vị tỳ khưu đi theo Ngài xuất gia rồi đó, nghe vô ngã tự sát đó, tự sát đó, lấy dao cắt, tự sát. Đức Phật Ngài mới khuyến khích. Mới khuyến khích là gì? Nhận thức, nhớ một cái tấm ý khôn khéo, chứ không phải nhìn với một cái hình ảnh cực đoan, cuồng tính, nên trạng thái quá khích. Như vậy không sai, không đúng như vậy. Thế đó, đó người tự sai tấy, cái tác ý cũng kéo, cũng là một cái trạng thái không đưa đến sự tác hại, nguy hiểm với những người cuồng tính, cực đoan hay là quá khích. Giỏi bia rơi sang trạng thái gì? Sự sai lầm lầm lạc, một cách rất là si mê. Vì do đó, những cái pháp vô chân thật này, ta thấy như thật. Mặt trời mặt trời hướng đông, và chỉ lặn về phương Tây, đó là sự thật. Thế ta nghe kịp à? Chẳng phải chúng ta không có nói gì khác hơn. Mặt trời là hướng đông, mặt hướng đông là hướng tây, đúng như vậy đó. Thời gian nó có 24 tiếng, một ngày chúng ta có tròn 24 tiếng, đó là chân thật. Có những lúc đó đó, quý sư thấy là gì? Lời nói mình chân thật, ý nghĩ mình chân thật. Nhưng khi mà quý tự nói mặt trời là hướng mặt một hướng đông mà là hướng tây, nhưng mà cái tác ý mình dụ gạt người khác, lời nói đó dù là cái pháp đang hiện bày là chân thật, nhưng cái tác ý của tự đang là gì? Sai lầm. Mới từng nghe kịp à, từng nghe kịp à, phải cẩn thận à, ha. Do đó đó, nhớ cái phương pháp mà tác ấy không khéo mà độ chúng sanh, làm cho chúng sanh thức tỉnh đó, là phá cái mê đó, là phải có tác ấy không khéo làm cho chúng ta thấy được cái sự mê đó là sự lầm, họ phải buông, chứ không phải mình hướng dẫn người ta một cái sự cám dỗ bên ngoài, khuyến khích họ lôi kéo một cái trạng thái, một sự ưa thích nào đó để mình nói là mình độ con chúng sanh bỏ mê mà để tính tỉnh, tỉnh thức, không có chân thật á. Quý tử nghe kịp à? Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, quý tử sẽ thấy có những trường hợp đó là mình nhìn thấy á, người ta thích cái đó, mình khai thác cái đó, mình thuyết pháp đề tài đó, cái đó đó mình chưa chân thật, tại vì mình chưa thật độ người ta. Mình độ người ta có những cái sở thích cái đó, mình phải phá bể cái chấp đó nữa, hoặc buông bỏ cái trạng thái mê thích cái đó nữa, để cho họ thức tỉnh này, họ buông cái đó, họ ra đi nữa, chứ không phải nói theo cái đó để mình đưa ta tới trạng thái mà họ thích, mà trong cái thấy say mê cho đó đó, chứ phải là chân thật độ à. Người ta nghe kiểu mà nếu như quý tử thích thì sinh về cõi trời, nếu quý tử thích thì sinh về cõi trời, dục giới, sắc giới, bộ sắc giới, sự khuyến khích quý tử tu tập về những đề nhân thiên, tạo lui thiện cho nhân thiên, là như thế giờ sẽ chưa chân thật độ quý tử đưa đến đường giải thoát, chưa chân thật đưa tự độ tới sự giải thoát, mà chưa chân thật độ tự tới sự giải thoát là quý sư còn đang độ tự đang làm tự dính mắc ở trong tam giới, thì sẽ chưa chân thật độ để độ tự đưa đến sự giác ngộ. Dù rằng quý tử không thích nghe cái chuyện niết bàn là trống hóc không gỗng tết không có gì cả, không ai có trong đó, người tự sẽ nhàm chán và sợ hãi, bỏ hết tất cả cuộc đời này để tự đi tới cái trạng thái không có. Nhưng mà đó là sự thật, sự phải cố gắng nói, dù cũng tự hôm nay không nghe được, ngày mai tự sẽ nghe, ngày mốt tự ý thức được, một ngày kia tự thức tỉnh được, cũng phải nói, đó là chân thật rồi. Cái tên nghe kiểu, chứ không hứa hẹn, không có gạt gẫm, không làm cho người ta dính mắt, không làm cho người ta mơ tưởng, hay trong đời mong mờ mong chờ, cái đó không có chân thật độ. Cứ tự nghe kìa mà nghe chưa phải không nè, cái đó đó là cách là cảm nhận cái chân thật độ đó, là phải thật thật với pháp, thật với cái tâm mình đang có thật trong đó. Có những cái lúc mà mình tìm thấy thật thật của pháp nhưng tâm mình không thật, như nãy sẽ nói đó, mặt trời lặn hướng tây, mặt trời mọc hướng đông, mọc hướng đông lặn hướng tây, đó là chân thật. Nhưng tâm của mình đang mắc léo, đang lạc léo nói cái câu đó, đây là cái ý nghĩa gì?
cái đó là pháp chân tạc hay không chân tạc, cái đó cứ tự nghe kìa không. Ô, thời gian nó trôi qua rất là mau, nhìn thấy hãi hồn sợ cái thời gian đó. Mình nói cái đó mình hay hay thiệt á, nhưng mà cả ngày không lo tu tập mình còn ngủ không à. Trời ơi, thời gian đi nhanh lắm nha, nó ghê sợ vậy đó. Hôm sáng rồi tới chiều hết rồi đó, mà cả ngày không làm trên ngồi không, nói không à. Mình đâu có chân thật tu đó, mình không cần phải nói thời gian đi nhanh hay chậm, mà mình lấy thấy mình tu mình chưa kịp á, mình phải lo tu rồi, chứ còn nói thời gian nó chỉ làm gì. Rồi, cho đó đó, cho lợi thắng, lợi vậy phải chân thật nhà sư nghe. Thưa sư, thì cái đó cái ý mình thì mình phải thật tình nói ra, nhưng mà nếu mà thì sư thật mất lòng á, ví dụ như là mình nói với người khác người ta sân thật, tức là người ta tức lên á, thì lúc đó mình có bị tức không? Không tức, nhưng mà mình có tác dụng khéo. Mình không có tác dụng khéo, đúng là như vậy. Nhưng mà không tức. À, không đứt, rồi mình chạy. Chứ không có là anh vừa đặt ra sẵn. Nó đang tức rồi. Mà không có tay không kéo đặt ra rồi chạy. Tớ nghe kịp không? Sư thì sư chạy không nhanh rồi đó, chắc sư làm bị đập quá. Cái nguyên viên làm cho nhanh thì chạy thoát. Tớ nghe kịp không? Do đó, quý vô tự quả cảm, cảm tạng pháp trên thật độ. Là quyết tự phải coi cái tâm của mình có chân thật, là nó mình có chân thật, cái thân mình hành động có chân thật, nhớ cái ý thật của mình đang nghĩ, cái đó mới chân thật độ. Còn nếu như mình không có nó, đừng có nguyện chân thật độ này. Cái tôi nghe kịp không? Do đó đó, ở đời đó, có nhiều người họ nói á, chỉ có vua quan đó không có sợ, nhưng mà dân thì mới sợ, là vì dân dân gian. Đâu có ai nói du gian đâu, đâu có ai nói quan gian đâu, nhưng mà dân thì phải làm gian, nên gọi là dân dân gian. Gian tức là gì? Không thật. Vì cái từ là du hay là quan hay là dân? Vua hả? Dân chung. Vua hả? Dân chung. Dân chung hả? Dân chung. Giờ đó có thể thấy dễ sợ không nè. Việt Nam mình có nhiều những từ thực sự là méo mó, nhưng trong méo mó làm cho mình tính tính. Từ ngữ nó có những cái cách là hiệu quả, nhưng cái hiệu quả đó có làm cho mình có sự nhận thức. Nhận thức để cho mình thấy là khi mình có tác ý nào hiện bài cái từ ngữ đó, tác ý nào hiện bài cái chữ nghĩa đó, mà chữ nghĩa đó hiện bài qua hành động đó. Nếu tự phải cảm, phải cẩn thận à, phải chưa? Như vậy thì pháp chân thật độ, nếu tự phải cảm cẩn thận, như thì tăng nguyện được chân thật độ không? Ngồi im luôn rồi. Dạ, nguyện một kiếp nào đó. Nguyện một kiếp nào đó. Một kiếp nào đó cho bạn trong kiếp này hả? Vậy là ở lớp này không có chân thật rồi. Chân thật ba là mật, nguyện một kiếp nào đó. Lớp này không có pháp chân thật rồi. Hả? Thưa sư, không phải bất cứ một tất cả các pháp ba la mật con đều chân thật khó hết. Không có pháp nào dễ hết. Hay tới ba la mật rồi là con dập lắm. Nếu mà mình làm được chấp lắp thời gian mình thấy những cái đồ đan ba la mật, nếu mình thì mình mới làm, chứ còn nếu mà mình thấy mình không làm được hay mình nhảy vô một cái rồi đức ba la mật suốt đời. Đức ba la mật suốt đời thì không dám nguyện à? Không phải không phải nguyện, nhưng mà mình phải thấy mình có làm được hay không. Yeah. Cứ mình phải tu tập đến vậy là ba xuất gia, phải xuất gia phải làm chú tiểu trước. Ba xuất gia phải làm giới tự trước, trong thời gian là thích chính mùi rồi đó, mình giống xuất gia. Làm gì xuất gia vô nước giới thì giới không được đức. Có thể có nhiều, đâu có ai mà nhảy vô mà làm tùy theo đâu, rồi phải cũng phải làm chút điệu thời gian rồi làm sa di rồi mới lên được tùy theo, chứ đâu có ai làm được tùy theo đây đâu. Dạ. Vâng. Thì con thấy là mình, nếu mà mình muốn gọi là, nhưng mà xin nhớ hồi thời Đức Phật gặp năm này Kiều Trần Như là cho tỳ khưu liền à. Dạ
Việt Nam mình đó có tu cái cả thu và đi tiếp rồi bắt đầu thừa cách bằng cái từ sư về đó hơn năm kỳ trước là mình tu nếu mà muốn được thiên văn được 9,000 kiếp cho đến 100,000 kiếp mà gì hả dạ vâng là mình nếu mà mình muốn nghe gọi là đến cái chỗ ba la mật thì mình bắt buộc phải thế là trao dồi trước mình phải mình trao dồi xong rồi mới hành nguyện không mình thành nguyện mình thấy mình cứ được phải không mình làm chứ mình phải có cái thời gian tu tập chứ mình sửa soạn trước đó sửa soạn trước chứ mình nhảy vô một cái mà đứt luôn mình có cái bóng một mà mình gắn vào cái điện vô cực mạnh lên chạy bóng luôn mình phải có cái thời gian có chờ anh không 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 có chờ thấy chưa thấy chưa trời ơi câu đó là ba la mật của Bồ Tát đó tuy nhiên mà mình có đủ khả năng tu không để làm gì đó không hay là mình tu lê dai mình nhảy vô tu lê dai mà nhưng mà trong khi ba la mật á thì Quân Tự Bà nhớ với tôi chậm nguyện một phút luôn từ mắt đi một phút ba la mật mình đã từ tới giác ngộ đó chậm nguyện một ngày tức là chậm đi một ngày ba la mật để đến giác ngộ đó hả chậm một con đứt ha, thì sợ đứt thì do không mình phải chậm đi ha. Quý tử nghe kịp không? Nếu mà như vậy đó, quý tử thấy đó, hồi lúc mà một vị sắp sửa từ Sa Di mà lên thọ tỳ khu đó, nó có 227 giới đó, là tất cả các nhà mà vị luật sư đó, đều nói các vị đó là đứng trong một cái sa bàn có 227 mũi tên nó sẵn sàng đâm vào người của bạn đó. Bạn nhúc qua chút là chạm áo, nhúc qua chút xíu chạm áo, chỗ nào cũng có mô tên để đâm vào mình hết á. Mũi giáo đâm vào người mình hết á. Nên nó rất quan trọng mà không cách nào không có. Vậy thì khi mà quý tử là một nhà bác sĩ khéo léo về mổ giải xẻ, mổ xẻ đó, quý tử có khi nào bị đứt tay không? Có bị đứt tay không? Hả? Có chứ. Trước khi tôi phải cẩn thận ha, cho đó quý tử sẽ thấy ngừa là chuyện có, mình chuẩn bị là chuyện có, nhưng mà cái tâm ý, cái tác ý của mình, cái tâm lý của mình đó, cái tác ý mình phải sáng suốt ra chuyện đó là cần hay có không nữa, phải không nào? Quý tử nói quý tử lái xe không bao giờ bị đụng xe hết, nhưng quý tử phải nói là có thì phải có, không thể nói quý tử không có. Mình lấy kỹ, nhưng mà người ta không lấy kỹ, nó đụng mình cũng chẳng có. Người ta nghe thiệt à, do đó đó người ta cứ mãi ba la mật. Thưa sư, con không phải là, ví dụ như là mình, nếu mình muốn nguyện ba la mật đó, là mình phải có sửa soạn. Sửa soạn. Mình biết là mình biết đặt được cái đó. Ví dụ như nay mình tu được vài ngày, sau ngày mai mình nghỉ, mình tu vài ngày. Không phải. Con ý con nói là. Không phải. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm mình đã công phu. Nhà. Nguyện ba la mật. Là mình phải gắn bó đi. Gắn bó mình có một thời gian mình sửa soạn. Rồi. Tôi làm được thì tôi mới làm. Cái đó thứ nhất. Cái đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai là trong khi mình đang học ba la mật, những cái gì lắc mắc mình còn phải khởi sanh lên là hổ liền. Cái đó mình giải tỏa trước, trước khi mình nguyện cũng vẫn được. Chứ tôi nghe kèm hả? Nghe chưa? Do đó đó, cái đó là hai cách. Với trường hợp anh Tịnh Tâm mà nói với người ta nghe phải không nào? Tôi phải chuẩn bị vào trước đón sao hết. Vậy nè, thí dụ nha, quý tôi thấy một cái cô đó của tôi chuẩn bị để mình ngỏ lời đó, chuẩn bị gào trước đón sau hết, tới ngỏ lời người ta đi mất tiêu rồi. Phải không nào? Mà bây giờ cái tôi nhảy vô cái người ta nói sổ sàng, phải không nào? Không có chuẩn bị thì cái tôi làm sao? Giống như người ta nói đó, thì ăn cho hết á, phải không nào? Chưa thì chưa cho còn, mà ăn thì bạn cho hết, không làm sao? Thế nào? Cho đó nó có những cái đó đó làm cho người tôi phải suy nghĩ. Sư rất là đồng ý, sư rất là đồng ý với lời phát biểu của anh Tịnh Tâm là mình phải chuẩn bị thật là kỹ khi mà hạ thủ công phu vô đó là phải gắn bó một đời với ba la mật đó, sắp chết với nó nhằm không bệnh để thì mình dễ vui để rồi mình đứt ba la mật đó rất là nguy hiểm. Đúng, nhưng mà nó có hai hướng, mình vẫn có hai hướng chuẩn bị cho kỹ để mình chuẩn bị hành, hay là mình phải học cho kỹ rồi mình thực hành.
giống như sư hướng dẫn của nay cho tới hết cái 10 ba la mật, những cái gì thắc mắc của tôi hỏi xong sư giải đáp luôn, thì những cái gì mà tôi còn nghi ngờ giải đáp xong, tôi hết nghi ngờ, hết thắc mắc, hết còn lo lắng, hết còn gì đó, cái tôi nguyện được hơn là cái tôi ngồi chờ đợi nghiền ngẫm thử cái này trước, thử cái kia trước, thử cái trước, có khi nó cũng ra cũng được. Cái hai cách như vậy đó, cái tôi nghe kịp không? Gạch chứ, chứ không phải chúng ta đi một hướng một chiều như vậy có khi uổng cho mình lắm. Có những người có khả năng họ vừa bắt vô là họ nguyện liền. Cũng giống như vậy, cái tôi nghe thấy này, có người từ ở Việt Nam mới qua nước Mỹ, nghe người ta nói chứ nước Mỹ này là không có làm phiền ai hết, và phải sống độc lập và không nương tựa ai, ai cũng phải biết lái xe, đàn ông đàn bà con gái cũng phải biết lái xe, người chơi lớn người tuổi người nhỏ cũng phải biết lái xe. Thì người mà nghe đó hỏi thích là gì đi học lái xe liền. Còn có những người nói cho hoàng để tôi suy nghĩ, để tôi tính lại còn sao, thì thời gian nó vẫn có, quý tôi nghe kịp không? Chứ cái thời gian của họ tính, họ suy nghĩ lại, họ chắc không, họ dám họ lái xe được không, họ bảo đảm họ lái xe họ không gặp nguy hiểm không, mà họ gặp bị tai nạn không, thì cái thời gian họ cứ suy nghĩ tính. Nhưng mà họ suy nghĩ cho nó, mình phải học chứ, bây giờ mình sống trên đời này mình nhờ cậy ai cũng không được, làm phiền ai cũng được, giờ mình ra sao cũng phải gắng học à, rồi phải nhảy vô học lái xe, được chưa? Học lái xe xong rồi đó, tới cái giai đoạn là gì, mua xe và đi lái đó, tới giai đoạn mua xe đi lái. Dắt đi ra tất cả kêu lơ, chỗ này cũng thấy, xe này cũng thấy, không thấy toàn là không muốn đó, nhưng mà không dám mua, sợ, lẽ lúc đó là sợ nữa, hay là không muốn xe liền, là cái thứ hai. Cái thứ nghe kèm không? Cũng như vậy, đối với những gì như vậy đó, là những người họ đã có cái sẵn sàng trong kiến thức của họ là gì? Sẵn sàng đối diện với những cái khó, và những cái khó đó lẽ cho họ phải giải quyết được với cái tinh thần và cố gắng của họ đó, cái đó là thể hiện cái tính ba la mật đó. Các tôi nghe kịp không? Với những người mà Phật tử thông thường hay là với những người là đệ tử Đức Phật xuất gia hay tại gia, mà giữa hai người có ba la mật và người không ba la mật, hai người đã thấy khác nhau rõ ràng. Thật sự khác nhau rõ ràng. Với những người mà họ có ba la mật, sự tu tập họ hoàn toàn khác hẳn với người mà họ không có ba la mật. Họ cũng tu vậy đó, nhưng mà nhìn với góc độ nha, họ cũng tốt vậy đó, họ không có xấu, họ không có bê trễ, họ không dễ vui, họ không có lười biếng vậy đó, nhưng mà họ không có một cái chí hướng đi tới xuyên suốt của họ. Người ta nghe kịp không? Do đó người ta qua cái pháp tế mơ là gì? Chí nguyện độ. Người ta nghe kịp ha? Xin hỏi xin có con có cái suy nghĩ như vậy, xin hỏi dạ. Con thấy rằng là nếu mà mình muốn tu mà hành đạt hoặc là cái hành của mình mà muốn đạt được mọi kết quả tốt á, mình cần nên phải có cái tỉnh giác trước, để mà một khi mà mình có tỉnh giác và mà mình cái tâm của mình nó chảy qua cái bất thiện, mình nhận thấy thì mình kéo nó về, thì mình ít bị đứt hơn là nếu mà người mình không có cái tỉnh giác. Tỉnh giác mình có được bao nhiêu lâu? Dạ. Nhưng mà 24 tiếng không? Nhưng mà càng có được nhiều thì càng càng có nhiều được, nghe tức là cố gắng 24 tiếng tỉnh giác luôn ha. Người nào mà con nói là người nào mà ít có tỉnh giác hoặc là ít có trải nghiệm tỉnh giác thì người làm sao? Thì họ nên tập có cái tỉnh giác. Tức là mình phải thức mà cho suốt đó. Tỏ cái ngủ không kìa đó. Đó cái toàn là Bồ Tát khổ không đó. Phải quán căn thàng xuống đến toàn là Bồ Tát khổ không đó. Tỏ cái ngủ không đó. Đó. Nó tới cái chữ tỉnh giác đó. Là cái tôi đặt cái khó cho cái tưởng mà tôi gỡ ra không được. Còn tôi kẹt trong cái lời nói đó. Cái tỉnh nghe kìa không? Cái tỉnh giác người ta tính từng sát na, tính từng thời gian, tính từng tâm thức, tính từng giai đoạn, rồi coi là tỉnh giác. Nhưng mà trong cái lý đó, những cái pháp ngủ ngầm truyền cái nó vẫn có, nó sanh lên trong dạng nguồn cái nghiệp báo, nó kéo tự dẫn còn bị khó trong trạng thái mê muội. Nhưng mà cái thô bất thiện của mình thì mình nhận thấy được. Còn những cái vì thế bất thiện mình nhìn ra được cho mình lướt qua luôn. Thì mình tập từ, nhưng mà có cái đó càng, có cái đó thì càng tốt hơn nè, đúng rồi. Có tốt hơn. Có phải không? Dạ có phải rồi. À. Thấy thô cái tế được rồi. Nhìn thấy thô là cháu có cái tế, đúng không? Nhưng mà phải cố gắng, nhưng mà tự định
nó quý tử ta nhớ là cái sự tu tập quý tử đó, quý tử đừng đặt tới mức mà lý tưởng tuyệt đối, nhưng mà quý tử đặt trên lý tưởng có khả năng, phải có lý tưởng nhưng mà có khả năng, chứ đừng đặt lên lý tưởng tuyệt đối, đứng đó mình chỉ mơ thôi chứ không thực hiện. Quý tử nghe kìa, quý tử nói quý tử tỉnh giác trong 24 tiếng đồng hồ là lý tưởng tuyệt đối. Quý tử sẽ tỉnh giác trong suốt 24 tiếng đồng hồ trong một ngày, đó là lý tưởng tuyệt đối. Cũng như có một số Phật tử nói Đức Phật lúc nào cũng dùng trí tuệ hết trơn á, là cái đó là lý tưởng tuyệt đối. Ngài đâu có dùng trí tuệ, luôn luôn lúc nào ngài cũng phải dùng trí tuệ đâu. Cũng như nhà võ lúc nào cũng gồng cái võ của mình lên hết ra sao, gồng cứ chết á. Đúng chuyện mới gồng, đúng chuyện mới dùng chứ. Lúc nào cũng ra đường cho võ nha, cho võ nha. Người ta sợ lắm, cái đó là cái võ thôi chứ không cái ruột. Cái đó là cái vỏ thôi, không cái ruột. Cái tính nghe kèm không? Đụng chuyện nó mới có, cái đó mới là thật. Còn không có thì không cần phải trình bày. Là Đức Phật ngày có những lúc ngày từ Hương Thất á, ngày đi ra cái chỗ dẫn đường, chư tỳ khu đang bàn luận đó. Này chư tỳ khu đang bàn luận chuyện gì cho Như Lai biết, ngày đâu có dùng trí. Nếu mà ngày dùng trí là ngày nghe hết, ngày biết hết á. Ngày từ trong Hương Thất, ngày nghe, ngày có thiên nhãn là ngày biết hết á. Ngày đâu có. Ngày cũng ra này, ngày chị khu đang bàn tán gì đó, nhà bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang bàn tán tại sao xá lợi pháp độ trong già ông sinh đứng trước cổng chùa mà cho ông đi xuất gia, cái đó là phiền não lắm, đem vô ô uế cái cho tăng đoàn giáo hội mình, được toàn là những người là nghèo đổi mà vô tu xuất gia nó không nên. Đức Thế Tôn anh khập quả trách Đức xá lợi pháp, thì đó mới câu chuyện được đưa tới, ngài phải giải thích. Chứ lúc đó ngài đâu có biết là chuyện mà chư tăng đang bàn tán chuyện gì đâu, ngài đâu có dùng trí. Chư tăng nghe kịp không? Lúc đó là gì? Bắt tường trí. Còn khi mà ngài nghe xong đó, thì dùng trí liền. Mà trí tuệ của bậc siêu thế, trí tuệ của bậc chánh đánh giác, và đáp kết rõ ràng nhân quả chính xác. Cái đó là ngài có trí. Chứ không đúng là tại sao vậy? Giải thích cho Như Lai biết không? Như Lai không biết chuyện này à. Thì ngài không có nói cái chuyện đó à. Ngài không có nói cái chuyện đó à. Người ta nghe kẹp à. Vì thế mình cũng vậy đó. Mình phải hiểu vậy đó. Nhưng có nhiều người họ đặt cái một lý tưởng tuyệt đối, Đức Phật lúc nào cũng dùng trí từ sáng tới tối, 24 tiếng ngày cũng dùng trí, ngủ cũng dùng trí nữa. Ta ngủ sao? Tại sao ta phải ngủ ta? Thì con ngủ này như thế đúng chưa nha? Thì cũng phải dùng trí mới được. Quý tử nghe kiểu không? Thì ta thì không có, coi như vậy. Nên quý tử tu tập, quý tử làm lên cái trạng thái lý tưởng trong khả năng, chứ đừng lý tưởng trong tuyệt đối. Thì tử sẽ dương tới bắt được cái sự lý tưởng đó. Cho còn lý tưởng trong tuyệt đối của tôi đứng mơ mà tưởng hưởng thôi chứ không đạt được. Đứng mơ thôi. Thế tôi nghe kịp ha. Rồi chúng ta qua tới cái phần mà gọi là gì? Chí nguyện ba la mật. Nó tới chí nguyện ba la mật này á, là chúng ta dốc lòng á. Chí nguyện độ là chúng ta phải dốc lòng hết sức á. Dốc hết lòng, hết sức, hết lực á. Dốc hết sức á. Chúng ta tu tập á. Chúng ta không có cái trạng thái mà gọi là chần chừ á, không có trạng thái mà phân nửa hay là một phần đó. Tôi nghe kịp không? 100% đó, à đó. Là cũng mới gì đó, cái lý tưởng tuyệt đối rồi đó, 100% rồi đó. Cái dốc hết lòng của mình á, cứ tự nghe kịp không? Cái khả năng của tự tu á, xin nói với tôi nghe nè. Đối với cái tu á, thì chỉ với tự cái chỗ như tu như thế này nè. Ai cho chúng ta biết ta có 100% là tu rồi nè. Mà cái tỷ lệ tu này đó, ở góc độ nào mà gọi là tu một cách 100% nè. Có ai cho chúng ta có một cái tỷ lệ tu nào mà được 100% không? Không có. Không có. Quý tử nhớ kịp ha. Ha, do đó quý tử sẽ thấy cái số lượng mà đếm cái giết á, là chúng ta đếm được. Nhưng mà chúng ta không thấy nào chúng ta có khả năng đếm được bao nhiêu hạt đường trong một bao đường hết đâu. Thấy quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Cho đó đó, những cái trạng thái đó quý tử không có bỏ công mà tôi đi tìm. Cảm tạ nha. Vậy thì với cái tỷ lệ nào mà quý tử tu được 100% là lúc đó quý tử thấy khả năng quý tử đang có và vượt khó để mà có hơn. Đó là cái tự
đang tu 100%, chứ không nói được cái số lượng 100% nào thầy đang nói. Quý tử hiểu không? Quý tử khả năng quý tử nào đang có, mà quý tử vượt khó để mà có hơn, là quý tử đang tu 100% thiệt lòng tu đó. Chứ đừng có nói cái tỷ lệ tu 100% là như vậy, thì tỷ lệ kia mới 70% mà tu. Không có. Nó rõ như vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Cho đó mình nói ít đi. Cho đó mình nói ít đi. Một ngày tôi ngồi thiền có 10 phút à. Nay mình ngồi 15 phút mình ngon lành ngồi không. Thì giữa khả năng để có hơn rồi đó. Vậy là tôi 100% rồi đó. Quý tử nghe kịp. Hiểu chưa? Cho đó tôi phải nói đúng cái tỷ lệ tu. Là những cái gì mà bạn đang có, và chú tự vượt khó để mà có hơn á, là cái tự đa tu 100%. Cái tự nghe kịp không? Rồi hôm nay tôi tu như vậy, ngày mới tu giống như vậy là chưa gọi là tu hết lòng. Nó giống nhau vậy là chưa hết lòng. Nay tu như vậy, ngày mới tu nhiều hơn chút, một chút thôi, thì là cái tự đa dốc lòng tu rồi đó. Cái tự nghe kịp không? Còn mỗi ngày một chút nó sẽ có nhiều hơn. Cái tự nghe kịp không? Cái đó gọi là gì? Dốc lòng mà tu, trí nguyện cầu giải thoát là như vậy đó. Cứ tự nghe kìa ha. Rồi chưa? Tự hiểu không? Cứ tự nghe kìa không? Cho đó cái chuyện trí nguyện này là cái tôi phải dốc lòng hết sức với khả năng của tôi đang có để mình vượt khó hơn, để đạt có cao hơn, là cái tự đang có trí nguyện. Chứ đừng thụt lùi. Cái trí nguyện này nó sẽ ngược lại cái trạng thái gì? Thụt lùi, bỏ cuộc và buông lơi. Thí dụ như đang quý tử nói trí nguyện quý tử tu là cầu giải thoát, nhưng mà ngày mới quý tử đắm sai trong dục lạc, vậy thì tôi bỏ cuộc trí nguyện quý tử rồi. Quý tử nghe kèm không? Cái trí nguyện quý tử đã đứt. Quý tử là người bỏ cuộc, đánh hơi với cái nguyện lực của mình. Quý tử nghe kịp không? Cho dù quý tử có gặp nhiều nghịch cảnh như thế nào, cho dù quý tử gặp nhiều khó khăn như thế nào, cái trí nguyện quý tử không buông rơi, không buông lơi mà không buông bỏ, cái đó là trí nguyện quý tử sẽ thành đạt. Quý tử nghe kịp không? Như sĩ đặt ta có là trí nguyện sao? Xương có tan rã, dòng máu khô cạn, quý không gọi cỏ cây nếu chưa đắp đào quả. Cái đó là trí nguyện. Quý tử cũng vậy. Nếu như bây giờ quý tử hạ quyết tâm trong đời này, trong kiếp này, quý tử nguyện là không có khởi cái tâm sân lên. Cho dù cái hoàn cảnh nào, quý tử chí nguyện là không được sân. Đó là cái trạng thái nghịch cảnh, nghịch lòng trong đường tu. Tôi ngược trừ, diệt trừ cái tâm sân, không cho sân. Vì tôi sợ xuống địa ngục, thì quý tử nguyện cái đó. Thì quý tử cố gắng, khi nào vừa thấy sân lên, vừa nhắm thấy sân khó, bắt đầu cố gắng diệt. Nó diệt cái sân. Chứ đừng lo sợ người ta chê trách hay người ta khen chê. Quý tử nghe kèo không? Hiểu chưa? Cái đó là quý tử có chí nguyện đó. Hiểu chưa? Những cái đó quý tử đặt những cái chí nguyện với một cái chỉ tiêu quý tử đặt tới, cái đó có chí nguyện. Quý tử nghe kèo không? Rồi mỗi ngày tôi làm một chút, mà mỗi ngày tôi liên tục tăng thêm lên, vì đó tôi có chí nguyện. Còn mỗi ngày quý tử thúc lùi mà không có lên thêm nữa thì tự không có chí nguyện à. Cái tự nghe kịp không? Kịp đó. Người ta nghĩ tới đây, ta hành thiền. Xa thú. Dạ. Cái đó mình không phải là sai, nhưng mà mình thiếu hai cái. Tức là khi mà mình theo dõi mà thân và tâm á, cũng như theo dõi về hơi thở, cũng như đề mục hay là những diễn tiến niệm bàn của tâm và thân đó, thì ta gọi là luôn luôn có hai, là chánh niệm và tỉnh giác. Khi mà có cái sự hiểu biết á, là có sự ghi nhớ là chánh niệm, mà có sự hiểu biết trong từng sự hiện diện đó là tỉnh giác. Thế thì khi mà mình tỉnh giác là mình biết điều khiển tâm mình đi theo dõi cái thân, thấy cái thân là ta có tỉnh giác, còn trong trạng thái chú niệm vào đó thì ta có chánh niệm. Cái đó đó, hai cái đó nó luôn luôn đi đôi với nhau, cũng như là có thể điều khiển với nhau trong cái pháp tu hành của mình đó, tu tập mình đó. Do đó đó, khi mình theo dõi hơi thở, thì mình phải theo dõi hơi thở, là mình có sự ghi nhớ.
nhưng mà mình không có cái tỉnh giác là cái hơi thở này nó ra sao, không có sự hiểu biết nó như thế nào. Cái này nó không có cái tỉnh giác, là không có sự hiểu biết rõ ràng, phát hiện được những sự khác thường về thực tính của nó, người ta thiếu tỉnh giác, ta có chánh niệm thôi. Do đó đó, cái sa tí là chánh niệm xâm phát chánh giác, tức là cái sự tỉnh giác. Thì trong cái tỉnh giác đó, nó có mấy trường hợp tỉnh giác, tức là mình coi nó du hành như thế nào, nó lưu hành như thế nào, hay là có trạng thái vô si, cái trạng thái sự hiểu biết như thế nào, trong tỉnh giác đó mình biết. Đó là mình đạt được kết quả nhiều lắm. Nhưng đó đó, thành ra các quý Phật tử trong khi mà tu về Vipassana đó, họ có nhiều cái chánh niệm lắm. Mà dường như là các quý Phật tử lo hành giả là chú niệm về chánh niệm không à, chú tâm về chánh niệm không, không có cái thiếu cái sự rèn luyện cái tỉnh giác. Cái tỉnh giác đó nó gần đến những trạng thái tuệ gì đó. Do đó đó, mình có chánh niệm, có ghi nhớ, nhưng mà mình không có trí tuệ, mình phát hiện thấy được thực tính, thấy được thực tính, thấy thực tướng, thì cái đó là mình chỉ có chánh niệm không mà. Cũng trở lại năm cái pháp mà ngũ quyền, ngũ lực mà chúng ta biết đó là tánh, tán, niệm, định và tuệ, thì cái niệm này nó phải đi với cái tuệ, tỉnh giác là dạng thái đó. Do đó đó, khi mà mình nói mình không biết á, là mình chỉ có chánh niệm mà không có tỉnh giác. Cái gì mình không có đó là mình có chánh niệm mà không có tỉnh giác. Chưa kể là cái chánh niệm của mình nó khó thật không nữa đó, hay là chỉ là tưởng thôi đó. Sao nó cái trường hợp đó rất là quan trọng. Có khi mình tưởng không mà, tại vì sao? Cái chánh niệm là bắt ngay thầy tại chỗ, bắt ngay cái đang có, bắt cái đang hiện bày. Còn cái tưởng là mình bắt kịp, mình nhớ lại. Cái nó đi qua vậy đó. Cái là tưởng à. Kinh khủng lắm á. Do đó đó, các cái hành giả đó mà nếu mình có chánh niệm chính xác đó là mình thấy được. Nếu như mình nhìn thấy cái quạt máy nó quay, mà nếu quay chậm thì mình nhìn thấy được từng cánh quạt nó quay. Nhưng mà nó quay nhanh quá thì thấy cái vòng tròn trắng sáng của cánh quạt thôi à, chứ đâu phải được cánh quạt. Cái đó thì mình chỉ nhớ là cái đó là cái tưởng thôi. Thấy kịp không? Nhưng mà lúc đó con cần phải quan sát cái tâm và cái thân cùng lúc này. Không, mình có thể quan sát từng một giai đoạn, chứ còn một tâm từng một phần, chứ không phải bắt cùng một lúc. Tâm bắt lấy một cảnh là, chứ tâm không bắt được hai cảnh. Tâm trong tâm là một tâm, một cảnh. Tâm trong thân là một cảnh, là một đối tượng. Do đó đó, ví dụ như mình đang theo dõi cái tâm của mình, ví dụ như là cái tâm của mình nó đang muốn xả thiền vì cái thân nó đau, phải không? Là thân nó đau, tâm mình muốn xả thiền. Thì khi mình thấy tâm mình muốn xả thiền là tâm là đang tham đó, đang muốn cái xả ra đó, thì mình niệm là muốn à, mình nhìn thấy đau à, muốn à, đau à, mình phải đi gì đó. Và khi mà mình niệm cái đó được cái đó, mình niệm được cái đó là mình có chánh niệm. Còn khi cái đó mình tỉnh giác là gì? Cái muốn này là cái muốn như thế nào? Cái đau này là đau như thế nào? Tìm ra được thực tính đó, nó mình sâu vô nữa là tại sao muốn như vậy đó, mình tìm ra được thực tướng. Dạ, lúc mà gặp hết giờ thì con bị đau thì con không biết ra. Nhưng mà trước đó thì con bị đau thì lúc đó con chỉ chú ý tới cái tâm không? Thì có nghĩa là con đã chú ý tới lên chưa đủ. Dạ, vậy là có hai người đến đánh mình đỡ có một người, còn người đánh mình được rồi. Tại vì lúc đó nó im quá, nhưng mà sau này cái nó đau cho lên, cái nó kéo xuống. Kéo nó xuống, người ta sẽ cứu ra. Lúc đó con dạ. Lúc đó con... Đó, nó biết một tự nhiên thấy nó dễ sợ gì đó. Nên đó, cái người mà dội á, là phải có chánh tính, có tỉnh giác. Mà cái tỉnh giác á, nó lôi cái tính niệm đi đến cái kết quả. Còn nếu như mà tính niệm mà không có tỉnh giác á, thì cái chánh niệm nó lo vô cái trạng thái tưởng nhiều hơn, không có tỉnh giác là không có biết được, nó sẽ góp vào cái tưởng. Tôi nghe kịp à? Do đó đó, khi ta ngồi thiền á, là chúng ta chỉ tạo cái mồi lửa cho cái chánh niệm nó lên, nhưng mà cái tỉnh giác đó là mình lôi ra bắt lấy thấy pháp, cái đó mới quan trọng. Tôi nghe kịp không? Đó nó mới kết quả, chứ còn không có tính là niệm thì mình thiếu ngũ quyền rồi. Ngũ quyền mình thiếu rồi, tính tấn niệm định tuệ rồi. Mình có niệm không mà không có tuệ. Không nè, mà niệm không á thì mình đâu có định.
Tại vì sao? Niệm á, là cái pháp nó đang hiện bài có ghi nhớ, mà mình định á, là phải chú tâm vô nữa, mình ra mới được cái tuệ, mình mới thấy được tỉnh giác. Do đó nó mình niệm không mà, chúng ta nghe kịp không? Niệm ví dụ như, giống như mình đi qua thiền chỉ thôi, niệm là như mình đi qua thiền chỉ suốt, cái này niệm, vô ra, thấy dài ngắn, vô lên thấy dài ngắn ra, cái đó niệm thôi. Nhưng mà chú tâm vô là cái dài này ra sao, nhanh này ra sao, cái ngắn này ra sao, cái mình chú tâm vô thì gì đó, lúc vô tâm sâu đó, cái mình mới phát hiện được nó, cái thực tính, cái bản chất á, cái thực tính là cái bản chất á, nó lộ, nó hiện bài ra liền. Khi mình nhìn thấy lộ ra được hiện bài đó, thì mình thấy nó nằm ở trong cái tướng nào, trong tâm tướng liền. Mình ra được cái đó, mình là tỉnh giác, trí tuệ, tuệ giác phát sinh, nghe chưa? À, nó quý một tự phải cái đó đó. Rồi, còn cái chuyện mà tâm với tâm á, tâm với thân nó là thường xuyên rồi. Nếu như chúng ta nói dành và sắc vậy đó, phải có dành, phải có sắc, sắc có dành, sắc có đau đầu theo dõi lại. Nhưng mà cái nào nó mạnh á, nó lo mình đi. Cái nào nó mạnh nó lo mình lo chú nó nhiều. Quý tử nghe kịp không? Và khi mình chú nó nhiều vô cái mạnh đó đó, chẳng hạn cái thân mà nó mạnh quá, nó đau quá rồi, mà cái tâm của mình nó nhẹ, tâm mình muốn xả thiền nó chỉ có một phần thôi, nhưng mà thân nó đau quá rồi đó, cái mình bắt đầu chú tâm vậy đó. Còn nếu như á, cái thân nó mới chừa nhóm đau thôi, mà cái tâm mình muốn xả thiền mạnh quá, nó đầu mình xả thiền nhiều quá, thì mình nhìn vô cái tâm mình, tôi nghe kìa, cái đó nó mới cơ hội để mình tìm ra được sự thật. À, do đó quý Phật tử có nhiều cái cơ hội mà quý tử giống như bây giờ đó, sư cũng nói với tự là mình chưa có nhiều kinh nghiệm thôi, chứ mình tự có cái kỹ thuật nhưng mà chưa có kinh nghiệm, và đụng vô cái kêu là mình tự thắc mắc á, thì sư giải đáp từ mỗi ngày như vậy đó, mình tự sẽ bổ túc nhiều kinh nghiệm tự là tự nghe kịp đó, rồi mình tự sẽ gạt hái chắc chứ không có gì trên ngày. Còn khi mà mình ngồi mà mình cũng thấy vậy trên á, ngủ luôn rồi đó, rồi khỏi nói, thầy không có pháp, tự nghe kịp không? Thì ta ngủ ngủ luôn, người ta có pháp để mà nói, thì lúc đó không có cách nào giải đáp, người ta nghe kèm không? Thì lúc đó toàn nói tiếng Anh tiếng Đức không mà đâu có pháp được. Dạ, yeah. Xin nghe. Thưa con ngồi nhiều khi cả giờ, nhiều khi hơn giờ nữa, mà con ngồi con định con niệm Phật không thôi, con không có nghĩ ngoài cái gì đó. Thì như vậy con đâu có thấy tỉnh giác gì đâu. Đâu, tại con đang thiền chỉ mà. Con niệm Phật không là con đang thiền chỉ. Cái thiền chỉ là cô cố tâm tìm cái sự tĩnh lặng của cái đề mục đó thôi à. Nên đây là thiền chỉ, nên đâu có tỉnh giác. Tỉnh giác là cô thấy nó thay đổi, và cô phát hiện được bản chất của sự thay đổi đó, rồi mới là tỉnh giác. Cô hiểu xin không? Bây giờ con ngồi niệm Phật, cô ngồi niệm Phật lục tự di vậy hay là gì đó, là có thở đều, là cô theo dõi, vậy đâu có gì khác đâu. Như sư nói con nghe, cuốn phim á mà nó có nhiều người mà đóng vai trong phim đó, thì con thấy người này ra, người kia vô, người kia nói, người kia hành động, người kia làm gì cũng có, rồi con mới theo dõi cái những diễn biến đó thì là con mới theo dõi, nó có tỉnh giác. Còn cuốn phim nó có một lần chỉ đen qua rồi chạy qua lần đen qua chạy qua qua con mót cái lần đen chạy qua qua lần chạy qua lại, đâu có thấy gì đâu, không phải theo dõi. Cái nghĩ mình con muốn đổi cái qua tiền giác thì phải được qua tiền Vipassana. Sao nó khó? Đâu có khó. Mà khó đi nữa đó, dạng sự khởi đầu nan thôi. Cái đầu tiên nó khó, nhưng mà sao mình quen rồi, nó không khó nữa đâu. Mà nó lợi ích lắm. Và cô thấy được sự thật. Còn cái kia đó, nó đè, nó che lấp sự thật, làm cho cô chỉ thấy một cái sự yên lặng đó thôi à. Cô hiểu sẽ nói không? Ví dụ như cô thấy một cái thời tiết mà nó cứ thay đổi hoài đó, thì cô mới thấy được sự thật của bản chất của thời tiết. Còn sáng nắng chiều mưa, sáng nắng chiều mưa, một năm trời nóng gì thay đổi, cô đâu có thấy gì bản chất thay đổi của thời tiết. Coi không, hôm nay nắng thì mưa, bữa kia là trời u ám, thì trời là ẩm đạm, thì trời đã lại là nắng gắt, thì cô thấy đó, thì cô mới thấy được cái thay đổi thời tiết, nó bản chất đó là cái gì, là vô thường. Cô hiểu sẽ nói không? Thì đó mới tìm ra sự thật. Còn cái chuyện mà thiền chỉ là mình cứ đè xuống cho cái tâm mình yên trong cái trạng thái, đừng có náo động và phóng dật thôi. Cái đó nó chỉ có như là đá đè khó, thì nó được yên lặng trong phút giây đó. Rồi khi mình ra dạng và thực tế đi vào cuộc sống hàng ngày trong sinh hoạt gia đình, đi đời sống xã hội,
tâm của mình vẫn vọng động phóng lên như vậy đó, mình không có niệm được cái lúc đó, không niệm được cái lúc đó, không niệm được cái cơn đau hay là cái cơn khổ, cái trạng thái phóng dật hay trạng thái và sự đau đớn cái gì đó, mình không có niệm được. Mình chỉ lúc đó mình chỉ cái lúc đó mình trở lại về niệm phật đó, biết cái cô đi kịp mà cái đó nó quan trọng lắm. Cố gắng tập thiền quán, tại vì trong cái thiền quán đã có thiền chỉ, mà trong cái thiền chỉ đó, nó trợ cho cái thiền quán và cái chuyện niệm và định, thì chỉ còn cái tuệ thôi à. Tuệ là mình tìm lên sự thật đó, thì mình phát được bản chất sự thật đó là mình ra được cái đường đạo quả. Mình làm một mà được hai, nếu mà quý tự đi thiền quán mà đi thiền sự ngũ giáo và có ngũ hành đi ngũ lực đi một cách chân chắc đó, tính tới điều định tuệ tự có được một và thành hai, vì chỉ thiền quán trong lúc cả lúc đó luôn. Còn cái tưởng mà không chịu ở đó với chuyện có thiền chỉ đâu đó, là mai sau cái tưởng cũng phải tập tu cái thiền quán nữa. Mà cái chuyện đó đơn giản lắm, cô niệm cái hơi thở ra vô, cô theo dõi hơi thở ra vô, có hơi thở ra vô, chú tâm vô hơi thở ra vô, để ý tờ hơi thở ra vô, để cái tưởng sẽ có kịp không? Thấy chưa? Làm sao mà mình phát hiện được cái tâm nhạc? Điều chứ. Bây giờ thí dụ như thế này là sư nói của cô nghe, là thí dụ như trong cái trạng thái mà mình bị hôn trầm ha, nghĩa là khi mà bị hôn trầm cái mình ngủ mình gục luôn, ngủ gục luôn, cái khi mình giật mình đó gọi là tỉnh giác không? Đấy không? Nghe nè, cái tôi đang ngồi đó, đặt ra cái tới giai đoạn cái ngủ hiện rồi đó, ngồi mới liêu quả rồi đó. Nhưng mình thấy cái này không đúng, mình giật mình lên cái đó là tỉnh, tỉnh giác rồi đó. Đó thì những cái tỉnh giác đó, đó là nó đến cho lúc nào, là đến những lúc mà cái bản chất của pháp đó, nó thay đổi đột ngột mà mình bắt được, cái đó là tỉnh giác. Còn nó thay đổi đột ngột, nó lén lúc nó thay đổi bất ngột mà mình không bắt được, lúc đó mình không có tỉnh giác, mình cho nó đi qua là mình chỉ có niệm mà, hay là mình đang bị hôn trầm ngay lúc đó, cho nên chọn mà nó qua, tên chọn đi qua mình bắt được thì có tỉnh giác. Mà tên trọng nó qua khỏi mắt mình được rồi đó, là nó là gì? Mình có chuyện ghi nhớ là mình khen kinh canh trình tên trọng, nhưng tên trọng nó lọt coi nó có lưới cái tỉnh giác của mình rồi. Giữa ông thầy giáo với học trò, mà học trò ăn dụng, thì tay học trò ăn nhanh hay là ông thầy giáo bắt nhanh? Mấy ông thầy giáo bắt nhanh bắt đầu học trò ăn dụng. Còn mấy ông trò mà nhanh hơn ông thầy giáo thì học trò ăn dụng được, thầy giáo bắt không kịp. Sư là gần cái đó lắm, mình nói anh dùng miếng luôn. Nên sư đuôi thì giáo lúc nào sư cũng thắng. Xin nghe. Ví dụ mà khi mà mình ngồi mình bị tay, gần tay, mình phát hiện ra cái tay của mình. Dạ. Xong rồi mình mới quán tưởng là cái tay mình nó không có thật. Không, đừng có quán tưởng vậy. Có đó là có phải sự tỉnh thức của mình. Dạ không, cái đó là cô đang tưởng chứ mà tỉnh thức. Cái đó là tưởng, tại vì cô đang tưởng là cái tên này thật, là tại vì cô lấy kiến thức rồi cô trả lời. Cô lấy cái tư duy cô trả lời. Cái đó là cái tưởng của cô nhớ lại. Nhưng mà trong khi cái tên đó là cô cứ tỉnh giác là cái này hồi nãy đang không có tên. Cô bắt vô cái tên. Cái phút đầu tiên mà nó khởi ra tên là mà cô bắt được đó, chút xíu mà cô phát hiện là tê rồi, cái đó là không có tỉnh giác. Mà ngay khi mà nó đang không tê mà nó tê là tỉnh giác phút đó là cô bắt được. Còn cái khi đang tê cho tới hết tê, cái phút mà hết tê là cô bắt được mới dính được, cái đó là tỉnh giác. Chứ người bác sĩ đó bơm cái tai phòng lên để mà đo cái huyết áp mình đó, nó chỉ có hai con số à, con số đầu và con số cuối mà là tỉnh giác, chứ đâu có đếm ở giữa chi. Đó mới là tỉnh giác. Còn mấy cô nói cái này không phải là của tôi, cái này nó giả, cái này là không đúng, cái này đó là tưởng rồi, mình đang tư duy rồi, mình đang lấy kiến thức mình giải đáp nó rồi, nó dụ mình đi luôn, nó dụ mình đi luôn, mình ngồi suy nghĩ một chút, lấy hết tâm trạng ra ngồi giải đáp luôn, lấy hết kiến thức ra giải đáp luôn, còn nó đưa mình đi tiếp trong cái kiến thức của mình á, cái mình giải đáp không, thằng này phải thua, này giả, này không phải đúng, còn cái này đúng rồi, Đức Phật nó hay quá, rồi mình nghĩ tới Đức Phật, trời ơi, Đức Phật trí tuệ lắm, rồi nó kêu đi tới nữa, cái mắt rồi cái cuốc này rồi. Lúc đó mình vừa phóng trầm, vừa phóng dật đó, vừa không trầm thì miên, không trầm thì miên lúc đó là gì? Mình mắc lên đối tượng, và mình đang chạy với cái trạng thái mê muội sự hiểu biết của mình.
không trồng chữ bi lại như vậy. Dễ sợ lắm, nghe chưa? Nghe đó, không có tư duy và không có kiến thức, chỉ bắt ngay đó những cái gì nó đang thay đổi đột ngột, ngay đó là gọi là tỉnh giác. Còn ghi nhớ là niệm thường xuyên, theo dõi thường xuyên ra vô theo dõi thường xuyên. Cái gì nó phát hiện ra giữa cái tâm và cái thân mà nó mạnh, cái nào phát hiện nó không thường như nãy thì đó là cái lúc đó tỉnh giác. Tỉnh giác lúc đó bắt được cái thực tính, thực tính đó đằng sau đó là thực tướng liền. Thấy không? Nói chưa? Cái đó đâu, như một tệ bại, thấy con rất là dễ dàng. Chứ đừng có thường xuyên đó là tưởng và niệm, niệm và tưởng và niệm mà nó đi luôn tù luôn. À, nhờ. Nó đơn giản, nhưng mà thật sự là phải khéo léo và tinh ý, bắt kịp lúc, thì lúc ra thay đổi đột ngột. Cái đó là chính xác, mình đang hưởng đó. Với tôi cũng phải bắt được cái đó. Chứ còn không là nó chạy đi tới luôn á. Rồi cứ tưởng mắt, rồi ngồi cả tiếng đồng hồ cũng như không mà. Không có mệt mỏi, không có đau đớn, không có gì. Nhưng mà không lụm lặt được cái gì hết trơn á. Không lụm lặt được cái gì hết á. Rồi uổng á. Một phút ngồi xuống mà bắt được đó là được một phút đó. Còn ngồi một tiếng đồng hồ không bắt được, trên ngồi đến hoài. Như một người con cá nó đâu có cho miếng lúc nào nó lên để mà nó bắt được con mồi của mình, mà nó có biết con nào bắt được con cá lúc nào đang đớp mồi mà đó. Phải tỉnh giác, ngồi là niệm, con cá đến bắt mình là tỉnh giác, bắt được kéo là được ha. Rồi cái gì thắc mắc đó cho sư nghe, câu hỏi thắc mắc rồi. Cái đó nó nhiệm màu lắm. Nhiệm màu mà nó thích thú lắm. Quý Phật tử chưa có thưởng thức được cái phút kia mà tỉnh giác được á, là quý tử sẽ dễ sinh nhầm chán nếu mà tự không thấy được pháp vị. Tỉnh giác là pháp vị đó. Cái phút chi mà quý tử bắt được cái kẻ gian đó là pháp vị đó. Công lao quý tử bỏ xuống tới đó rồi luộc được đó. Quý tử nghe kịp không? Bây giờ quý tử nghe sụt sàn ở trong góc kẹt, ở trong gia đình, trong nhà của mình đó. Nhưng quý tử không tìm ra được cái sụt sàn ở trong cái tiếng động đó là cái gì. Bới lấy bao gạo ra, dựa cái ghế ra, lựa cái, kéo cái bàn ra, tìm tới, có con chuột. Tôi bắt đầu chạy luôn. Con chuột phải bắt đó nha. Cái đó là thỉnh giác đó. Quý tử nghe kêu không? Quý tử lúc đó mình vừa thấy con chuột cái bắt đầu nhanh quỳ xuống lại, nó còn đầu xong. Cái đó đó, quý tử nghe kêu không? Cái công mình mà đáng lái em lộn ra mà. Mình đang mới tới tìm cái góc rồi. Tiếng động là con chuột. Con chuột to, con chuột nhỏ, chuột đã phá độ hay là chuột mới vô. Có khi mình có tự biết ở Việt Nam mình có cái sự gọi là tội lỗi nó là gì? Chuột là cái giết. Nhưng mà thật ra có con chuột xạ đâu có đáng giết. Con chuột xạ nó cứ chết rồi đó. Con chuột xạ đó. Chứ bỏ nó dài thòn nghe đó. Thôi. À, thì mình chỉ bắt nó ra thôi. Con chuột cống con mới giết đó. Tôi tự nghe kẹo mà do đó nó có những cái mình phải tìm ra sự tỉnh giác, mình phát hiện được sự thật đó, mình nhìn nó. Nghe chưa? Đừng có niệm, đừng có suy tưởng, đừng có nghĩ ngợi, đừng có tư duy, đừng có lấy kiến thức để mà giải đáp. Không có lúc đó, không cần. Cái người mà ngồi câu cá đâu có dùng kiến thức để mà ngồi tính con cá nó lên đâu. Con cá nó lên mà biết bắt nó là ngay hay đó. Còn mình ngồi mình tính toán nha, thả bao nhiêu sợi dây xuống, sợi dây dài nó bao nhiêu, sợi dây nó sâu bao nhiêu, đo lên mình lặn xuống mình coi cái sợi dây nó sâu bao nhiêu nó mới bắt được con cá, thì lúc đó đâu có bắt được con cá, phải kiến thức mình nhiều quá đó. Thả xuống nè, thường thường cái miếng mò nó có cái miếng phao, có cái miếng phao, cái phao nó nổ lên, thì cái miếng mò nó chìm ở dưới, con cá nó cứ tìm thấy cái phao, thấy được cái mồi nó bắt. Thấy cái phao nó luôn đường, cái miếng mồi nó chạy qua cho là cái phao nó làm cho con mồi, con cá nó theo.
nó bắt dính vô cái con cái miếng bò nó thấy bị phao nó bị bắt, mình bắt nó lại. Thật chứ, nhiều khi Phật tử phải nghe xin nghe. Lúc mà khoảng chừng 20 phút đầu thì sau 20 phút đầu thì 20 tới 30 phút đầu thì khoảng cỡ đó con thấy con rất là yên, nhưng mà con không biết con bị dính vào, bị dính mắt hay là bị đang nằm trong cái tưởng tượng. Thì con nhìn lên thì con thì chú ý tới tâm, xong cái con chú ý tới thở, chú ý tới cái người con. Khi có lúc con thích mở và mạnh vô đi con, để cho con biết là con không có bị dính mắt. Thì như vậy có được không sư? Tại sao mình lại nghĩ là mình đang bị dính mắt? Tại vì nó yên quá. Yên quá? Dạ. Yên quá, mình niệm theo cái yên của nó, rồi xong cái yên quá đó, mình niệm theo cái trạng thái ngộ độ của mình cho mình có cái sự hoạt động lại. Nhưng mình cũng nhìn thấy như vậy, nhưng mà nếu nó yên quá. Rồi, yên quá đó, mình mới niệm, đúng à, đúng à, đúng à, mình ngồi vậy nè, đúng à, mình ngồi gắt lên nè. Tại vì mình phải tạo lên cái trường hợp như vậy đó. Sau này sư sợ là mình dính vô theo cái sự tạo ra nữa, giờ mình không thấy được sự tạo. Cái gì mình đã tạo ra rồi đó, nó đâu có là bản chất nó. Hẳn là cái bản chất nó là nó đến, nó phải do mình tạo. Còn mình tạo ra đó để mình tìm ra được cái bản chất nó không phải. Do đó đó mình đừng có là nó yên đó, mình cũng để cho nó yên. Đó là mình cũng đang, mình đang định mà. Đang định mà. Thì chút xíu trong cái yên nó mới trồi lên, cái đó mới bản chất được cái vô thường. Còn bây giờ mình tạo ra như vậy, nó mai mốt nó cho mình cái tạo ra nữa. Thì cái lúc đó mình lại thành cái thói quen, rồi mình đi tưởng là mình đã có sự thành, cái bản chất của nó. Kịp không? Cho đó là mình không có làm cái gì hết đó. Nó sống động lên, mình cũng để cho nó thấy. Mà nó tỉnh lại, cũng nhìn nó, mình ngó thôi chứ không tạo ra cái gì khác nữa. Thì tự nhiên kịp không? Cái đó mới là cái nghệ thuật còn coi phim. Còn coi phim là như vậy đó. Chứ còn không có một cái lý do gì mình đẩy tác động, cái hành động gì mình trong cuốn phim đó hết đó. Mình mới ra được sự thật, để mình thấy được ý nghĩa nội dung cuốn phim hay là bản chất của cuốn phim đó là cái gì. Nó được, cái đó mới được, cái đó mới là thiền Vipassana, thiền quán. Quan sát một cách đặc biệt, chú tâm một cách đặc biệt, để ý một cách đặc biệt, và theo dõi một cách đặc biệt là Vipassana. Chứ không có coi thường nữa. Nhà chỉ lấy con cái tâm thức mình theo dõi, mình nhận xét, mình thấy thôi. Chứ còn lại là không có một cái gì bỏ của mình vô trong đó, dù đó là một cái kiến thức hay là một cái tư duy, ý đời của mình, không bỏ vô. Cái năm mới được. Cái tự bỏ vô là pha chắc rồi, đâu có nguyên thủy của nó. Cái tự thấy không? Nước mía, nước dừa, mà tự bỏ thêm nước muối vô trong đó, một chút xíu muối vô đó, nó khác. Cái đấy kìa, cái dừa vậy nè. Cái tự nghe kìa không? Rồi, chưa? Rồi, chưa kìa. Dạ, thưa sư, con có... con có đến cái tình trạng mà định đó, nó yên lặng, cái con mới niệm yên lặng, thứ từ từ thì con thấy là cái hơi thở của con nó khi con mới chú đến hơi thở lại, thì bắt đầu là con ra khỏi đấy, cái động tác nó có đúng không ạ? Đúng. Nhưng mà lúc đó uổng là mình không thấy cái tỉnh giác từ cái chỗ mà đang yên lặng nó ra cái trở lại ra thở đó. Là nó đang qua cái bản chất gì? Có, con có thấy từ khi nó như mình là... Mình niệm cái đó đó. Như là nó... Mình bắt cái đó đó. Nó completely là... Completely đó, mình bắt cái completely đó đó. Chứ đừng điều dục cái ly đi. Đó, mình bắt cái cò đó đó. Nó dễ sợ lắm. Ui, tự nghe kiểu, tôi có nhiều ca. Ai có của, có tài sản mà không biết lượm vô. Dành dục lên chả. Uống á, uống lắm, đạo quả là chỗ đó đó. Thấy không, khi mà Ananda đi tìm ông ra, nguyên một đêm đi tìm ông ra, đi tới luôn bà ông ra. Bỏ rồi, buông, ngã xuống cái đạo, ba đạo luôn. Ba đạo liền một lúc, thấy không nè, nhị tam tứ quả. Mà lúc mà đang đi tìm á, tinh tấn đi tối luôn hành liên tục. Để mà suốt đêm để ngày mơn đất đạo quả ra, thì kết tập với chư tăng. Đi tìm nó có,
mà khi mà mình gọi là mệt mỏi rồi, hết hơi rồi, không còn hy vọng nữa rồi, buông bỏ rồi, ngã xuống cái nó tới liền đó, tới mà phát được ra lúc đó bà cái luôn. Nên đó, cái đó là cái cơ hội mình cái lúc đó à, mà mình lại có chỗ giúp mình rồi thôi rồi. Rồi sáng mai đâu đi cái tập trong đạn đâu, đứng ngoài dưới cửa thôi nè. Nên được chưa đâu? Ngay cái lúc nó đang bắt qua cái đó đó. Đó, đại sư nãy nói đó, là yên lặng, làm qua cái sóng gió, sóng gió là cái là niệm cái khởi đầu cái sóng gió đó. Tức mình niệm cái gì? Nhớ cái bản chất đó, nó thay đổi. Thực tính, thực tướng đó. Thì thường khổ đau chúng ta đó. Tức là cái bản tính là ngay cái lúc mà nó đổi đó. Mình nhìn thấy nó chứ đừng nói vô cái này là vô thường nha. Cái đó là còn thêm vô nữa đó. Mình nhìn thấy nó rồi. Con nhìn, con có nhìn thấy nhưng mà con không biết nó là cái gì, nhưng mà chỉ biết nó thay đổi. Không biết anh. Rồi về ra biết. Phải biết pháp. Phải biết pháp. Chứ không biết pháp mà không biết điện tên nữa à. Ồ gì là mình thấy con mình chạy gan, biết điện tên gì không quên rồi. Chết. Con mình nhiều tên quá. Con mình nhiều quá quên tên. Có ba tên nè, phải đúng tên gọi nó nữa nha. Còn khi không gọi đúng tên nó là mình tưởng không mà, chứ không phải tỉnh giác. Vô thường là vô thường, khổ đau là khổ đau, vô ngã là vô ngã. Gặp vô ngã mình nhìn vô thường nghe chém quá rồi. Nó đâu có quay lại cho mình nhìn đâu, nó đi luôn á. Người ta nghe kìa ha, cái đó mình phải thuần thục trong suy mật, trong cái kiến thức của mình đó, mình quen, mình hiểu, mình nắm bắt rồi đó. Thì tới lúc mình vô ngồi đó là mình chỉ mình ngồi lưỡng thôi mà. Ngồi lưỡng thôi à. Chứ không có còn lấy sách vở bài vở cái nói chuyện nữa đó. Chứ đang ngồi ngó nó còn thằng này nó tên này, cái thằng này tên gì nè. Mà nó chưa chín mùi đó, là nó thoáng qua thôi. Nhưng mà chín mùi nó đánh vô cái tâm thức của mình đó, mình mới ngồi deeply vô, sâu vô mình thấy ra. Sanh diệt, nhân sanh diệt, hoại tăng khả. Cô buông bỏ chạy, đi tới cái tài quản nhé. Xin nghe. Mai mốt té. Mai mốt té mà biết vô ngã. Ngã vô. Sẽ có. Bánh uống ba mặt mà. Thí dụ được. Thấy cái chi của ta vô ngã, phải không nè. Thí dụ như mình thấy cái thân này đó, hồi nãy nó vô thường là gì, hồi nãy yên, chỉ tới đau. Cái đau và nó hết đau và nó trở lại yên. Cái này là vô thường. Vô thường thì mình nói đi. Nên đâu có phải mình đó. Hay là vô ngã. Cái của mình á, nó đâu có thay đổi mà lên xuống khó đó, mắt đó, rồi liền đó thì đâu. Nhưng mà không phải ngồi đó nói nha. Không phải ngồi đó nó ngói. Mình chỉ ngói thôi. Nên đâu có điều tự xảy đâu. Mình tạm về đây bên này, mình ngó bên đây nè. Cái chiếc ngó bên này nè. Thế là sư biết là đang theo dõi rồi đó. Giờ đó biết mình tự phải còn đó. Phải biết cái pháp nên đến. Mà mắt thôi chứ không có niệm tên nó. Như kịp không? Cái tự lúc đó mình tự niệm tên nó là cái tự lòng, cái tư duy, tư kiến thức tưởng của mình vô liền à. Cái tuệ giác là sáng suốt thấy rõ mà một cách như thật của nó, mình lộn vô. Chứ còn mình đem cái kiến thức mình bỏ vô, mình thấy đó là cái kiến thức của mình sáng suốt thôi, chứ không phải pháp nó đến cho mình thấy sáng suốt, mình lộn được. Hai cái nó khác nhau. Đạo quả. Trời ơi, lúc đó sao? Trời ơi, cái lúc đó đạo quả mà còn sao nữa. Cái đó là cái bọn mà đi tìm nó nãy giờ đó. Không, nhưng mà con, cái ý con muốn nói giống vậy. Anh Sơn ảnh nhận ra cái biến chuyển đang trạng thái yên lặng. Nó thay đổi liền. Thì lúc đó mình nhận biết liền. Hả? Thì cái đó là sự tỉnh thức đó. Nhưng mà mình chỉ ghi nhận vậy thôi. Chứ mình không có niệm, không có làm một cái gì. Đó, thành ra đâu có tự thấy không nè. Tới khi mà quý tử xin trả lời câu chuyện này ha, đang tự yên lặng nha, rồi đến cái trạng thái thay đổi phải không? Thì mình có cái sự tỉnh thức hay là tỉnh giác là đó phải không? Nhưng mà cái trạng thái thay đổi đó, nó không đủ mạnh để cho mình thấy đó là vô thường, để mình thức tỉnh, để giác ngộ luôn. Thành ra nó đập lại.
chứ nó qua cái giai đoạn khác, nó lập lại cái cảnh khác. Cái vô thường nó đánh mình cái chỗ khác nữa, rồi mình bắt đầu mình nhìn nó lâu lần nữa cũng chưa đủ nữa, rồi tới khi nó bể vỡ ra một lần nữa, mình nhìn vô thấy một lần nữa, thì đó mình nhiều lần như đó. Nó mới 16 loại tuệ lắm mà. Nó có 16 loại tuệ. Tuệ đầu tiên là mình thấy tuệ danh sắc, phân biệt tách ra làm hai. Đây là danh, đây là sắc. Sắc đây là còn có thân pháp, thân sắc này nè. Còn cái danh là mình có sự hiểu biết này, mình thấy hai bên. Nhưng mà thấy hai bên nó không có hợp nhau. Danh một khối, sắc một khối, hai bên tách rời. Thân mình đau, tâm mình khác. Tâm mình không có đau, mình lúc đó mình thấy hai bên khác nhau. Còn khi nó thân nó rã, thằng đó nó đau quá, thằng đó rã, tâm mình vẫn theo dõi, mình tìm cái tâm mình theo dõi vậy, không để cái rã đó, thì mình thấy được sự sanh diệt của cái sắc pháp hay là hoại diệt sắc pháp. Mình nhìn xuống, cái tuệ mình thấy, lúc đó mình mới tìm ra được một cái chân lý là sao, bỏ cái thân này chứ không có bỏ cái tâm, mình tìm cái tâm mình đi tiếp, lúc đó đó mình mới đi tới đạo quả. Thì con đường đến đạo quả bởi cái tâm nhưng mà bởi cái thân. Nhưng mà đối với những hành giả mà tu đó, họ lo cái thân nhiều hơn là cái tâm, do đó là cái thân để lôi cuốn qua đó, mình lượm cái những kết quả của cái thân, mình chiến thắng nó, và mình không thấy được cái tâm mình đang chiến thắng, mình sẽ bị mất cái cơ hội đó, thì không có đến đạo quả. Ví dụ tự đào đó, tự đi tìm sự chiến thắng, cái sự chấm dứt đào đớp này thôi, tự sẽ tự hào hạnh diện là mình đã vượt qua cái tên nhất của đào này thôi. Nhưng mà tự không qua được cái tham, cái thân, cái tham của tâm mình. Cái tâm mình đang tham quá sức mình để mình muốn chiến thắng cái thân này, thì đâu có thấy được sự sanh diệt cả tan hay là sự loại diệt cái sắc pháp dịch pháp, nó đi ngược là cái thế đó. Do đó nó quỳ tiên không bao giờ tìm ra được cái chân lý. Tôi nghe kìa ha, đi đánh giặc để chiến thắng thì trong đó mình dính trong cái hào quang vinh quang của mình, còn cái này để mà thắng với chính mình, thắng cái tâm của mình, tôi làm ở đây là thắng giặc lòng. Do đó đó, đối với những người mà hành giả tu tập thiền và chuyên chú đó, Vipassana đó, là họ phải chiến thắng với cái tâm của họ, chứ không có ảnh hưởng gì các cái nữa. Mà chiến thắng không để mà vinh quang, để mà hưởng lấy cái sự sung sướng đó, để tiếp nữa tính đạo quả. Bỏ phàm mà thành thánh mà. Nếu mà mình thích đó, là mình đâu có là thánh, mình vẫn là phàm mà. Tôi phải đi tiếp. Mà nó sẽ đến, nó nằm ở trong cái tay của mình, trong cái sự tu tập của mình đó, em có đi đâu có sao. Sự thật như vậy đó. Tôi nghe kiểu mà có người mẹ, người mẹ, người cha nào nói mình học mới tới lớp 1 là người mẹ, người cha này mừng mình đâu, con phải học tiếp. Lên lớp 12, đi ra trường rồi, người mẹ, người cha có con phải học tiếp. Tới khi ngày mình lấy hết tất cả những học vị của cuộc đời này, mẹ người cha nói con cũng học tiếp, lấy kinh nghiệm mà. Con phải học tiếp để lấy kinh nghiệm mà. Do đó đó, con đường đi đó đó, tới khi nào mình thấy được một sự thật và không còn cái gì khác hơn nữa đó, đó là con đường đạo quả. Còn mình còn thấy, mình còn so sánh, mình còn hiểu biết cái đó đó là chưa có phải là đạo quả. Thì cái đạo quả là của Phật Thánh. Mình xưa nay là phàm phu đâu có biết. Mình biết rồi đó là hoàn toàn. Nên nên xưa thường nói khi Phật tử thấy sự thật là gì? Khi mà Phật tử đắc đạo quả, Phật tử không có con người phàm Phật tử nữa. Chẳng có. Người nó hoàn toàn nó thay đổi hẳn. Cái đó mới là thật, cái mình đã đạo quả. Còn cái người mình vẫn còn như vậy đó, mình chưa có. Mình đang tu tập thôi. Vậy xin nghe. Thì thực sự có một khoảng thời gian đó con cố gắng là để ý đến cái trở lại hơi thở của mình, mà con cảm thấy như là cái hơi thở của mình nó không thể nào mà nhận được cái hơi thở nó ra vô nữa trong một khoảng thời gian nha. Yeah. Thế là sao ạ? Cái đó là cái trạng thái biến mất của hơi thở. Cái trạng thái biến mất hơi thở là mình mới thấy là cái giai đoạn mà có thì cái biến mất là mình niệm cái đó. Rồi xong cái đầu mình niệm tiếp. Thì từ từ nó trở lại. Không cần. Nó mình định nghĩ nó từ từ. Chuyện nó của nó để nó. Rồi mình niệm cái từ đã có tới biến mất. Khi bắt đầu mình niệm cái đó xong rồi đó, rồi mình bắt đầu là mình niệm về cái trạng thái của mình đang ngồi. Thôi. Đừng có để tới nó.
và khi đó đó là mình đang giữ cái tâm, mình không cần giữ cái sắc, cái thở và là sắc pháp, mình không cần để cho nó mắc rồi mình đang giữ cái tâm. Cái tâm của tưởng không được phóng dật, tâm của mình không bị phóng trầm, tâm mình không có dính mắc là tham, tâm mình không có dính trong cái nạn khó chịu là sân, tâm mình không có chưa nghi ngờ hoài nghi, vẫn giữ cái tâm, vẫn giữ cái tâm. Còn mình cứ theo dõi cái hoài nghi mình ngồi cho lại, vừa bắt cho lại là dính liền. Hồi nãy không có, giờ nó có, bắt cái chỗ đó luôn. Nó sẽ đến cho người tử. Cái đó là như vậy đó. Mà mình không có trở lại bắt kịp cái đó đó, là lúc đó, ngay khi đó, ta có hai cái trường hợp người ta đang nói. Một là anh đang bị phóng dật, hai là anh đang bị hôn trầm. Anh để cho cái dật nó vô được rồi. Đó, vậy sẽ nghe. Thưa sư, như vậy là cái hơi thở chỉ là cái đề mục đầu tiên và tạm thời thôi phải không sư? Tất nhiên, nó chỉ là phương tiện, nó phải là cứu cánh. Cái quán mà là coi cái, là mình là quả. Coi cái thân của mình, cái sự thay đổi của cái thân cái của pháp. Mình. Yeah, cái pháp. Mình đâu không được nói thân cái tâm vậy đó, mình nói cái pháp. Yeah. Nó dựa vào cái thân tâm này mà nó đang bàn. Mình bắt cái pháp cho không theo cái thân tâm là đang có. Thưa sư, vậy thì con liên tục con phải theo dõi cái sự thay đổi của cái thân, cái sắc này hoài, con không có trở về cái hơi thở được không? Tại nếu con trở về thì tự nhiên con mất cái sắc, nó không có theo dõi liên tục, nó mất đi cái vị thế. Nó lo mình đi cũng chẳng có. Nên đó mình không có phải để mà nó cho nó đi. Mình phải theo dõi cái tâm của mình đang có, biết những cái gì đã có và những cái gì thân của mình đang thay đổi, những cái gì đã có. Mình biết cái thay đổi của thân mình nó có. Nhưng mà nó thay đổi nhiều lắm sư, mà nếu mình không tập trung vào một chỗ thì làm sao biết chỗ nào sư? Pháp nhiều còn mừng đó. Nó nhiều phần trong mười, ngay cả khi cái hơi thở cũng có thay đổi nữa. Ví dụ tôi ngồi câu cá, mà tôi ngồi từng con cá được, em tôi một đàn cá thôi. Nó nhiều quá mình. Mình nhảy xuống ôm hết rồi. Em đâu có ai nói được là mình tối mình ngồi câu cá một con cá đâu. Một con cũng có, mười con cũng có, một đàn cũng có đó. Nhưng lúc nào mình cũng phải hiểu mình thấy mình đang làm cái gì. Pháp nó nhiều càng tốt nữa. Nhưng mà pháp nó nhiều đó là quý lắm đó. Quý Phật tử đi học tu mà tìm ra được pháp, mà thấy được pháp đó là cả một công phu đó, là phước lắm đó. Còn mình ngồi từ sáng tới tối không có chuyện đâu, tiền sư hỏi rồi. Nên bị tiền sư hỏi có thấy không? Có thấy học tiên kiếm nó bỏ qua thôi. Thì đâu có thấy gì đâu. Trời ơi, pháp nó hết cho mình quý lắm mà. Nhiều chừng nào hay không thấy. Dạ, sư nghe. Cái con còn không hiểu cái là lúc mà con niệm cái pháp, niệm cái danh á, biết cái danh thôi đó, lúc đó thì con cái hơi thở con không biết cái hơi thở lúc đó nó tế nhị lắm, nó nhẹ lắm, nên con không biết cái nó. Và cái thân của con nó cũng nhẹ lắm, con không có để cái nó. Lúc đó con không có đau, hoặc là nếu mà con nhìn xuống thì con thấy hơi thở, thấy cái thân. Và nếu mà có đau nhiệt thì cái đau rất là nhẹ, nó chi tới nó, thành ra con không có để ý tới nó. Thì lúc đó con chỉ cứ tập trung nhìn thấy cái tâm của con thôi, có diễn biến của cái tâm của con thôi. Và những tiếng tâm ở ngoài thì con cũng vẫn còn nghe, nhưng mà lúc đó con không có để ý tới cái tâm của con nữa. Thì nãy xin nói đó, tâm bắt có một cảnh thôi. Mình nếu như mình đang theo dõi cái tâm mình, đâu có thấy được cái thân. Còn khi mình đang nghe được cái âm thanh bên động, tiếng động bên ngoài đó, thì đâu còn niệm được cái tâm mình được đó. Mình đang để chạy qua mình nghe cái âm thanh rồi. Vậy đó là mình bắt một cảnh á, đâu có gì khác đâu. Chỗ đó đó, quý Phật tử sẽ thấy là khi một âm thanh bên ngoài để mình niệm được nghe à, quý tử thấy nó có cần thiết không, hay là mình đang cần thiết để tìm cái kho tàng của danh sắc này một lần là phải khám phá ra, thì cái đó mình quyết định. Cho đó là mình cứ nghe nó để làm gì, mình hiểu đó là cái gì, tiếng động đó nó có cần thiết không, mình cắt bỏ đi để trở vô danh sách này. Thì lúc đó mình trở vô danh sách này, cái gì mình trở vô, cái danh mình trở vô trước, cái tâm mình á là danh mình trở vô trước. Mình chuẩn bị cái tâm mình lại, niệm được cái tâm mình đó, đấy mình phóng nè, mình trở lại trụ à, định nè, bắt đầu mình theo dõi cái tâm rồi đó, bắt đầu mình mới ngó xuống cái thân. Cái thân nó đang hiện bài cái gì? Rã, tê, nhức đau hay là quả diệt đó.
cái mình niệm thang ra, niệm thang ra. Cái tâm bắt có một cảnh à, không có một cái trường hợp nào nó khác được nữa. Do đó mình phải hiểu biết, mà trong khi mà từ cái trạng thái đang niệm về tâm qua niệm về thân, mình có tỉnh giác, mình biết đang chuyển đổi đó, bỏ cái niệm về tâm chuyển đổi qua thân là mình có tỉnh giác đang chuyển đổi đó, mình quyết định mình đổi qua đó để mình thấy được đó, đó là tỉnh giác. Còn nếu như mà mình đang niệm về tâm, mình niệm qua thân mà không biết cái giai đoạn nào khởi lên mình niệm, cái bắt đầu là niệm cái thân đó, là mình không có tỉnh giác, mình chỉ có niệm thôi. Hiểu không? Nhưng mà trong lúc đó đó, cái còn trong lúc đó cái tỉnh thức của con cũng vẫn có, nhưng mà hình như những cái diễn biến nhẹ nhàng như là cái hơi thở đi thì con không thấy được. Vậy có nghĩa là con đang hôn trầm hay không? Tại vì lúc đó cái hơi thở của mình thì lúc nếu mà con muốn á thì con xuống nhìn thấy cái hơi thở con, còn nếu mà con không để ý đến nó thì con không có cảm thấy cái hơi thở con nữa, thì con không biết cái lúc đó con có đang hôn trầm hay không. Không phải hôn trầm, mà cái đó không phải là kỹ thuật mình đang tu. Cái vô tử nên nhớ đó, mình tu á mình không có đọc đòi muốn thấy và đang muốn nhìn nó, không có. Cái gì nó đến đó mình biết thôi, chứ không có đặt cái muốn. Nếu con để tới con muốn thấy, con thấy nó, không phải vậy. Không có đặt cái chữ đó, và cái kỹ thuật đó không có. Cái đó là mình cứ ngồi coi. Và những cái gì nó đến là đến, và những cái gì mình biết là mình biết. Mà những gì mình không được biết, mình cứ tập trung, mình theo dõi để mình biết. Cái đó là cần thiết, chứ còn ngoài ra mình không cần phải biết là mình phải tìm cái này, tìm cái kia, tìm tội, tìm kia, cái nắm phải. Thế đó là kìa chứ? Dạ, đấy. Chứ muốn không phải, nhưng mà nếu mà con đem cái tâm con để ý tới cái... Thôi cũng để ý, nên để ý chi? Cũng để ý nó. Vậy thì con chỉ chú trọng tới cái... Những cái gì mình đang có, cái tâm mình đang nghĩ gì, mình niệm. Nghĩ à. Đau à. Thấy à, nghe à. Rồi á, nhức à. Lúc đó những gì nó đang có thôi. Lúc đó con không thấy con suy nghĩ gì, con thấy con... Rồi con chỉ nhìn nhận được thôi. Không thấy suy nghĩ gì, con nhìn chi? Con không thấy nó nổi lên những cái... Nổi lên chi? Thì cái nổi lên chi? Thì con chỉ thấy nó... Nó có, không có niệm. Nó có, không có niệm. Vậy thì con cũng nhìn lên nhìn như vậy thôi. Nhìn thôi. Để tự động. Rồi lúc đó rồi con không cần để ý đến cái... Nó có, nếu mà có thằng nó đang có thì mình niệm tiếp. Còn nếu nó không có, đâu cần để ý gì. Mình giữ cái tâm mình, theo dõi, gai vô. Nhưng mà lúc đó thì con biết là con không có biết được cái hơi thở vậy. Thì có nghĩa là con đang bị... Không, cái hơi thở nó mát rồi, mình cứ để cho nó mát. Rồi mình bắt đầu mình... Nhưng mà con biết nó vẫn hơi thở, nó vẫn thở mà mình không có biết nó thôi. Cái tưởng, nó là cái tưởng thôi. Chứ không phải là mình chết rồi. Cái đó là do suy tưởng thôi, cái tưởng thôi. Nó không phải sợ bị mất, nhưng mà con nói là nếu mà không có biết hơi thở thì có nghĩa là con đang bị ngủ hay sao? Không có ngủ. Tâm vẫn thay đổi. Nãy giờ anh đang nói chuyện, xin anh có thấy hơi thở anh không? Dạ không. Anh đâu có chết đâu. Em đâu có chết. Nên cái trạng thái mà ở trong cái thiền đó, nó gọi là biến mắt á. Cái biến mắt á là cái trạng thái nó yên nhẹ và nó vi tế, tức là nó không có thô thiển. Yeah. Thì mình thấy nó là gọi là biến mắt, nhưng nó có mắt. Nó vẫn còn đó, mà mình không thấy được nữa. Phải không nào? Thì những cái đó, mình tiếp tục mình theo dõi cái tâm của mình đang nghĩ cái gì đó, mình theo dõi tiếp. Ví dụ như đó, bây giờ mình lo cái mắt hơi thở này, mình niệm lo à. Ủa lạ quá ha, niệm lạ à, rồi mình thấy kỳ quá ha, mình nói kỳ à, nghĩ à, mình nói nghĩ à, đâu rồi, đâu à, mình cứ theo những tiếp tục cái đó, rồi cái hơi thở nó trở lại, bắt đầu niệm lại. Những cái tư tưởng bắt đầu mình đang chạy, mình đi tìm nó, thắc mắc đó, mình sợ đó, mình gì đó, niệm tiếp tục cái tâm đó. Tại lúc đó con cái này ổn sao? Ủa rồi? Cái tư tưởng con nhận được, càng coi cái này. Nó không có, mà đừng có tìm cái không có, mà mình cố gắng mình tưởng ra đó, gì không có thật. Vậy con chỉ chú trọng cái tâm của mình, nó có gì đó, mình cứ niệm tiếp cái tâm đó.
nếu cái thân này không còn, hơi thở này không còn, mình tiếp niệm tiếp cái tâm đó, cái tâm đó, cái tâm đó, nó sẽ ra cái kết quả đó. Được chưa? Mình sẽ nghe. Vậy là đang cái hơi thở nhẹ, nó như nó biến mất vào mình. Ấy thì như vậy là cái trạng thái kinh an. Dạ, nó có những cái trạng thái gọi là kinh an, hay là có cái trạng thái gọi là hành xả, nó cũng có. Do đó là kinh an là cái thân mình nhẹ nhàng, cái tâm mình an lạc. Còn cái trạng thái hành xả là cái lúc đó là mình còn dính vô gì cái mình buông bỏ hết, thì cái đó khác. Hay là những cái trạng thái đó mình phải thấy cái thân mình nhẹ nhàng, hồi nãy mình ngồi mình thấy nó nặng nề, thấy nó mệt mỏi, thấy uể oải, thấy nó giả dự. Nhưng mà chút giai đoạn đó mình qua được cái trạng thái đó, cái người mình nhẹ hẳn lên luôn, cái đó là thiên nhiên. Nhưng mà cái trạng thái mình mà hành xả đó, là lúc đó đó mình không còn dính vô cái dạng đó, là mình buông khổng hết tất cả rồi ra đi, cái là hành xả. Sau khoảng 2-3 phút đó, thì cái hơi thở tự dưng nó nhẹ gần như nó an lạc. Thì tự dưng thấy cả cái người nhẹ. Rồi mình niệm thấy thấy nhẹ rồi mình bắt đầu thôi. Mình niệm gì lắm tiếp. Rồi chưa? Vâng ha. Còn gì thắc mắc nữa không? Mới tới còn thắc mắc không? Hồng sắc mát cho chúng ta ra về. Sa thu sa thu sa.